ầm ầm ầm. Khi vị lão giả đi theo Diệp Tranh Vanh thi triển bí pháp, đánh một đòn cực mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ lật Long Tỷ trong tay, Long Tỷ trực tiếp bay thẳng về phía đối phương. Đòn đánh của hai người va chạm nhau truyền ra tiếng nổ chói tai. Lúc này, ánh sáng vàng bộc phát, năng lượng ngập trời quét ra không gian xung quanh. Long Tỷ phát ra một cỗ sức mạnh khiếp sợ, phá hủy lực công kích của lão giả kia, đồng thời phóng nhanh như vũ bão. Công tử, đi mau. Sau khi lão giả hô lên, ông ta đã cưỡng ép tự bạo, cơ thể nổ tung bộc phát ra sức mạnh long trời lở đất. Năng lượng tự bạo tràn ra ngoài, hình thành uy lực có thể hủy diệt trời đất. Diệp Phàm dùng Long Tỷ, ánh sáng vàng chói mắt áp chế năng lượng tự bạo của đối phương. Nếu không, một khi để năng lượng tự bạo lan ra, chỉ sợ toàn bộ người trong nhà họ Diệp sẽ mất mạng. Hai cha con Diệp Khiếu Thiên và Diệp Tranh Vanh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt họ trở nên vô cùng khó coi. Đi, Diệp Khiếu Thiên hô lên, ông ta dẫn theo Diệp Tranh Vanh muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hiện tại, bọn họ đã không thể chống lại thực lực của Diệp Phàm, nếu cứ tiếp tục đợi thì chắc chắn sẽ chết. Phút, Sở Phù Đồ thấy hai cha con kia muốn chạy trốn, ông vọt thẳng tới. Đột nhiên Diệp Tranh Vanh ném một viên ngọc về phía Sở Phù Đồ, viên ngọc tới trước mặt Sở Phù Đồ thì nổ tung, bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, chặn ông lại. Hai cha con Diệp Khiếu Thiên và Diệp Tranh Vanh nhân cơ hội chạy ra khỏi Diệp Thị. Lúc này, Diệp Phàm dùng Long Tỷ trấn áp toàn bộ lực lượng tự hủy của lão giả, hắn hít một hơi thật sâu. Thực lực của ông ta cực kỳ khủng bố, thậm chí vượt qua thần cảnh, mặc dù bị thương nhưng năng lượng tự bạo ra vẫn vô cùng đáng sợ, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với tên lửa. Nếu không có Long Tỷ, Diệp Phàm căn bản không cách nào trấn áp được lực lượng tự bạo này, thậm chí chính bản thân hắn cũng sẽ bị sức mạnh này làm cho bị thương. Nhưng dù là như vậy thì Diệp Phàm vẫn kêu rêu đau đớn, máu trong cơ thể như sôi trào, toàn thân tiêu hao rất lớn. Sau khi Diệp Phàm phát hiện cha con Diệp Khiếu Thiên chạy trốn, vẻ mặt hắn lạnh xuống, đang đinh đuổi theo thì bị Sở Phù Đồ cho ngăn cản, giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Khiếu Thiên phải chết. Vẻ mặt Diệp Phàm đầy sát ý. Hiện tại ông ta đã chạy thoát, cậu muốn giết ông ta thì phải bàn bạc kỹ hơn. Sở Phù Đồ trầm giọng nói. Chú Sở có biết bọn họ sẽ chạy đi đâu không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là Côn Lôn. Sở Phù Đồ nói thẳng. Côn Lôn. Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt khẽ lóe lên. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy Côn Lôn, lúc trước ở Quỷ Cốc, Thiên Cơ trưởng lão đã nói cường giả mà Phong Vô Tích dẫn tới để đối phó với Tam Sư Phụ có thể đến từ Côn Lôn, không ngờ hôm nay lại nghe thấy cái tên này. Khả năng Diệp Tranh Vanh đã gia nhập môn phái nào đó ở Côn Lôn, vậy nên hiện tại nơi duy nhất mà bọn họ có thể đi chính là Côn Lôn. Sở Phù Đồ đáp, Diệp Phàm lại hỏi, chú Sở có biết Côn Lôn là nơi như thế nào không? Cậu đã bao giờ nghe qua núi Côn Lôn chưa? Sở Phù Đồ hỏi. Núi Côn Lôn, ý chú là ngọn núi linh thiêng nhất Long Quốc. Lẽ nào Côn Lôn ở đây chính là núi Côn Lôn? Diệp Phàm lên tiếng. Ở Long Quốc, núi Côn Lôn được xưng là ngọn núi linh thiêng nhất, nghe đồn có thần tiên sống ở núi Côn Lôn Sơn. Thần thoại truyền thuyết về núi Côn Lôn nhiều không đếm xuể, bởi vậy núi Côn Lôn cũng trở thành nơi thiêng liêng trong lòng người dân Long Quốc. Không sai, cụ thể hẳn chỉ thế giới nhỏ trong núi Côn Lôn. Ở bên trong núi Côn Lôn có một thế giới nhỏ, nơi đó có rất nhiều thế lực cổ xưa còn mạnh hơn rất nhiều so với những tông môn ẩn thế, cường giả nhiều như mây, tùy tiện chọn lấy một người cũng có thể quét sạch giới võ đạo Long Quốc. Sở Phù Đồ nói. Diệp Phàm nghe Sở Phù Đồ nói xong, biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hắn không ngờ ở Long Quốc còn tồn tại một nơi như vậy, quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Mặc kệ hai cha con họ chạy tới đó, tôi cũng nhất định phải giết bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rõ ràng hắn định đi tới núi Côn Lôn, dù sao Diệp Khiếu Thiên là kẻ thù diệt cả nhà hắn, thù này nhất định phải báo. Cậu muốn báo thù cũng được, nhưng với thực lực hiện tại của cậu thì còn chưa đủ. Cường giả bên trong núi Côn Lôn vượt xa rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, trước khi chưa nắm chắc thì tốt nhất không nên đi tìm bọn họ báo thù. Sở Phù Đồ dặn dò Diệp Phàm. Tôi biết rồi. Diệp Phàm gật đầu. Nhưng tôi lại không ngờ, hôm nay cha cậu thế mà còn không xuất hiện, tôi còn tưởng là ông ấy sẽ tới, ít nhất cũng phải phái người tới. Sở Phù Đồ bĩu môi. Chú Sở, cha tôi thật sự còn sống sao? Diệp Phàm hỏi. Đây là đáp án hắn muốn biết nhất. Dù sao tôi cũng không tin cha cậu đã chết. Sở Phù Đồ lắc đầu.
Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, đột nhiên hỏi, chú Sở, mọi người đều nói năm đó tu phi cha tôi bị phế bỏ, là ai làm vậy, lẽ nào là ông ta? Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía ông nội Diệp Trấn Đình. Rõ ràng, hắn cho rằng người ông nội máu lạnh này đã phế đi tu vi của cha hắn, vậy nên cả nhà hắn mới gặp phải họa diệt môn. Không phải ông ta, mặc dù ông ta đuổi cả nhà cậu ra khỏi Diệp Thị, nhưng chưa hề ra tay với cha cậu, năm đó kẻ phế bỏ tu vi của cha cậu là một người khác. Sở Phù Đồ lên tiếng. Là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cái này tôi không rõ lắm, năm đó khi cha cậu bị phế, chỉ có Diệp Khiếu Thiên có mặt, tôi cũng không ở đó nên không biết rõ chuyện này. Sở Phù Đồ nói xong, ánh mắt ông nhìn về phía Diệp Trấn Đình. Vụt! Diệp Phàm nhìn Diệp Trấn Đình, ánh mắt không ngừng thay đổi, hắn đi thẳng về phía đối phương. Diệp Trấn Đình nhìn Diệp Phàm đi tới, há miệng định nói gì đó, kết quả lại phun ra một ngụm máu tươi, muốn nói cái gì, kết quả hắn lại là một ngụm máu tươi, hơi thở thoi thóp. Ngay lập tức, Diệp Phàm vào tới bên người Diệp Trấn Đình, vung ngân châm ra, thi triển quỷ cốc cửu châm cứu chữa cho đối phương. Các vị, xem xong kịch rồi thì nên giải tán đi. Lúc này, Sở Phù Đồ lên tiếng nói với các thế lực lớn đang có mặt ở đây. Những thế lực này đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lần lượt rút lui. Hôm nay, bọn họ quả thật là được xem một vở kịch lớn. Lúc này, ánh mắt của người trong tộc đều tập trung về phía Diệp Phàm. Phụt! Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm rút châm bạc ra, Diệp Trấn Đình phun ra một ngụm máu tươi, rất nhanh vẻ mặt đã không còn tái nhợt nữa. Dưới sự trị liệu của Diệp Phàm, độc trong cơ thể Diệp Trấn Đình đã được giải, thậm chí nội thương cũng được chữa khỏi, nhưng bởi vì ông ta trúng độc đã lâu, vậy nên cơ thể vẫn vô cùng suy yếu. Cảm ơn! Diệp Trấn Đình nhìn Diệp Phàm rồi cảm ơn hắn. Không cần cảm ơn, tôi cứu ông chỉ vì muốn biết năm đó ai đã phế bỏ tu vi của cha tôi. Diệp Phàm nhìn Diệp Trấn Đình với ánh mắt lạnh như băng, hắn không hề có chút tình cảm nào với người ông nội chưa bao giờ gặp mặt này. Diệp Trấn Đình thấy ánh mắt Diệp Phàm nhìn mình, trái tim như thắt lại, ông ta đau lòng. Nhưng ông ta biết tất cả đều do mình tạo nên, không trách người khác được, chỉ có thể âm thầm tiếc hận nói, ta cũng không biết năm đó ai đã phế bỏ tu vi của Thiên Long. Ông cũng không biết. Diệp Phàm nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp Trấn Đình. Đúng vậy, người phế bỏ tu vi của cha cháu rất mạnh, nhưng rất lạ mặt, ta chưa bao giờ gặp người này. Lúc trước ta vốn muốn cứu cha cháu, kết quả lại bị đối phương đánh trọng thương, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Long bị phế tu vi. Diệp Trấn Đình thở dài nói, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, suy đoán người phế bỏ tu vi cha hắn năm đó là ai. Hắn nhất định phải tìm ra người này. Diệp Khiếu Thiên là hung thủ hại hắn tan cửa nát nhà, kẻ là làm hại hắn cửa nát nhà tan, kẻ phế bỏ tu vi cha hắn cũng là hung thủ, bọn họ đều đáng chết. Tiểu, ta biết trong lòng cháu hận ta không trách cháu, tất cả đều là ta tự làm tự chịu, nhưng dù sao thì trong cơ thể cháu cũng chảy dòng máu của nhà họ Diệp, trở về đi, sau này cháu chính là người thừa kế của Diệp Thị. Diệp Trấn Đình thành khẩn nhìn Diệp Phàm. Nếu năm đó ông đã đuổi cha tôi ra khỏi nhà họ Diệp thì bây giờ tôi không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Thị các người. Ông là ông, tôi là tôi, không cần phải lôi kéo quan hệ gì giữa hai chúng ta. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Đình, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Sau đó, Diệp Phàm nói với Sở Phù Đồ và Sở Cửu Ca một câu rồi rời khỏi nhà họ Diệp. 2. Diệp Trấn Đình nhìn Diệp Phàm rời đi, ông thở dài, cả người trông già đi rất nhiều. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Diệp thì trở về hoàng tộc họ Trần. Lúc trước bởi vì Trần Tiểu Manh lấy được máu truyền thừa của hoàng tộc họ Trần, cần có người hộ pháp, vậy nên Đường Sở Sở mới ở lại, Diệp Phàm để hai anh em Đại Hổ Nhị Hổ ở lại bảo vệ cho Đường Sở Sở. Một giờ sau, Diệp Phàm về tới hoàng tộc họ Trần, nhưng lúc này bên trong là một mảnh hỗn độn. Anh rể! Trần Tiểu Manh vọt ra gọi Diệp Phàm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng đã bị thương. Chuyện gì xảy ra, Sở Sở đâu? Diệp Phàm nhìn Trần Tiểu Manh hỏi. Mấy tiếng trước, có một nhóm người tự xưng từ hàng Tĩnh Trai, một trong ẩn thế thập tông xuất hiện, muốn mang chị họ đi, kết quả chị họ và Đại Hổ đánh nhau với bọn họ, cuối cùng chị ấy bị bọn họ bắt đi, Đại Hổ đuổi theo ra ngoài. Trần Tiểu Manh lên tiếng nói. Lại là từ hàng Tĩnh Trai. Vẻ mặt Diệp Phàm hiện rõ sát khí lạnh như băng. Lúc trước tông môn này đã 3 lần 7 lượt muốn mang Sở Sở đi. Không ngờ bọn họ còn chưa chịu từ bỏ ý định. Em có từ hàng Tĩnh Trai ở đâu không?
Diệp Phàm dò hỏi. Không biết, nhưng trong hoàng tộc họ Trần có người biết. Trần Tiểu Manh đáp. Lập tức Diệp Phàm tìm người biết chỗ của Từ Hàng Tĩnh Trai, dẫn hắn đi tới tông môn này. Từ Hàng Tĩnh Trai, chính là tông môn thiên cấp trong thế lực ẩn thế, cũng nằm trong ẩn thế thập tông, một trong 10 đại tông môn mạnh nhất thiên cấp. Nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai không giống những tông môn khác, tất cả đệ tử trong môn phái đều là đệ tử, hơn nữa một khi gia nhập Từ Hàng Tĩnh Trai thì cả đời không được yêu đương chứ đừng nói tới việc lập gia đình, chẳng khác nào như một am ni cô. Lúc này, bên ngoài cửa Từ Hàng Tĩnh Trai đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Hai người đại hổ nhị hổ người đầy máu đang chiến đấu quyết liệt với một nhóm bà già, xung quanh là một đám con gái mặc đồ trắng, tất cả đều là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai. Tiếng nổ rung trời vang lên. Anh em đại hổ nhị hổ bị đánh lui. Những trưởng lão của Từ Hàng Tĩnh Trai bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều lùi về sau hơn 10 mét, miệng phun ra máu, vẻ mặt trắng bệch. Giao phu nhân ra, nếu không đừng trách anh em chúng tôi tàn nhẫn. Đại hổ nhị hổ nhìn người của Từ Hàng Tĩnh Trai với vẻ mặt lạnh như băng. To gan, dám ngông cuồng ở Từ Hàng Tĩnh Trai. Lúc này, một tiếng đầy uy nghiêm vang lên từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác dài trắng, mái tóc cột cao, trong tay cầm một cây phất, dáng vẻ lạnh lùng đi tới. Tham kiến trai chủ. Tất cả đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai đều quỳ xuống. Người này chính là trai chủ của Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng là người mạnh nhất của tông môn này. Lúc này, vị trai chủ nhìn anh em đại hổ nhị hổ với vẻ mặt lạnh như băng, hai người các người dám ăn nói ngông cuồng ở Từ Hàng Tĩnh Trai, đúng là to gan. Giao phu nhân ra. Nếu không hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ san bằng phá trai của các người. Nhị hổ lạnh lùng quát. Ngông cuồng. Vẻ mặt của Từ Hàng trai chủ lạnh xuống, ánh mắt bà ta đầy tức giận, cây phất trần trong tay vung lên, 3.000 sợi tơ trắng bắn ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố, tấn công hai người đại hổ nhị hổ. Anh em đại hổ nhị hổ cũng đánh trả lại đòn tấn công của Từ Hàng trai chủ, hai bên va chạm nhau vang lên tiếng nổ lớn. Phụt, phụt. Lúc này, cơ thể đại hổ nhị hổ lùi mạnh về phía sau, miệng phun ra máu, cả hai bị thương không nhẹ. Thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới thánh cảnh, mà vị Từ Hàng trai chủ đã bước vào thánh cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là cường giả thánh cảnh ngũ trọng, đương nhiên mạnh hơn nhiều so với hai người họ. Từ Hàng Tĩnh Trai không muốn nhìn thấy máu, hai người các ngươi lập tức đi khỏi đây, người có thân thể huyền âm kia đã gia nhập Từ Hàng Tĩnh Trai, các người đừng dây dưa nữa. Từ Hàng trại chủ lạnh lùng nhìn hai anh em đại hổ nhị hổ. Cướp vợ tôi thấy Từ Hàng Tĩnh Trai mấy người muốn máu chảy thành sông thì phải. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo từ xa truyền đến. Bóng dáng Diệp Phàm nhanh chóng lao tới, đánh tới Từ Hàng trai chủ. Lúc này vẻ mặt Từ Hàng trai chủ thay đổi, bà ta cảm thấy khó thở, toàn thân cứng đờ. Phút, lúc này, trong Từ Hàng Tĩnh Trai, một bóng người vọt tới đánh ra một chưởng. Ngăn chặn đòn tấn công của Diệp Phàm. Ngay lập tức, một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp thổi bay tất cả đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai và trai chủ ra ngoài, tất cả nện xuống mặt đất hộc máu. Phút, cơ thể người ngăn chặn Diệp Phàm cũng lùi mạnh về sau, bị thương không nhẹ. Người này là một bà lão tóc hoa râm, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn, Từ Hàng trai chủ hô lên, đối phương chính là trai chủ đời trước của Từ Hàng Tĩnh Trai. Cậu là ai? Bà lão này nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Giao vợ tôi ra, nếu không hôm nay tôi sẽ khiến cho nơi này máu chảy thành sông. Vẻ mặt Diệp Phàm đầy sát ý. Cậu tới đây vì thân thể huyền âm. Bà lão này nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói, cô ấy đã gia nhập Từ Hàng Tĩnh Trai, cậu không thể mang đi được. Xem ra bà thật sự muốn nơi này tắm máu, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho các người. Ánh mắt Diệp Phàm hiện lên ý muốn giết người, sát khí bộc phát ra bao phủ toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai. Cho dù cậu giết chúng tôi thì cũng không mang vị thân thể huyền âm kia đi được, bởi vì sắp có người tới mang cô ấy đi rồi. Bà lão cảm nhận được khí tức Diệp Phàm bộc phát ra, đối phương cau mày, trầm giọng nói. Ai dám mang vợ tôi đi, ta sẽ giết kẻ đó. Diệp Phàm quát lớn với vẻ mặt đầy sát khí. Không ngờ trên đời này còn có người tự kiêu tự đại như ngươi. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Diệp Phàm. Ai đã cho cậu dũng khí để nói ra điều này? Khi Diệp Phàm vừa nói sẽ giết kẻ nào dám mang bà xã của mình đi, thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên từ phía sau.
Giọng nói này truyền vào tai Diệp Phàm, khiến màng nhĩ của hắn có chút đau nhức, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí, hắn liền quay người lại thì nhìn thấy có ba bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Ba người này đều mặc áo choàng màu trắng, trong đó người đứng đằng trước có gương mặt sắc lạnh, khoảng chừng 30 tuổi nhưng lại mang đến một cảm giác cực kỳ ớn lạnh, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cô ta. Trên người cô ta còn tỏa ra một áp lực vô hình, áp chế mọi thứ chung quanh, phía sau cô ta là hai người phụ nữ, cũng có dáng vẻ lạnh lẽo giống vậy. Tuổi còn trẻ nhưng lại dám ngạo mạn điên cuồng như vậy, thật đúng là không biết lượng sức mình. Người phụ nữ dẫn đầu nhìn Diệp Phàm rồi lạnh lùng nói, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Cô là ai? Diệp Phàm nhìn cô ta, lạnh lẽo hỏi. Tham kiến đại nhân. Lúc này, lão trai chủ và trai chủ bây giờ của Từ Hàng Tĩnh trai kính cẩn nói với người phụ nữ này. Đại nhân. Diệp Phàm nghe thấy hai từ này liền cau mày, ánh mắt khẽ lóe lên. Các người thân là quản lý của Từ Hàng Tĩnh trai ở bên ngoài Côn Lôn, thế mà cũng không thể đối phó được một đứa nhóc con. Đúng là khiến Từ Hàng Tĩnh trai mất mặt, người phụ nữ quát mắng hai trai chủ. Đại nhân nói chí phải, hai trai chủ vội vàng cúi đầu nhận tội, không dám phản bác điều gì. Diệp Phàm nghe được đối phương nói như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, trong đầu có chút suy đoán gì đó. Người phụ nữ này hẳn là đến từ Côn Lôn, hơn nữa ở trong Côn Lôn cũng có Từ Hàng Tĩnh trai, nó còn cường đại hơn rất nhiều Từ Hàng Tĩnh trai này, ở đây chẳng qua chỉ là một phân nhánh mà thôi, Từ Hàng Tĩnh trai ở Côn Lôn mới là trụ sở thực sự. Vừa rồi lão trai chủ nói Đường Sở Sở sẽ bị mang đi, có lẽ người của Từ Hàng Tĩnh trai ở Côn Lôn sẽ đến mang cô đi. Diệp Phàm không ngờ rằng Từ Hàng Tĩnh trai này chỉ là một phân nhánh mà thôi. Thân thể huyền âm đâu? Người phụ nữ lạnh lẽo hỏi lão trai chủ. Đại nhân, thân thể huyền âm ở bên trong, tôi sẽ lập tức kêu người mang ra. Lão trai chủ vừa dứt lời, liền có người dẫn Đường Sở Sở ra ngoài. Lúc này, sức lực của Đường Sở Sở đã bị phong ấn, không thể nào di chuyển được, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm, cô nhanh chóng hét lên, anh Tiểu Phàm. Sở Sở, sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại rồi cũng hét lên. Quả nhiên là thân thể huyền âm. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở, hiển nhiên cô ta đã nhìn thấu thân thể huyền âm của đối phương, sau đó cau mày nhìn Diệp Phàm, cậu có quan hệ gì với thân thể huyền âm? Cô ấy là bà xã của tôi, cô cảm thấy chúng tôi là quan hệ gì? Diệp Phàm hừ lạnh. Bà xã? Sắc mặt cô ta liền thay đổi, ánh mắt lại liếc nhìn Đường Sở Sở từ trên xuống dưới, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn vẫn còn trong trắng. Người phụ nữ này đương nhiên muốn biết Đường Sở Sở còn trong trắng hay là không, bởi vì còn trong trắng thì thân thể huyền âm mới có thể phát huy ra sức mạnh tiềm ẩn và giá trị lớn nhất. Một khi thân thể huyền âm không còn trong trắng thì thiên phú không khác gì người bình thường, như thế chẳng đáng để Từ Hàng Tĩnh trai để mắt tới. Nhưng thân thể huyền âm vẫn còn trong trắng, vậy nên cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Soạt. Sau đó người phụ nữ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, thân thể huyền âm là thể chất vô thượng. Thành tựu trong tương lai vô cùng rộng mở. Nếu như có được sự dẫn dắt của Từ Hàng Tĩnh trai, chẳng bao lâu cô ấy sẽ sớm trở thành thiên tài hàng đầu ở Côn Lôn. Cậu chỉ là một phàm nhân, căn bản không xứng với cô ấy, từ nay về sau hai người không còn quan hệ gì nữa, mau biến đi. Sở Sở chính là người của tôi có xứng với cô ấy hay không vẫn chưa đến lượt cô quyết định, muốn tôi cút đi sao, vậy phải xem bản lĩnh của cô thế nào. Diệp Phàm khinh thường đáp. Xem ra cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Điều này cũng giúp thân thể huyền âm không còn mong nhớ gì nữa, có thể chuyên tâm tu luyện. Người phụ nữ hét lên. Bùm! Cô ta vừa dứt lời, cơ thể liền bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, mạnh mẽ đến mức xé toạc cả không gian xung quanh, mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy vô cùng ngạt thở. Không được động vào anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở hét lên với người phụ nữ. Thân thể không ngừng vùng vẫy, cố gắng phá vỡ phong ấn trong cơ thể mình. Bùm! Người phụ nữ này không chút lưu tình, lòng bàn tay đánh thẳng vào phía Diệp Phàm, rõ ràng muốn lấy mạng hắn ngay lập tức. Nhưng Diệp Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo rồi triệu hồi Long Tỷ đánh trả đòn tấn công của đối phương. Rầm! Từng tiếng rồng gầm tức khắc vang lên, năng lượng cuồn cuộn liền bộc phát, kim quang tỏa ra tứ phía, bao trùm tất cả. Sau đó người phụ nữ bị đánh bay ra phía sau, đập mạnh xuống đất rồi hộc máu. Hộ pháp! Lúc này, hai người phụ nữ đi theo nhìn thấy cô ta bị thương thì vội vàng lao tới.
mà hai vị trai chủ nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng ngay cả cao thủ của Từ Hàng Tĩnh trai đến từ trụ sở Côn Luân cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Phụt! Người phụ nữ vẫn còn hộc máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở rối loạn, cô ta không tin nổi nhìn Diệp Phàm, hay nói chính xác hơn là nhìn vào Long Tỷ trong tay hắn. Trong tay cậu đang cầm thứ gì vậy? Người phụ nữ này không biết Long Tỷ, chỉ có thể hét lên với Diệp Phàm. Vũ khí để giết cô, Diệp Phàm thờ ơ nói. Soạt! Sắc mặt người phụ nữ tối sầm lại, cô ta lấy ra một viên đan dược, sau khi uống xong vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại. Vừa rồi chính là đan dược trị thương, xem ra ở Côn Lôn có luyện đan sư. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, lần trước Diệp Tranh Vanh khi bị thương cũng uống một viên đan dược như thế này. Thuốc mà bọn họ uống đều là đan dược trị thương. Có thể mang theo đan dược trị thương bên mình, chứng tỏ ở Côn Lôn có luyện đan sư, nếu không thì một loại thuốc hiếm có khó tìm như đan dược trị thương, bọn họ sao có thể tùy ý uống như vậy chứ? Sau khi uống đan dược, người phụ nữ lại đứng dậy, sức lực đã khôi phục. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, rồi cô ta vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm sắc lạnh. Phút! Người phụ nữ lập tức thi triển một bộ kiếm pháp cường đại để tấn công Diệp Phàm. Bộ kiếm pháp này với kiếm pháp bình thường không giống nhau, nó dường như lợi hại hơn rất nhiều, uy lực cực kỳ lớn. Bùm! Sắc mặt Diệp Phàm vẫn không thay đổi, chỉ vung tay lên, Long Tỷ lần nữa lại xuất chiêu, chặn lại đòn tấn công của đối phương. Trong nháy mắt! Kiếm pháp của cô ta đã bị Long Tỷ đánh bại, sức mạnh của nó không ngừng lao về phía cô ta. Bụp! Long Tỷ đánh trúng người phụ nữ, khiến cô ta một lần nữa bay về sau, cơ thể đập mạnh xuống đất rồi hộc máu, xương cốt bị gãy nát, chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Một đòn này đã khiến cô ta mất đi khả năng chiến đấu hoàn toàn. Còn Diệp Phàm vì liên tục hai lần kích hoạt Long Tỷ, cơ thể cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mặc dù hắn có thể dễ dàng kiểm soát Long Tỷ, nhưng mỗi lần kích hoạt Long Tỷ cần có một lượng sức mạnh cực lớn. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, hắn nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt được Long Tỷ 3 lần mà thôi. Cậu! Người phụ nữ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã tắt thở. Hộ pháp! Hai người phụ nữ còn lại nhìn thấy cô ta chết, vẻ mặt tối sầm lại và không ngừng la hét. Mày dám giết chết hộ pháp! Sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi nhìn Diệp Phàm. Mang xác của cô ta rồi cút khỏi đây, trở về mà nói với chủ nhân của các người, nếu còn dám động vào bà xã của tôi một lần nữa, tôi sẽ tiêu diệt cả Từ Hàng Tĩnh trai. Diệp Phàm tức giận quát lên. Vừa dứt lời, cơ thể của hai người phụ nữ đều run lên bần bật, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Bọn họ không dám nói gì thêm, nhanh chóng mang thi thể của người phụ nữ rồi rời khỏi đây. Còn Diệp Phàm liếc nhìn hai vị trai chủ của Từ Hàng Tĩnh trai bên ngoài Côn Lôn rồi lạnh lẽo nói. Các người còn muốn tiếp tục đánh không? Hai người bọn họ cũng im lặng, vì quá sợ hãi mà không nói lên lời. Rốt cuộc cậu là ai? Lúc sau, lão trai chủ nhịn không được mà hỏi Diệp Phàm. Hộ quốc thần tướng của Long quốc Diệp Phàm. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Nói xong hắn liền đi đến bên cạnh Đường Sở Sở rồi giải trừ phong ấn trên người cô, nói, Sở Sở, em không sao chứ? Anh Tiểu Phàm, thật xin lỗi, em lại gây rắc rối cho anh rồi. Đường Sở Sở buồn bã nhìn Diệp Phàm. Cô bé ngốc nghếch à, em là người phụ nữ của anh đương nhiên phải bảo vệ em rồi. Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, dịu dàng nói. Chúng ta về nhà thôi. Hắn nắm tay Đường Sở Sở, muốn rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, Diệp Phàm đột nhiên vung tay lên, đoạn kiếm ngay lập tức đâm thẳng vào cửa lớn của Từ Hàng Tĩnh trai ở phía sau. Bùm! Lúc này, cánh cửa lớn của Từ Hàng Tĩnh trai bị đập nát thành từng mảnh. Vẻ mặt của lão trai chủ và trai chủ hiện tại đều thay đổi. Đây chính là lời cảnh báo của tôi đối với các người. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phàm vang lên, rồi hắn cùng Đường Sở Sở và Đại Hổ, Nhị Hổ rời đi. Sau đó bọn họ quay trở lại hoàng tộc họ Trần. Lúc này Trần Tiểu Manh đã trở thành tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm. Vốn dĩ cô ấy không hề muốn làm tộc trưởng. Nhưng tất cả thành viên trong hoàng tộc họ Trần đều quỳ xuống và cầu xin cô ấy kế vị làm tộc trưởng, tính tính Trần Tiểu Manh rất tốt bụng, không nỡ từ chối nên cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Chỗ kia là nơi nào vậy? Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi hoàng tộc họ Trần, Diệp Phàm đột nhiên chú ý ở phía xa có một cung điện nằm trên đỉnh núi. Đó chính là điện Võ Hầu. Lúc này,
một trưởng lão của hoàng tộc họ Trần lên tiếng trả lời Diệp Phàm. Điện Võ Hầu. Diệp Phàm khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Điện Võ Hầu hết lần này đến lần khác đều gây rắc rối cho hắn, hắn từ lâu đã muốn hủy diệt cái điện này, nhưng vẫn không có thời gian. Không ngờ rằng Điện Võ Hầu bây giờ lại gần hắn như vậy. Lúc này Diệp Phàm quyết định phải tiêu diệt Điện Võ Hầu. Đường Sở Sở cũng muốn đi cùng Diệp Phàm, vậy nên hắn cùng Đường Sở Sở, Đại Hổ và Nhị Hổ đi thẳng tới Điện Võ Hầu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Không nói một lời, bọn họ bắt đầu chém giết, một mạch giết đến bên ngoài Điện Võ Hầu. Điện chủ của các người đâu? Bảo cô ta mau cút ra đây. Diệp Phàm tức giận hét lên. Các người dám đắc tội với Điện Võ Hầu, Điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua. Một cường giả của Điện Võ Hầu hét lên. Phập phập phập. Diệp Phàm vung kiếm giết chết từng người một. Soạt. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn đại điện trước mặt, tinh thần lực liền cảm nhận được trong đó có một luồng khí tức, rất có thể đó chính là điện chủ của Điện Võ Hầu. Mọi người giải quyết những người còn lại đi. Diệp Phàm nói với đám người Đại Hổ, rồi hắn liền xông thẳng vào đại điện. Diệp Phàm bước vào trong cung điện, bên trong cực kỳ yên tĩnh, phía trước là một tấm chắn rất lớn. Sau đó Diệp Phàm xuyên qua cái chắn đi về sau cung điện, đập vài mi mắt là một chiếc giường lớn, trên đó có một người phụ nữ che mặt đang ngồi xếp bằng trên giường. Cô là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Cô là điện chủ Điện Võ Hầu. Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Hắn không ngờ điện chủ Điện Võ Hầu là một người phụ nữ, hơn nữa nhìn bề ngoài có vẻ cũng không lớn. Tuổi trẻ vậy đã có thể trưởng quan Điện Võ Hầu, có chút bản lĩnh. Đúng vậy. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nếu ta đoán không sai, ngươi là hộ quốc thần tướng, kẻ đã giết nhiều vị cao thủ của Điện Võ Hầu đúng không, bát trận đồ cũng ở trong tay ngươi sao? Đúng vậy, bát trận đồ ở trong tay tôi. Sao, cô muốn? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Giao ra bát trận đồ, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Người phụ nữ này nói thẳng. Cho tôi một con đường sống. Diệp Phàm cười nói, rất tự tin, nhưng cô cảm thấy cô có thể giết được tôi. Vậy phải thử mới biết được. Người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, đôi con ngươi lóe lên tia sáng quỷ dị. Diệp Phàm lao về phía đối phương, kết quả hắn vừa mới bước ra một bước, dị biến xuất hiện. Càn, khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoái. Điện chủ Điện Võ Hầu nói ra tám chữ. Đôi tay tạo từng ấn quyết huyền ảo. Dưới chân Diệp Phàm xuất hiện tám tuyến này ngang dọc đan xe, hình thành tám phương vị này bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một đồ án càn khôn bát quê sai bao phủ Diệp Phàm. Cảnh tượng xung quanh Diệp Phàm thay đổi, hắn tiến vào trong một không gian kỳ lạ. Trong không gian này chia làm tám giác này đều có một cánh cửa đen như mực. Đây là tám cửa trong kỳ môn độn giáp. Diệp Phàm nói. Không ngờ ngươi cũng hiểu kỳ môn độn giáp. Đúng vậy, đây là vây trận do ta sáng tạo ra dựa vào kỳ môn độn giáp, trận mở, trừ khi ngươi tinh thông thuật kỳ môn, hoặc cảnh giới mạnh hơn ta ba cảnh giới, nếu không ngươi vĩnh viễn không chạy thoát được, chỉ có thể bị nhốt chết trong đó. Âm thanh lạnh băng của điện chủ Điện Võ Hầu quanh quẩn bên tai Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, có chút năng lực, không ngờ có thể sáng tạo ra vây trận như vậy. Hộ quốc thần tướng, giao ra bát trận đồ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi biết rất rõ kết cục của mình như thế nào. Điện chủ Điện Võ Hồn lạnh lùng nói. Một pháp trận còn con cũng muốn bắt ép tôi. Cô cũng quá khinh thường tôi. Diệp Phàm nói. Ngươi còn tưởng phá trận pháp. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể nhìn ra được ngươi chưa đạt đến thánh cảnh, không có khả năng phá trận, đừng dẫy dụa vô nghĩa. Điện chủ Điện Võ Hồn tự tin nói. Phải không? Diệp Phàm cười nói. Sau đó hắn bắt đầu véo ấn quyết hóa thành đại ấn thần bí, bay thẳng đến tám cửa tám góc. Phá! Ngay lập tức tám đại ấn đánh mạnh lên trên tám cửa, phát ra tiếng nổ động trời. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, tám cánh cửa liên tiếp dập nát. Đại trận bị hủy, điện chủ Điện Võ Hầu biến sắc, đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cô ta không tin được, nói, không thể nào. Sao ngươi có thể phá được trận? Có lẽ cô không biết thân phận của tôi không chỉ là hộ quốc thần tướng, cốc chủ quỷ cốc còn là sư phụ của tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Người của quỷ cốc nghiên cứu kỳ môn độn giáp rất nhiều,
bởi vậy đối với đệ tử chân truyền của cốc chủ quỷ cốc như hắn thì vây trận này của đối phương không có gì khó khăn. Gia Cát Cẩn, cũng là điện chủ điện võ hầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thì ra là người quỷ cốc. Thảo nào! Gia Cát Cẩn biết quỷ cốc tinh thông các loại kỳ môn độn giáp, thuật ngũ hành âm dương. Có lẽ những người khác sẽ không phá giải được vây trận của cô ta, nhưng đối với người của quỷ cốc thì không khác gì lửa gặp nước. Không ngờ ngươi còn là đệ tử của cốc chủ quỷ cốc. Ta nhớ cốc chủ quỷ cốc tên Tiêu Giao Tử đúng không, ông ta là sư phụ của ngươi. Gia Cát Cẩn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Đúng vậy, Diệp Phàm đi về phía Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn ra tay tấn công Diệp Phàm, bộc phát thực lực thánh cảnh thất trọng. Diệp Phàm đánh ra một quyền cản lại đòn tấn công của Gia Cát Cẩn, sau đó đánh bay cô ta ra ngoài. Phụt! Ngươi có rất nhiều thủ đoạn. Diệp Phàm bóp chặt Gia Cát Cẩn, quát. Gia Cát Cẩn bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, hít thở không thông. Đột nhiên cô ta đánh về phía giường, chiếc giường chia thành hai ửa, dưới giường là một cái động lớn sâu không đáy, hai người rơi xuống đó. Bịch bịch! Diệp Phàm và Gia Cát Cẩn rơi xuống đất, xung quanh tối đen như mực. Nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, cho dù ở trong đêm đen cũng có thể nhìn rõ. Lúc này bọn họ đang ở trong động, xung quanh động được làm từ tài chất đặc thù, trên đỉnh bị tấm thép dày phong kín. Đây là nơi nào? Đây là một lao tù do ta cố ý chế tạo, bốn phương tám hướng đều được chế tạo từ thiết hy hữu, cho dù cao thủ thần cảnh cũng không đánh vỡ được. Gia Cát Cẩn nói, cô đúng là nhiều thủ đoạn. Diệp Phàm lạnh lùng đánh một quyền lên tường. Diệp Phàm lại đánh ra vô số quyền, thậm chí gọi cả Long Tỷ ra, nhưng vẫn không thể đánh vỡ lao tù này. Đừng phí sức, lao tù này do ta tốn rất nhiều sức lực chế tạo, sao có thể dễ dàng bị hủy như vậy? Cho dù cốc chủ quỷ cốc đến cũng không làm gì được. Gia Cát Cẩn lạnh nhạt nói. Diệp Phàm lạnh lùng bóp cổ Gia Cát Cẩn, quát, nói, cơ quan rời đi ở đâu? Nếu ta đã làm ngươi rơi xuống nơi này, sao sẽ nói cho ngươi cách rời đi? Gia Cát Cẩn lắc đầu. Đừng quên mạng của cô còn ở trong tay tôi, không lẽ cô không sợ chết? Diệp Phàm lạnh lùng quát. Rời khỏi nơi này ngươi cũng sẽ giết ta, không bằng chúng ta cùng chết, có thể cùng chết với hộ quốc thần tướng, ta chết cũng không tiếc. Gia Cát Cẩn cười lớn. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cô cũng không muốn chết. Trong mắt cô có thù hận, cô muốn sống. Diệp Phàm nhìn Gia Cát Cẩn, giống như nhìn thấu đối phương. Gia Cát Cẩn nghe vậy sắc mặt lạnh xuống. Im lặng không nói. Nói đi, cô muốn gì mới mở ra cơ quan này? Diệp Phàm buông Gia Cát Cẩn ra, lạnh lùng quát. Ngươi nói không sai, ta không muốn chết, cho nên ngươi không thể giết ta. Gia Cát Cẩn nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói. Tôi có thể không giết cô, nhưng cô cần phải thần phục tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Gia Cát Cẩn, Gia Cát Cẩn nghe xong thì biến sắc. Ngươi xác định muốn ta thần phục ngươi? Gia Cát Cẩn trầm giọng nói. Diệp Phàm nói, đúng vậy. Diệp Phàm có vài phần hứng thú với người phụ nữ này, cô ta có đủ mưu trí, thủ đoạn, năng lực, thậm chí thiên phú tu hành cũng không kém. Đặc biệt là tâm lý bình tĩnh đứng trước cái chết cũng có thể xử lý được của cô ta làm Diệp Phàm rất thưởng thức. Cho nên hắn mới thu phục cô ta. Hắn có dự cảm người phụ nữ này sẽ có trợ giúp với hắn. Gia Cát Cẩn sảng khoái đồng ý, được, ta có thể thần phục ngươi. Nhớ kỹ lời của cô. Con người tôi hận nhất phản đồ. Cô đã thần phục tôi, nếu dám phản bội, chết. Diệp Phàm cường thế lạnh lùng cảnh cáo. Gia Cát Cẩn này cũng sẽ không thay lời. Nói xong Gia Cát Cẩn nhấc tay ấn vào trên vách tường, cánh cửa bên trên mở ra. Hai người bọn họ nhảy lên. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở và Đại Hổ Nhị Hổ vọt vào, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm và Gia Cát Cẩn nhảy lên từ dưới giường. Cô ấy là... Đường Sở Sở tò mò hỏi. Cô ấy là điện chủ điện võ hồn, nhưng giờ đã thần phục anh. Diệp Phàm nói, sau đó liếc nhìn Gia Cát Cẩn, nếu cô đã thần phục tôi, có phải nên tháo khăn che mặt xuống hay không? Gia Cát Cẩn không do dự tháo khăn che mặt xuống. Đám người Diệp Phàm đều giật mình. Khuôn mặt của Gia Cát Cẩn cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo, nhưng trên má phải lại có một vết thương cực sâu, phá hủy khuôn mặt hoàn mỹ này, thậm chí có vài phần dữ tợn. Ai làm mặt cô bị thương? Diệp Phàm tò mò hỏi. Kẻ thù. Gia Cát Cẩn lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Tôi có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt cô. Nhưng Gia Cát Cẩn lắc đầu, kẻ thù chưa chết, thương này không trừ. Cô đủ tàn nhẫn với bản thân mình. Diệp Phàm cảm thán.
xin chủ nhân ban cho bát trận đồ. Đột nhiên Gia Cát Cẩn lên tiếng. Cô còn muốn bát trận đồ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn, cô ta nói thẳng, bát trận đồ này do Gia Cát Võ Hầu sáng tạo ra, nó không chỉ là một trận pháp đơn giản, trong đó còn chứa truyền thừa tuyệt học của Gia Cát Võ Hầu, nếu có thể có được nó, sẽ có được rất nhiều thần thông. Nếu bát trận đồ này chân quý như vậy, tại sao tôi phải cho cô? Diệp Phàm nói. Gia Cát Cẩn quỳ xuống, nói, truyền thừa do Gia Cát Võ Hầu để lại trong bát trận đồ chỉ có con cháu Gia Cát mới có thể mở được, người ngoài không thể làm được. Nếu chủ nhân nguyện ý giao bát trận đồ cho ta, sau khi ta có được tuyệt học võ hầu, ta nguyện ý vượt lửa qua sông vì chủ nhân. Gia Cát Cẩn trịnh trọng quỳ lại Diệp Phàm. Nhớ kỹ lời của cô. Diệp Phàm giao bát trận đồ cho Gia Cát Cẩn. Cảm ơn chủ nhân. Gia Cát Cẩn cực kỳ hưng phấn kích động. Sau đó Diệp Phàm ở lại điện võ hầu hơn nửa tiếng, đến khi mặt trời ngả về phía tây mới dẫn theo đường sở sở và đại hổ nhị hổ rời khỏi nơi này. Gia Cát Cẩn nhìn bát trận đồ trong tay, trong mắt tràn ngập hận ý, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này. Ta sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất. Tiếp theo Gia Cát Cẩn bế quan. Đến khi đám người Diệp Phàm trở lại thiên hải, trời đã tối mịt. Khu biệt thự Tử Kinh, biệt thự của đường sở sở tối đen, Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm đều bị bảy sư phụ của Diệp Phàm mang đi đế đô nên nơi này không ai ở. Ai, đi ra. Diệp Phàm vừa bước vào biệt thự, còn chưa bật đèn, đột nhiên hắn nhìn về một phía, sau đó quát to. Lúc này bên trong biệt thự tối om, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm nhận được trong biệt thự có người, nên hắn trực tiếp hét lên, ai? Ra đây. Đột nhiên, một bóng người lóe lên rồi biến mất trong biệt thự tối tăm, như đang muốn thoát khỏi biệt thự, nhưng Diệp Phàm lại tiến lên một bước, giơ tay lên, lập tức tóm lấy cơ thể đối phương. Lúc này, đường sở sở bật đèn trong biệt thự lên. Cô nhìn thấy Diệp Phàm đang đặt tay lên vai một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, cả người đều là vết thương. Là cô. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ ngạc nhiên nói, đối phương cũng giật mình khi nhìn thấy Diệp Phàm, nói, sao lại là anh? Người phụ nữ này không ai khác chính là người phụ nữ trước đây bị đuổi giết dưới chân núi Thái Sơn, sau đó trốn vào Võ Minh và bị bắt lại. Lúc đó đối phương nói cô ta đã trộm một viên xá lợi của thế lực nào đó, cho nên mới bị đuổi giết. Lúc đó Diệp Phàm thả cô ta đi, không ngờ lâu như vậy, lại gặp nhau ở đây. Hai người quen nhau à? Đường sở sở nhìn người phụ nữ và Diệp Phàm rồi hỏi. Sao cô lại ở đây? Cô lại định trộm thứ gì ở đây à? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ này lạnh lùng hét lên. Trộm, không lẽ cô ta là kẻ trộm? Đường sở sở ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Tôi không phải kẻ trộm. Tôi không đến đây để trộm bất cứ thứ gì, tôi chỉ đang bị đuổi giết. Muốn tìm một nơi để tạm thời nghỉ ngơi, ai biết lại dụng phải anh. Người phụ nữ nghe thấy hai chữ kẻ trộm thì bất mãn hét lên. Lâu như vậy mà cô vẫn bị người ta đuổi giết à, mạng của cô cũng cứng quá nhỉ. Diệp Phàm bĩu môi. Chắc là đối phương đang ở đây. Lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng bước chân và tiếng nói. Không được, bọn họ tới rồi. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, xen lẫn hận ý sâu sắc. Ở yên đây, đừng có lộn xộn. Diệp Phàm hét vào mặt người phụ nữ, hắn trực tiếp bước ra ngoài. Vào lúc này, một đám người mặc đồ đen đang tụ tập trong sân ngoài biệt thự. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt u ám, hốc mắt trũng sâu, tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh. Các người là ai? Sao dám đột nhập vào nhà tôi? Diệp Phàm nhìn đám người này hét lên. Cậu có nhìn thấy một người phụ nữ khắp người đầy máu không? Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Diệp Phàm hét lên. Không. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vào trong lục soát. Người đàn ông mặc áo choàng đen trực tiếp hét lên. Hắn ta vừa nói xong, đám người mặc đồ đen phía sau đã lao vào biệt thự. Ai tùy tiện đột nhập vào nhà tôi đều sẽ chết. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Đột nhiên, đại hổ và nhị hổ lao ra ngoài, tấn công đám người áo đen. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt. Đám người mặc đồ đen bị anh em đại hổ dùng sức đánh bay ra ngoài, từng người một ngã xuống đất, nôn ra máu. Lập tức, người đàn ông mặc áo choàng đen sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và đại hổ nhị hổ với ánh mắt lạnh lùng, các người là ai? Dám trở thành kẻ thù của chúng tôi? Các người biết chúng tôi là ai không? Không muốn biết, lập tức cút ra ngoài. Diệp Phàm thô lỗ nói. Muốn chết? Vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo.
một luồng khí đen quái dị bộc phát từ cơ thể hắn ta, lập tức bao trùm toàn bộ biệt thự, trông rất âm u đáng sợ. Đla Huyền.ma khí. Ông là người của ma đạo. Diệp Phàm nhìn luồng khí màu đen bộc phát từ cơ thể hắn ta, nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây hắn từng nghe nhị sư phụ nhắc đến giới võ đạo vốn dĩ được chia thành hai phe, chính đạo và ma đạo. Chính đạo là những tông môn và gia tộc võ đạo bình thường, trong khi ma đạo là nhóm người tu luyện đủ loại ma công và tà công, làm người hung bạo độc ác, vì muốn đạt được mục đích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn họ được gọi là ma đạo, ai ai cũng muốn đánh. Chính và ma từ xa xưa đã không thể dung hòa giống như lửa với nước, cả hai đều muốn diệt trừ đối phương. Đây chính là nguyên nhân tại sao trong cơ thể Đông Phương Hóa Ma có một nửa huyết mạch ma đạo, mà Đông Phương Việt đã xem hắn ta như người ngoài. Nghe nói 100 năm trước, giới võ đạo ở Long Quốc đã xảy ra một cuộc chiến lớn giữa chính và ma. Sau trận chiến đó, thế lực ma đạo bị tổn thất nặng nề, kể từ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi giới võ đạo Long Quốc. Về phía chính đạo cũng chịu tổn thất lớn trong trận chiến năm đó, cộng với sau đó lại chiến đấu với các thế lực ngoại quốc dưới sự dẫn dắt của nhị sư phụ Diệp Phàm. Nên hiện nay giới võ đạo không còn tồn tại quá nhiều cường giả, trông có vẻ rất yếu đuối. Luồng khí đen bộc phát từ người đàn ông mặc áo choàng đen này là ma khí độc nhất của ma đạo. Cậu cũng biết ma đạo, xem ra cậu cũng có chút kiến thức. Nhưng bây giờ cậu đã biết thân phận của tôi, cậu nhất định phải chết. Người đàn ông mặc áo choàng đen này hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, dùng bàn tay chụp thẳng về phía Diệp Phàm. Khi người đàn ông mặc áo choàng đen bộc phát ra ma khí đáng sợ, hắn ta ra đòn cực kỳ hung hãn, thực lực của hắn ta đã đạt đến hoàng cảnh cấp 9. Nhưng thực lực này trong mắt Diệp Phàm thì không chịu nổi một đòn. Răng rắc, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, trong nháy mắt xuyên qua bàn tay của đối phương, tóm lấy cổ hắn ta, bóp nát ngay tại chỗ. Tên cường giả ma đạo này trợn mắt nhìn Diệp Phàm, chưa kịp nói một lời đã tắt thở. Diệp Phàm tiện tay ném một cái. Quăng đối phương xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, người phụ nữ bước ra thấy cảnh này thì giật mình. Khi những người mặc áo đen còn lại bị thương nhìn thấy những người mặc áo choàng đen bị giết, trong mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi, bọn họ đứng dậy muốn bỏ chạy. Đừng để bọn chúng trốn thoát. Người phụ nữ đột nhiên hét lên. Diệp Phàm vung tay lên, vô số kim bạc bắn ra, giết chết đám người áo đen này. Xử lý xong đám người này. Diệp Phàm nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta đang ho khan, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt. Sau đó, Diệp Phàm ra tay chữa trị cho người phụ nữ này, nhìn cô ta nói, đám người vừa rồi hẳn là cùng một bọn với đám người đuổi giết cô lúc trước, tại sao bọn họ lại đuổi giết cô? Có phải vì viên xá lợi đó không? Đúng vậy, bọn họ đã đuổi giết tôi cả tháng trời chỉ vì viên xá lợi này, thậm chí còn giết cả ông nội tôi. Người phụ nữ nói xong, cô ta lấy viên xá lợi ra. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy hận ý. Ông nội của cô bị giết. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là do tôi, bọn họ mới tìm đến ông nội tôi. Cuối cùng, ông nội vì giúp tôi chạy thoát, đã chết trong tay bọn họ. Vẻ mặt người phụ nữ đầy tội lỗi. Đám người đó đến từ ma đạo sao? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ là người của Thiên Ma Tông, viên xá lợi trong tay tôi là do tôi trộm từ Thiên Ma Tông. Người phụ nữ nói thẳng, Thiên Ma Tông, tông môn này còn chưa bị tiêu diệt sao? Nghe người phụ nữ nói như vậy, Diệp Phàm kinh ngạc nói. Trước đây nhị sư phụ của Diệp Phàm đã từng nhắc đến Thiên Ma Tông, tông môn này là tông môn ma đạo đứng đầu trong số các thế lực ma đạo năm đó, thời kỳ đỉnh cao có hơn 100.000 đệ tử, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tông môn ma đạo đứng đầu. Vào thời điểm đó, Thiên Ma Tông cũng là tâm điểm tấn công của các thế lực chính đạo. Trong cuộc chiến lớn giữa chính và ma cách đây 100 năm, hàng chục lão tổ tông môn hàng đầu trong chính đạo đã hợp lực để tiêu diệt tông chủ của Thiên Ma Tông, đồng thời hoàn toàn tiêu diệt tông môn này. Nhưng bây giờ theo như người phụ nữ này nói, Thiên Ma Tông vẫn chưa bị tiêu diệt sao? Là tông môn đứng đầu ma đạo, làm thế nào mà Thiên Ma Tông có thể thật sự bị tiêu diệt? Bọn họ luôn có hậu nhân, bí mật điều dưỡng sinh thức mấy trăm năm, chiêu mộ binh sĩ, chỉ để một ngày nào đó bọn họ có thể quay lại dân gian. Hủy diệt giới võ đạo trong một lần, dùng máu để rửa sạch nỗi sỉ nhục trong quá khứ. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Lúc này, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng, thầm kinh hãi, không ngờ thế lực ma đạo này vẫn chưa bị tiêu diệt, lại có dấu hiệu hồi phục, một khi bọn chúng thực sự quay trở lại, với thực lực bây giờ của giới võ đạo, e rằng không thể ngăn cản được.
xá lợi này là bảo vật quý giá của Phật môn, tại sao lại ở Thiên Ma Tông? Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì đó, tò mò nhìn người phụ nữ. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói Thiên Ma Tông đang bí mật thu thập xá lợi, không biết người Thiên Ma Tông lấy được viên xá lợi này từ đâu, trên đường trở về Thiên Ma Tông thì bị tôi trộm đi. Người phụ nữ trả lời. Tại sao đám người ma đạo này lại thu thập xá lợi của Phật môn? Đôi mắt Diệp Phàm lóe lên, trong lòng đầy nghi ngờ. Từ xưa đến nay Phật môn là khắc tinh của ma đạo, xá lợi là báu vật quý giá nhất của Phật môn, càng có tác dụng trấn áp cường đại với người của ma đạo. Bình thường người trong ma đạo gặp xá lợi đều phải đi đường vòng, nhưng bây giờ Thiên Ma Tông lại muốn thu thập xá lợi, hành vi kỳ lạ này khiến Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Anh đã cứu tôi 2 lần, xá lợi này tôi tặng cho anh. Lúc này, người phụ nữ nhìn Diệp Phàm, nói thẳng sẽ tặng xá lợi này cho hắn. Vất vả lắm cô mới lấy được xá lợi này, cứ tặng tôi như vậy à? Diệp Phàm nhìn đối phương rồi nói. Thứ này đã giết chết ông nội của tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, chỉ cần nó còn ở đây, Thiên Ma Tông sẽ không bỏ qua cho tôi cũng không có cơ hội trở nên mạnh hơn để trả thù cho ông nội. Người phụ nữ thẳng thắn nói. Cô khá thẳng thắn, nhưng nếu cô đưa xá lợi cho tôi sẽ trở thành kẻ thù của Thiên Ma Tông. Diệp Phàm nhếch miệng. Bây giờ anh đã giết chết người của Thiên Ma Tông, chắc chắn anh sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Tất nhiên, nếu anh cảm thấy tôi có lỗi với anh, vậy thì cái này tôi cũng cho anh. Nói xong, người phụ nữ lại lấy ra một viên ngọc khác đưa cho Diệp Phàm. Ngọc rồng. Diệp Phàm nhìn viên ngọc này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là ngọc rồng. Trước đó Diệp Phàm đã thu thập được 8 viên ngọc rồng. Chỉ còn thiếu một viên cuối cùng, không ngờ hắn lại có được viên ngọc rồng cuối cùng nhanh như vậy. Ngay lập tức Diệp Phàm lấy ra 8 viên ngọc rồng còn lại, đặt 9 viên ngọc rồng lại với nhau. Thế mà anh đã lấy được 8 viên ngọc rồng còn lại. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Ong ong ong. Khi 9 viên ngọc rồng tập hợp lại với nhau, bên trong 9 viên ngọc rồng đều phát ra âm thanh kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sau đó... 9 viên ngọc rồng trực tiếp lơ lửng trên không trung, 9 tia sáng chói mắt từ đó phóng ra, bắn thẳng lên trời. Một giây sau, mấy người Diệp Phàm trực tiếp sợ ngây người. Vào lúc này, 9 viên ngọc rồng tụ tập lại, cùng nhau lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng tỏa ra từ 9 viên ngọc rồng này biến thành một bức tranh khổng lồ. Bức tranh này vẽ những dãy núi hùng vĩ, trong vùng núi này có một cung điện khổng lồ dưới lòng đất. Ngay phía trước cung điện là một chiếc ghế rồng vàng lấp lánh có 9 con rồng quấn xung quanh. Và trên chiếc ghế rồng này dường như có thứ gì đó, nhưng nó bị bao phủ bởi một quả cầu ánh sáng, không thấy rõ lắm. Đây là cái gì? Người phụ nữ lấy trộm xá lợi và Đường Sở Sở đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm cũng tỏ ra kinh ngạc. Hắn không ngờ khi 9 viên ngọc rồng tập hợp lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy. Một giây tiếp theo, bức tranh khổng lồ biến mất. Biến thành một con rồng vàng khổng lồ, bay thẳng về phía chân trời xa xăm. Diệp Phàm vọt thẳng ra ngoài, lao theo phía con rồng vàng khổng lồ đang bay đến. Nơi đó là nơi nào? Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng, như đã đoán được. Đó không phải là hướng núi Côn Lôn sao? Lúc này, người phụ nữ nói. Núi Côn Lôn? Diệp Phàm nhíu mày, nhìn người phụ nữ nói, cô có chắc không? Chắc chắn là núi Côn Lôn. Trước đây tôi đã từng đến gần núi Côn Lôn, hướng đó chính là hướng núi Côn Lôn. Người phụ nữ gật đầu khẳng định. Diệp Phàm nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Dựa vào hình ảnh vừa rồi khi 9 viên ngọc rồng phát sáng, cùng với hướng rồng vàng khổng lồ đang bay đến, Diệp Phàm có thể đoán được cái gọi là kho báu ẩn giấu sau 9 viên ngọc rồng này hẳn là đang ở trong núi Côn Lôn. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Diệp Phàm nhíu mày. Nguyên nhân thực sự khiến hắn nhíu mày là vì trước đó hắn đã nhận được truyền thừa của Long Tỷ, biết được vị trí của Long Mạch là ở trong núi Côn Lôn. Đúng vậy, cái gọi là Long Mạch này cũng ở trong núi Côn Lôn, kho báu ẩn giấu trong 9 viên ngọc rồng cũng chỉ về hướng núi Côn Lôn, điều này khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm thấy Long Mạch đằng sau Long Tỷ có liên hệ với kho báu đằng sau 9 viên ngọc rồng, về phần là mối liên hệ gì thì hắn vẫn chưa biết. Xem ra chúng ta phải đến núi Côn Lôn. Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, liếc về phía người phụ nữ, ngày mai cô đưa tôi đến núi Côn Lôn một chuyến. Anh muốn đến núi Côn Lôn, không phải ai cũng có thể tùy tiện đến nơi đó. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, cô ta nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Cô chỉ cần đưa tôi đến đó là được.
Diệp Phàm nói thẳng. Được, người phụ nữ gật đầu. Đúng rồi, đã lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết tên và thân phận của cô. Sau đó Diệp Phàm hỏi. Tôi tên là Dương Nhược Ảnh, đến từ Thiên Thủ Môn. Người phụ nữ nói. Thiên Thủ Môn? Đây là môn phái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Thiên Thủ Môn là một môn phái cực kỳ cổ xưa, cường đại nhất là Thiên Thủ Thuật, một khi đã sử dụng. Bất kỳ báu vật nào cũng có thể trộm được mà không ai hay biết. Dương Nhược Ảnh giới thiệu. Đó không phải là một môn phái chuyên trộm cắp đó chứ? Diệp Phàm rất ngạc nhiên với việc này. Dương Nhược Ảnh nghe Diệp Phàm nói vậy, cô ta nhíu mày, bất mãn nói, Thiên Thủ Môn của chúng tôi không phải là môn phái trộm cắp. Tuy chúng tôi am hiểu thuật này, nhưng từ xưa đến nay, chỉ trộm tiền tài bất nghĩa của các quan lại quyền quý, không bao giờ ra tay với người dân bình thường. Vậy thì là trộm có đạo đức. Diệp Phàm gật đầu. Tuy nhiên, từ khi Thiên Thủ Môn truyền thừa cho đến nay, chỉ còn lại tôi và ông nội. Bây giờ ông nội tôi đã chết, chỉ còn lại tôi. Dương Nhược Ảnh buồn bã nói. Vì cô đã tặng ngọc rồng cho tôi, khi có cơ hội, tôi sẽ tự mình giúp cô tiêu diệt Thiên Ma Tông, báo thù cho ông nội của cô. Diệp Phàm nhìn Dương Nhược Ảnh nói thẳng. Vì Thiên Ma Tông với là một thế lực ma đạo, đang muốn ngóc đầu dậy. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua không quan tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là thiếu chủ của Võ Minh, đồng thời cũng là hộ quốc thần tướng, dù là việc công hay việc riêng đều không thể để cho thế lực ma đạo này lại xuất hiện gây họa cho nhân gian. Cảm ơn. Dương Nhược Ảnh nhìn Diệp Phàm nói cảm ơn. Tiếp theo, sau khi ăn tối xong, bọn họ trở về phòng, về phần Diệp Phàm, hắn lấy xá lợi ra nghiên cứu. Hắn có thể cảm nhận được xá lợi này ẩn chứa một lực lượng thần bí. Chỉ là hắn không có cách nào hấp thu lực lượng này. Nghiên cứu nửa ngày không được gì, Diệp Phàm cũng không nghiên cứu nữa, trực tiếp đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi đến núi Côn Lôn vào ngày mai. Chỉ là hắn không biết hình ảnh rồng vàng khổng lồ bay hướng về núi Côn Lôn đã bị tất cả thế lực trong Long Quốc nhìn thấy. Và sự việc này cũng gây chấn động thế lực ở khắp nơi. Chân Long xuất hiện, đó có phải là hướng của núi Côn Lôn không? Chẳng lẽ Long Mạch ở núi Côn Lôn? Đúng vậy. Núi Côn Lôn là ngọn núi linh thiêng nhất ở Long Quốc, Long Mạch ở đó cũng là chuyện bình thường, tại sao tôi không nghĩ ra? Ha ha ha, rốt cuộc đã biết được vị trí của Long Mạch, lần này hoàng tộc họ Tần của chúng ta lại có thể đoạt lấy Long Vận, kiểm soát vận mệnh quốc gia, đến lúc đó, hoàng triều họ Tần của chúng ta sẽ lại chinh phục thế giới này. Trong hoàng tộc họ Tần, tộc trưởng của hoàng tộc họ Tần hét lên phấn khích khi nhìn thấy hướng đi của rồng vàng khổng lồ. Hai vị đại tộc trưởng hoàng tộc còn lại cũng đoán được Long Mạch nằm ở núi Côn Lôn, trong lòng vô cùng hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tộc trưởng của tam đại hoàng tộc huy động toàn bộ lực lượng của cả tộc chuẩn bị xông lên núi Côn Lôn để chiếm lấy Long Mạch. Ngoại trừ tam đại hoàng tộc, còn có rất nhiều thế lực tiềm ẩn và những cường giả trong Long Quốc đều để mắt đến núi Côn Lôn vì rồng vàng khổng lồ này. Bọn họ đều muốn đến núi Côn Lôn để tìm hiểu, còn có cả các gia tộc và tông môn ẩn thế lớn, v.v. Đế Đô. Căn cứ chiến bộ. Long Soái Long Chiến Thiên đứng ở đây, nhíu mày, Hạc Uyên và Quân Đao đang đứng trước mặt ông ta. Long Soái, lần này e rằng thế lực ở khắp nơi đều đoán được Long Mạch nằm ở núi Côn Lôn, dự kiến bọn họ sẽ sớm ra tay, chúng ta nên làm gì đây? Hạc Uyên nhìn Long Chiến Thiên, trầm giọng nói. Long Mạch đại diện cho vận mệnh quốc gia của Long Quốc, tuyệt đối không được để người khác cướp đoạt được, điều này sẽ hủy hoại vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Quân Đao hét lên lạnh lùng. Với thực lực bây giờ của chúng ta, một khi vị trí của Long Mạch thật sự bị lộ, căn bản không thể ngăn cản được, e rằng người duy nhất bây giờ chúng ta có thể dựa vào chính là người đó. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Hộ quốc thần tướng. Hắc Uyên và Quân Đao đồng thanh nói. Ngày mai đến Thiên Hải một chuyến. Long Chiến Thiên nói thẳng. Trong sở giám sát, sở trưởng sở giám sát, Viên Thiên Giám, đang ngồi trên xe lăn, tay cầm hai hạt châu. Trong mắt lóe lên một tia sáng thần bí. Long Mạch cuối cùng cũng lộ diện, chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Viên Thiên Giám tự lẩm bẩm, trên môi nở nụ cười tàn ác. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Đột nhiên Viên Thiên Giám nói. Thưa chủ nhân, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Lúc này, một bóng người quỷ dị xuất hiện sau lưng Viên Thiên Giám, quỳ xuống nói. Rất tốt, bây giờ là lúc tôi biểu diễn. Trong mắt Viên Thiên Giám hiện lên một tia lạnh lùng, nụ cười trên mặt khiến người ta rùng mình. Tại một nơi bí ẩn ở Long Quốc, có một cung điện vàng nguy nga rộng lớn.
một giọng nói khàn khàn từ trong cung điện truyền ra, sau 1000 năm, long mạch cuối cùng đã xuất hiện trở lại, nơi đó nhất định sẽ lại được mở ra, lập tức báo cho bất bại, chuẩn bị hành động. Vào lúc này, không chỉ tất cả các thế lực trong Long Quốc đều đang để mắt tới núi Côn Lôn mà nhiều thế lực ngoại quốc cũng nhận được tin tức, bắt đầu lần lượt hành động. Long Mạch không chỉ có sức hấp dẫn cường đại đối với người dân Long Quốc mà còn là báu vật mà mọi thế lực ngoại quốc đều muốn có được. Long Mạch xuất hiện, đế tinh giáng thế. Ngày này cuối cùng cũng đến. Vào lúc này, trên núi Cửu Long, nhị sư phụ cổ tam thông của Diệp Phàm nhìn bầu trời đêm và lẩm bẩm. Ông phải xuống núi thôi, phải đảm bảo an toàn cho hắn, nếu hắn mất một sợi tóc nào, ông sẽ phải chết. Lúc này, một tiếng hét lạnh lùng tàn nhẫn vang vọng bên tai cổ tam thông khiến trái tim ông run lên. Ánh mắt cổ tam thông hiện lên vẻ kinh ngạc, ông nói thầm, không ngờ thực lực của tôi đã đạt đến trình độ này nhưng lại không cảm nhận được khí tức của bà mạnh đến vậy à? Nhưng tình cảm của bà dành cho thằng nhóc đó thực sự rất khác biệt. Cổ tam thông âm thầm đoán rồi thở dài, thằng nhóc này đã dẫm phải phân chó gì mà may mắn đến thế. Nếu còn dám đoán nữa, chết. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn lại vang lên bên tai cố tam thông, khiến ông sợ đến mức vội vã gạt bỏ mọi suy nghĩ trong lòng, đi thẳng xuống núi. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm vừa tỉnh lại đã phát hiện bên ngoài biệt thự có rất nhiều người đang tụ tập, đại hổ và nhị hổ đang chiến đấu kịch liệt với bọn họ. Trên người những người này phát ra ma khí đáng sợ, hiển nhiên đều là người của Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông tới nhanh thật. Diệp Phàm bước ra ngoài nhìn thấy cảnh này thì thở dài. Điều này chứng tỏ bọn họ rất quan tâm đến viên xá lợi đó, nhất định có âm mưu gì đó. Dương Nhược Ảnh đi tới, hừ lạnh nói. Là cô, mau đưa xá lợi ra đây. Lúc này, một cường giả của Thiên Ma Tông chú ý đến Dương Nhược Ảnh, trực tiếp hét lên. Nằm mơ đi. Dương Nhược Ảnh hét lên. Ngay lập tức, tên cường giả này lao về phía Dương Nhược Ảnh một cách quỷ dị, dùng bàn tay tóm lấy đối phương. Diệp Phàm đột nhiên ra tay đánh bay người này ra ngoài. Thực lực của người này đã đạt đến tôn cảnh tầng 7. Cậu là ai? Cường giả Thiên Ma Tông bị đánh lui, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương, hắn vung tay lên, tóm lấy cổ đối phương, lạnh lùng hét lên, nói, bây giờ hang ổ của Thiên Ma Tông ở đâu? Tôi không thể nói cho cậu biết được. Cường giả này trực tiếp hét lên. Muốn chết à? Diệp Phàm hừ lạnh, hắn nắm lấy cổ đối phương không ngừng dùng sức, khiến hắn ta có cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Nhưng người này vẫn không nói gì. Răng rắc. Diệp Phàm bóp nát cổ hắn ta. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một âm thanh của nhà Phật vang vọng bên tai Diệp Phàm, khiến linh hồn hắn chấn động, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều bị tê liệt. Diệp Phàm nhíu mày, trực tiếp nhìn sang. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi âm thanh Phật hiệu vang vọng bên tai Diệp Phàm, ba vị tăng mặc tăng bào, trên đầu có vết sẹo của giới hương xuất hiện ở đây. Trong ba người này, một người ở giữa mặc áo cà sa màu đỏ, nhìn chừng khoảng 50 tuổi, hai người còn lại mặc bộ đồ tăng màu xám, chừng khoảng 30 tuổi. Lúc này, vị tăng mặc áo cà sa đỏ nhìn Diệp Phàm chắp tay trước ngực, vẻ mặt hiền lành nói, A-di-đà Phật, nghiệp sát trên người thí chủ quá nặng, nên giảm việc phạm giới sát thì tốt hơn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua ba vị tăng nhân đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt nói, các người từ đâu tới? Bần tăng là trưởng lão chấp pháp đường của chùa Vạn Phật, pháp hiệu là Huyền Niệm. Vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ nhìn Diệp Phàm nói. Chùa Vạn Phật. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, nhíu mày. Có vẻ như hắn đã từng nghe đến cái tên này. Đúng rồi, món quà chúc mừng mà Thương Liệt Long tướng của Điện Long Vương đưa cho Ngụy Thiên Hiền là một hạt Phật châu từ chùa Vạn Phật. Sau này Diệp Phàm lại đưa cho Đường Sở Sở, không ngờ lúc này chùa Vạn Phật lại xuất hiện ở đây. Các người tới đây có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn ba người, quát lạnh một tiếng, nhưng trong đầu hắn đã có suy đoán của riêng mình. Lý do hôm nay chúng tôi đến đây là vì xá lợi, bảo vật Phật môn của chùa Vạn Phật bị thất lạc. Trưởng lão chấp pháp đường của chùa Vạn Phật nhìn Diệp Phàm nói, ánh mắt quét qua đối phương rồi nói, viên xá lợi đó đang ở trên người thí chủ đúng không? Xin hãy giao nó ra. Đồng thời theo tôi đến chùa Vạn Phật để được rửa tội, rửa sạch nghiệp sát trên người, trở về con đường đúng đắn. Và rõ ràng ông ta đã nhìn thấy xá lợi đó nằm trên người Diệp Phàm bằng một phương pháp nào đó. Viên xá lợi đó đúng là ở trên người tôi, nhưng đồ đã vào túi của tôi rồi mà muốn lấy lại là không thể,
về phần việc cùng ông trở về làm lễ rửa tội gì đó thì lại càng nhảm nhí. Diệp Phàm bĩu môi, khinh thường hét lên một tiếng lạnh lùng. Viên xá lợi đó hẳn là bị Thiên Ma Tông đánh cắp từ chùa Vạn Phật. Lúc này, Dương Nhược Ảnh thì thầm với Diệp Phàm. Thí chủ, cậu đừng bướng bỉnh, viên xá lợi đó là do cao tăng của chùa Vạn Phật tỏa hóa mà có được, nó chứa đựng chân lý của Phật Pháp. Người có quá nhiều nghiệp sát có được chẳng những không có được lợi ích gì mà còn bị nó khắc chế, cho nên tốt nhất là cậu nên nhanh chóng giao nó ra đi. Huyền Niệm nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, hoặc là cút đi hoặc là chết. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng kêu to, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ. Trưởng lão, không cần nói nhảm với cậu ta, trực tiếp ra tay bắt lấy cậu ta là được. Lập tức, hai vị tăng nhân còn lại trực tiếp mở miệng, hiển nhiên rất không hài lòng với Diệp Phàm. A-di-đà Phật, nếu đã như vậy, thí chủ, vậy chúng tôi thật sự xin lỗi. Huyền Niệm chắp hai tay trước ngực rồi lại nói. Ông ta vừa dứt lời, hai vị tăng nhân kia liền xông về phía Diệp Phàm, mỗi người đánh một chưởng về phía hắn. Thực lực của hai người này đã đạt tới cấp bậc vương cảnh, đã là cường giả hàng đầu ở thế tục, nhưng trong mắt Diệp Phàm, bọn họ còn không chịu nổi một đòn. Rắc, rắc, Diệp Phàm vung tay, trực tiếp bóp nát cổ hai vị tăng nhân. Trong nháy mắt giết chết bọn họ. Hai vị tăng nhân mở to hai mắt ngã xuống đất, sắc mặt của vị trưởng lão chấp pháp đường Huyền Niệm thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, thí chủ, nghiệp sát trên người cậu đã vượt quá giới hạn, nếu tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ vướng vào nghiệp chướng, rơi vào nơi vạn kiếp cũng không thể thay đổi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm một quyền về phía đối phương. Huyền Niệm vung tay lên, toàn thân tràn ngập Phật lực mạnh mẽ. Ông ta trực tiếp thi triển một tuyệt kỹ của Phật môn và lập tức hét lên, Kim Cương Trưởng. Bùm! Trong phút chốc, Huyền Niệm tung ra một trưởng, ánh sáng vàng từ lòng bàn tay tỏa ra, giống như một trưởng kim cương, xé toạc không gian, lao vút về phía Diệp Phàm, trực tiếp đánh vào nắm đấm của hắn, phát ra một tiếng động kinh khủng. Thân là trưởng lão của chấp pháp đường, thực lực của Huyền Niệm đã đạt đến tôn cảnh, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không may là ông ta lại gặp phải Diệp Phàm. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Rắc, tại chỗ, lòng bàn tay của Huyền Niệm bị một quyền của Diệp Phàm đánh nát, toàn thân ông ta bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, phun máu. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị giết ông ta thì vị ngũ sư phụ của hắn, Long Ngạo, chủ nhân của Điện Long Vương, đã xuất hiện ở đây. Ngũ sư phụ, sao sư phụ lại tới đây? Diệp Phàm nhìn ngũ gia rồi nói. Đừng giết tên này, nếu không con sẽ phải đối đầu với chùa Vạn Phật. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm nói. Chùa Vạn Phật rất lợi hại sao? Diệp Phàm cong môi. Chùa Vạn Phật là ngôi chùa cổ xưa nhất ở Long Quốc, truyền thừa mấy ngàn năm, sản sinh ra vô số cao tăng đắc đạo, cậu nói xem có lợi hại hay không? Huyền Niệm nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Thật sao, cũng không lợi hại cho lắm. Diệp Phàm không đồng tình nói. Được rồi, mau cút ra khỏi đây đi, trở về nói với trụ trì của các người, nó là đệ tử Long Vương này. Nếu các người muốn gây phiền phức cho nó, trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Long Ngạo nhìn Huyền Niệm, không khách khí hét lớn. Xoẹt! Ông là Long Vương. Huyền Niệm nghe được lời nói của Long Ngạo, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nhìn ông ta. Sau đó sắc mặt Huyền Niệm thay đổi, ông ta nhanh chóng đứng dậy rời đi mà không nói một lời. Ngũ sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại tới đây? Diệp Phàm nhìn Long Ngạo hỏi. Hiện tượng lạ về Kim Long tối qua có liên quan gì đến con không? Long Ngạo trực tiếp hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng vậy, đêm qua con đã tìm được viên ngọc rồng cuối cùng, tập hợp 9 viên ngọc rồng lại với nhau, sau đó hiện tượng Kim Long liền xuất hiện. Con thật sự đã thu thập được 9 viên ngọc rồng, xem ra đúng là ý trời. Long Ngạo tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ánh sáng nhìn Diệp Phàm, con có biết hiện tại bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hiện tại tất cả thế lực bên ngoài đều đang hướng về núi Côn Lôn, muốn cướp đoạt Long Mạch. Lúc này, một giọng nói lớn vang lên. Long Chiến Thiên, chủ nhân của chiến bộ Long Quốc bước tới và nói với vẻ mặt nghiêm túc, theo sau ông ta là Hắc Uyên và Quân Đao. Long Vương Đại Nhân. Long Chiến Thiên đi tới đây, trước tiên là chào Long Ngạo, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, hiện tại vị trí của Long Mạch đã bị bại lộ, Long Quốc đang gặp nguy hiểm. Cầu xin hộ quốc thần tướng ra tay, bảo vệ sự bình yên của Long Quốc chúng ta. Bịch! Long Chiến Thiên vừa nói xong liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm,
Hắc Uyên và Quân Đao cũng lần lượt quỳ xuống nói, cầu xin hộ quốc thần tướng ra tay bảo vệ sự bình yên của Long quốc chúng ta. Các người đang làm gì vậy? Đứng dậy nhanh lên. Diệp Phàm nhìn ba người quỳ xuống, vội vàng nói. Khẩn cầu hộ quốc thần tướng cứu Long quốc của chúng ta. Long Chiến Thiên tiếp tục quỳ xuống cầu xin Diệp Phàm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm cau mày. Đêm qua chính con đã thu thập 9 viên ngọc rồng, khiến người ngoài cho rằng núi Côn Lôn là vùng đất của Long Mạch. Hiện tại tất cả thế lực ẩn thế cổ xưa và cường giả trong Long Quốc đều đang hướng về núi Côn Lôn, đều mong tìm thấy Long Mạch, có được sức mạnh của Long Mạch và trở thành chủ nhân của thế giới này. Long Vương nói thẳng. Không chỉ có các thế lực trong nước, mà theo tình báo của chiến bộ, rất nhiều thế lực nước ngoài đang hướng về Long Quốc. Trong số đó, có động tĩnh của ba thần cung và bốn gia tộc cổ xưa bí ẩn nhất ở Anh Quốc, chắc chắn tất cả bọn họ đều đến vì Long Mạch. Long Mạch tượng trưng cho vận mệnh của Long Quốc, Long Mạch còn thì Long Quốc còn, nếu Long Mạch không tồn tại nữa, thì Long Quốc cũng sẽ không còn tồn tại. Vẻ mặt Long Chiến Thiên nặng nề nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Long Mạch cũng có liên quan đến vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Diệp Phàm nghe được lời nói của Long Chiến Thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Mạch thực sự có liên quan đến vận mệnh quốc gia của Long Quốc, đồng thời cũng hàm chứa vận may tối cao, nếu một triều đại có Long Mạch thì có thể thịnh vượng lâu dài, nếu một cá nhân sở hữu Long Mạch, người đó có thể trở thành một người có may mắn lớn và trở thành chủ nhân của thế giới. Long Ngạo nói từng chữ một. Nghe xong lời này, hai mắt Diệp Phàm sáng lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp thiếu gia, tuyệt đối không được để người ngoài cướp lấy Long Mạch. Điều đó không chỉ gây nguy hiểm cho Long Quốc mà còn là sỉ nhục của dân tộc Long Quốc, mà muốn đối phó với những kẻ đầy tham vọng của cả trong và ngoài nước đó, chỉ có ngài, hộ quốc thần tướng mới có thể làm được. Thay mặt cho hàng triệu người dân của Long Quốc, bây giờ tôi cầu xin cậu hãy ra tay để cứu Long Quốc. Long Chiến Thiên nói với Diệp Phàm từng chữ một đầy hùng hồn. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lấy được Long Mạch. Diệp Phàm nói thẳng. Về công. Hắn là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Long Quốc, đương nhiên không thể để người ngoài lấy được Long Mạch. Về tư, hắn đã được Long Tỷ công nhận, Long Mạch này cũng được coi là của hắn, làm sao hắn có thể cho phép người ngoài lấy đi được. Cảm ơn thần tướng. Lập tức, ba người Long Chiến Thiên trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn. Ông thu xếp cho tôi một chiếc trực thăng, tôi muốn bay thẳng tới núi Côn Lôn. Diệp Phàm lên tiếng, Long Chiến Thiên đồng ý ngay lập tức. Lúc này Long Ngạo nhìn Diệp Phàm nói, hiện tại thất sư phụ của con đang huấn luyện hai cô gái kia, lục sư phụ của con thì đang chấn chỉnh quân thiên sách, còn tứ sư phụ của con thì không biết đã đi đâu, hiện tại xem ra chỉ có ta mới có thể đi cùng con đến núi Côn Lôn. Ngũ sư phụ, đâu cần sư phụ phải ra tay để đối phó những người đó. Con đi được rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhãi con đừng quên núi Côn Lôn là nơi nào, đó chính là nơi của tiểu thế giới Côn Lôn. Nếu như để người của tiểu thế giới biết được Long Mạch ở đâu, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Nếu có người từ Côn Lôn xuất hiện, một mình con đối phó với bọn họ cũng không dễ dàng đâu. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm, nói. Ngũ sư phụ nói đúng. Lập tức, Diệp Phàm suy nghĩ mấy giây, gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp gọi đám người Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu trở về, cùng hắn đi đến núi Côn Lôn. Mà Đường Sở Sở cũng muốn đi cùng Diệp Phàm. Hắn không thể cản được cô, đành phải đồng ý. Nhưng có Ngũ sư phụ ở bên cạnh, Diệp Phàm cũng không lo lắng về sự an toàn của Đường Sở Sở. Khi Diệp Phàm và những người khác tiến về phía núi Côn Lôn, Long Chiến Thiên trực tiếp ra lệnh, thông báo cho tất cả các quân đoàn chiến khu, ngoại trừ lực lượng đồn trú cần thiết, những người còn lại đều tiến về phía núi Côn Lôn, phong tỏa tất cả các đường rút lui trên núi Côn Lôn cho tôi. Long soái, ngài định. Quân Đao khó hiểu, nói. Hôm nay ai dám đặt chân lên núi Côn Lôn tranh Long Mạch đều phải chết, tuyệt đối không được để cá lọt lưới. Long Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng. Vâng. Hắc Uyên và Quân Đao đồng thanh hét lên. Lúc này, tại sở giám sát ở đế đô. Viên Thiên Giám đang ngồi ở đây, nhìn chằm chằm về phía núi Côn Lôn. Xoẹt. Một bóng người quỳ xuống trước mặt Viên Thiên Giám và nói, chủ nhân, tất cả các thế lực lớn đã lên đường đến núi Côn Lôn. Hôm nay Long Chiến Thiên đã đến Thiên Hải để tìm hộ quốc thần tướng, bây giờ cậu ta cũng đã lên đường đến núi Côn Lôn, hơn nữa bệ hạ còn điều động toàn bộ cường giả được bồi dưỡng trong hoàng thất và cao thủ Long Cấm đến núi Côn Lôn. Rất tốt, chuẩn bị hành động, lần này chúng ta sẽ để núi Côn Lôn làm nơi chôn cất của bọn họ,
về phần long mạch, viên thiên giám này muốn có. Và cả ngai vàng kia, tôi cũng muốn có được. Trong mắt viên thiên giám lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt nghiền ngẫm hử lạnh một tiếng. Tại chiến khu Nam Bộ gần dãy núi Côn Lôn nhất, thống soái của chiến khu Nam Bộ, Nam Cung Linh, nhìn lá thư trong tay, đôi mắt không ngừng lóe lên. Người đâu? Nam Cung Linh cất lá thư đi và trực tiếp kêu lên. Ngay lập tức, phó quan của ông ta xuất hiện ở đây và nói, thống soái, có chuyện gì không? Truyền lệnh của tôi, tập hợp quân đội ngay lập tức. Nam Cung Linh trực tiếp hét lên. Trong sở tộc, sở phù đồ và sở trường sinh, lão tộc trưởng của sở tộc, đang cùng nhau chơi cờ và uống trà. Con cảm thấy long mạch này cuối cùng sẽ thuộc về ai? Sau khi sở trường sinh đặt một quân cờ xuống, ông ta nhìn sở phù đồ. Ngoài cậu ta ra còn có ai khác sao? Sở phù đồ hừ nhẹ rồi nói. Có vẻ như con thật sự rất tin tưởng vào con rể của mình. Sở trường sinh khẽ mỉm cười. Cậu ta là con trai của Diệp Thiên Long và là con rể của sở phù đồ này, ai có thể cạnh tranh với cậu ta? Hơn nữa, cho dù cậu ta không lấy được long mạch, chúng ta cũng phải giúp cậu ta lấy được, nếu không, ba định giải thích thế nào với cháu gái bảo bối cửu ca của ba. Sở phù đồ cười vui vẻ, ông ta đột nhiên đánh xuống một quân cờ, nói, ba thua. Cái thằng nhãi này, sở trường sinh bất đắc dĩ nói. Mà tại một nơi tối tăm của Long Quốc, một nhóm người mặc áo choàng đen đang quỳ trên mặt đất, run rẩy, trước mặt bọn họ là một hang động tối tăm, bên trong không thấy sâu không thấy năm ngón tay, trông vô cùng đáng sợ. Đúng là một đám rác rưởi, ngay cả một tên trộm cũng không đối phó được, mà còn chết nhiều người như vậy. Lúc này, trong hang động vang lên một tiếng hét tàn nhẫn lạnh lùng, vang vọng bên tai những người áo đen này, chấn động khiến máu trong người bọn họ sôi lên, khóe miệng rỉ máu. Báo cáo tông chủ, viên xá lợi này nhất định là do một cường giả nào đó lấy được, nếu không với thực lực của cô gái thiên thủ môn kia, thì không thể giết được nhiều cao thủ như vậy. Một người mặc áo đen lấy hết can đảm và nói. Phái người đi điều tra xem là ai làm. Còn núi Côn Lôn kia, thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này phải bằng mọi giá lấy được vật trong long mạch cho tôi, chỉ cần có nó, cho dù không có xá lợi, bổn tọa cũng có thể thay ra đổi thịt, sống lại một lần nữa. Một mệnh lệnh tàn nhẫn lại vang lên từ trong hang động kia. Vâng, tông chủ. Nhóm người mặc áo đen này đồng loạt gật đầu. Cùng lúc đó, tất cả cường giả của thế lực lớn trong nước đều đang hướng về dãy núi Côn Lôn, có ba hoàng tộc lớn, các môn phiệt lớn, các thế lực võ đạo lớn và thế lực ẩn thế, thậm chí cả các thế lực cổ xưa ẩn náu trong Long Quốc cũng đều xuất hiện. Ở nước ngoài, có rất nhiều cường giả từ Anh Quốc, Thiên Trúc Quốc và các quốc gia khác đang hướng tới Long Quốc, trong đó các thế lực lớn như Liên minh các vị thần, Thánh điện đều bắt đầu hành động. Vào lúc này, tất cả thế lực trong và ngoài nước đều hướng về núi Côn Lôn, ý đồ muốn tranh đoạt long mạch. Chiến tranh sắp nổ ra. Núi Côn Lôn nằm ở khu vực Nam Bộ Long Quốc, đến nay đã có lịch sử hơn ngàn năm. Núi Côn Lôn không chỉ có một ngọn núi, núi trong đó có vô số không đếm hết được, kéo dài ngàn dặm, hoàn toàn có thể được gọi là dãy núi Côn Lôn. Cây cối trong rừng rất tươi tốt, sâu không lường được, tràn ngập cảm giác thần bí, hơn nữa từ xưa đến nay có vô số thần thoại về núi Côn Lôn, bởi vậy núi Côn Lôn được gọi là Thần Sơn Long Quốc, đại biểu cho nơi ở của thần tiên. Hôm nay sự bình tĩnh trong núi Côn Lôn sắp bị đánh vỡ, rất nhiều người tụ về núi Côn Lôn. Đến núi Côn Lôn đầu tiên là người hoàng tộc họ Ân, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào, tản ra uy áp của kẻ đứng đầu, giống như một đế vương chân chính. Ông ta là tộc trưởng Ân Nhân Hoàng của hoàng tộc họ Ân, đi bên cạnh là em trai Ân Nhân Vương và các cao thủ trong hoàng tộc họ Ân, thậm chí ngay cả ba vị lão tổ lánh đời nhiều năm của hoàng tộc họ Ân và các thái thượng trưởng lão cũng đều xuất hiện. Lần này vì cướp lấy long mạch, có thể nói cao thủ của hoàng tộc họ Ân đều ra hết. Long mạch ở trong núi Côn Luân. Một vị lão tổ của hoàng tộc họ Ân nhìn chằm chằm vào ngọn núi trải dài không thấy cuối này, nói. Đúng vậy, long mạch ở trong núi Côn Luân. Cũng chỉ có tiên gia phúc địa như núi Côn Luân mới là nơi thích hợp nhất cho long mạch, đáng lẽ chúng ta nên nghĩ đến từ lâu. Ân Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Núi Côn Luân trải dài ngàn dặm, xác định long mạch nằm ở chỗ nào bằng cách nào. Một trưởng lão lên tiếng. Hoàng tộc họ Ân chúng ta có được khí hoàng giả của tổ tiên, ta có thể thử điều động khí hoàng giả, xem có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của long mạch hay không. Ân Nhân Hoàng nói thẳng. Có thể thử cách này xem. Lão tổ vừa nói chuyện kia gật đầu.
Ân Nhân Hoàng đang định ra tay thì một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau bọn họ, hoàng tộc họ Ân các ngươi đến rất nhanh. Người của hoàng tộc họ Ân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám người xuất hiện, có khoảng hơn 100 người, thực lực thấp nhất là tông cảnh, cầm đầu là một người đàn ông trung niên có khí chất lịch sự trang nhã, tản ra hơi thở thần bí. Hạ Chu Thiên, các ngươi cũng muốn đoạt Long Mạch. Ân Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng tộc họ Ân các ngươi có thể đến đoạt Long Mạch, vậy tại sao hoàng tộc họ Hạ lại không thể? Hoàng triều họ Hạ là hoàng triều cổ xưa nhất trên mảnh đất này, chỉ có hoàng tộc họ Hạ chúng ta mới có tư cách có được nó. Người đàn ông trung niên này lạnh nhạt nói. Ông ta chính là Hạ Chu Thiên, tộc trưởng hoàng tộc họ Hạ. Hừ, năm đó hoàng triều họ Hạ các ngươi bị hoàng triều họ Ân bọn ta tiêu diệt, bây giờ còn dám nói những lời này trước mặt ta, không sợ mất mặt hả? Ân Nhân Hoàng khinh thường nói. Không phải hoàng triều họ Ân các ngươi cũng bị diệt hay sao, có tư cách gì nói những lời này? Hạ Chu Thiên phản bác lại. Hạ Chu Thiên vừa dứt lời, sắc mặt Ân Nhân Hoàng lạnh xuống, nhìn chằm chằm đối phương. Hạ Chu Thiên, năm đó tổ tiên không hoàn toàn diệt sạch các ngươi, xem ra hôm nay đến lượt ta ra tay tiêu diệt hoàn toàn các ngươi. Ân Nhân Hoàng vừa dứt lời, người của hai hoàng tộc đều biến sắc, từng người tản ra sát khí lạnh băng, không khí dương cung bạt kiếm. Hạ Chu Thiên nghe vậy nhăn mặt lại, nói, Ân Nhân Hoàng, lần này không chỉ có chúng ta muốn cướp đoạt Long Mạch, nếu hiện tại chúng ta đánh nhau, khác gì để lại phần cho người khác. Hôm nay ai dám cướp đoạt Long Mạch đều phải chết. Ân Nhân Hoàng cường thế quát, trong mắt lóe lên sát khí. Hừ, giọng điệu không nhỏ, người tưởng đây còn là thiên hạ của hoàng triều họ Ân các ngươi sao? Đột nhiên một âm thanh lạnh băng bá đạo vang lên, âm thanh như sấm rền, vang vọng tứ phương. Người của hoàng tộc họ Ân và hoàng tộc họ Hạ đều nhìn về phía xa, nơi đoàn người đi đến. Đột nhiên Tần Chính cắm kiếm Thái A xuống đất, bước lên lao đến trước mặt Ân Nhân Hoàng, tung một quyền về phía ông ta. Ân Nhân Hoàng nhìn thấy Tần Chính tấn công, sắc mặt nghiêm lại, bộc phát toàn bộ khí hoàng giả trong cơ thể, hình thành một uy thế khủng bố tuyệt luân, sau đó cũng đánh ra một trường. Nhưng đối mặt với một quyền này của Ân Nhân Hoàng, Tần Chính lại không hề sợ hãi, đánh ra một quyền. Thế không thể đỡ, vô cùng bá đạo. Ầm ầm ầm, nắm tay của hai tộc trưởng va chạm vào nhau như sao hỏa đâm vào địa cầu, phát ra tiếng nổ động trời, người xung quanh đều phải lùi lại. Mặt đất dưới chân hai người sụp xuống, cây cối xung quanh bị kình khí chặt đứt. Ân Nhân Hoàng và Tần Chính cùng lùi về sau, Ân Nhân Hoàng lùi nhiều hơn, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Còn Tần Chính thì hơi thở hơi hỗn loạn, còn lại không bị gì khác. Lúc này sắc mặt của người của hoàng tộc họ Ân vô cùng khó coi, bọn họ đều bị kinh sợ trước thực lực của vị tộc trưởng hoàng tộc họ Tần này. Ba vị lão tổ của hoàng tộc họ Ân cũng nhìn chằm chằm vào Tần Chính, một vị trong đó lên tiếng, không ngờ huyết mạch của hoàng tộc họ Tần lại cường đại như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Tần Chính khinh thường nói, sắc mặt của Ân Nhân Hoàng vô cùng khó coi, tức giận gầm lên, khinh người quá đáng. Ân Nhân Hoàng vung tay lên. Lúc này có một vị tộc nhân ở phía sau ông ta đang cầm hộp, chiếc hộp vỡ nát, lộ ra một trường kiếm, kiếm khí sắc bén lan tràn. Phút, khi Ân Nhân Hoàng vung tay lên, thanh trường kiếm kia rơi vào trong tay ông ta, tản ra uy lực đáng sợ, làm cho khí thế tăng vọt. Thiên tử kiếm, đó là bội kiếm của tổ tiên tộc Ân Hoàng. Hạ Chu Thiên chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay Ân Nhân Hoàng, hai mắt không ngừng lóe lên. Ân Nhân Hoàng chém thẳng về phía Tần Chính. Một luồng kiếm khí màu vàng ẩn chứa khí tức hoàng giả khủng bố được bộc phát. Đây chính là thanh kiếm của tổ tiên nhà Ân Hoàng, trong đó ẩn chứa khí tức hoàng giả khủng bố và ý chí tinh thần mà tổ tiên để lại, bởi vậy uy lực rất mạnh, mặc dù không phải một trong thập đại danh kiếm, nhưng cũng không hề thua kém. Đối mặt với nhát chém của Ân Nhân Hoàng, Tần Chính vẫn bày ra vẻ mặt khinh thường. Ông ra phất tay, rút Thái A kiếm đang cắm trên mặt đất, không cần dùng tới bất cứ chiêu thứ gì. Ông vung tay chém một nhát chặn lại khí kiếm khí hoàng giả từ thiên tử kiếm trong tay Ân Nhân Hoàng. Trời đất như rung chuyển, một luồng ánh sáng chói mắt bộc phát, năng lượng sắc bén bắn ra xé toạc khoảng không gian dưới chân núi Côn Lôn. Lúc này, Tần Chính lại chém ra một nhát, hoàn toàn phá hủy kiếm khí của Ân Nhân Hoàng. Tần Chính thế như trẻ che phóng về phía Ân Nhân Hoàng. Vẻ mặt Ân Nhân Hoàng lập tức thay đổi, ông ta vung kiếm ngăn cản. Keng! Thái A kiếm của Tần Chính mạnh mẽ đánh vào thiên tử kiếm của Ân Nhân Hoàng, vang lên âm thanh nghe chói tai. Phụt! Lập tức,
Ân Nhân Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, ông ta bị kiếm khí của Thái A kiếm làm cho bị thương, Thiên Tử kiếm cũng cầm không vững, khó mà ngăn cản được thế tấn công của Thái A kiếm. Thời điểm quan trọng, ba vị lão tổ của tộc Ân Hoàng đột nhiên ra tay, cùng lúc tấn công về phía Tần Chính. Bùm! Nhóm người này mặc trường phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, cho người ta một cảm giác cực kỳ áp bách. Cầm đầu là một người đàn ông búi tóc dài, ngũ quan củ ấu, mày rậm mắt to, sắc mặt lạnh lùng. Người này mặc trường bào màu đen, trên áo choàng có thêu 5 con rồng vàng, trong tay cầm một thanh kiếm, còn để râu quai nón, có vẻ uy vũ khí phách. Tần Chính, Ân Nhân Hoàng và Hạ Chu Thiên nhìn người đàn ông này, nhíu mày, sắc mặt đóng lại. Ân Nhân Hoàng, lâu rồi không gặp, miệng lưỡi của ngươi càng lúc càng lớn. Còn có ngươi, Hạ Chu Thiên, Hạ Thị kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay, không thành thật ở nhà còn dám mưu toan cướp long mạch, ai cho ngươi dũng khí đó? Người đàn ông mặc long bào màu đen này nhìn hai vị tộc trưởng hoàng tộc, không khách khí chửi thẳng mặt, giống như đế vương đang răn dạy thần tử. Ông ta chính là tộc trưởng hoàng tộc họ Tần, một trong ba hoàng tộc ở Long Quốc, Tần Chính. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Long Quốc, hoàng triều họ Tần là cường đại nhất, năm đó chủ nhân triều Tần, Tần Thủy Hoàng được mọi người xưng là đế vương muôn đời, có thể thấy được sự cường thịnh của Tần triều. Cũng vì vậy, hoàng tộc họ Tần là hoàng tộc mạnh nhất trong mấy hoàng tộc lớn ở Long Quốc, đặc biệt là tộc trưởng hiện tại của hoàng tộc họ Tần Tần Chính. Nghe nói vừa sinh ra đã xuất hiện dị tượng, bị người của hoàng tộc họ Tần nhận định là Thủy Hoàng chuyển thế, bởi vậy được đặt tên là Tấn Chính. Từ nhỏ Tần Chính có được thiên phú và tiềm lực cường đại, chưa đến 30 đã kế nhiệm vị trí tộc trưởng của hoàng tộc họ Tần, làm cho mấy hoàng tộc lớn khác đều kiêng kỵ. Bởi vậy khi Ân Nhân Hoàng và Hạ Chu Thiên nhìn thấy Tần Chính mới lộ ra sắc mặt ngưng trọng như vậy. Ân Nhân Hoàng quát, Tần Chính, ngươi đừng có kiêu ngạo, người ta đều là hậu duệ mất nước, ngươi có tư cách gì ra vẻ trước mặt chúng ta. Nghe vậy sắc mặt Tần Chính lạnh xuống, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hư không lóe lên một luồng kiếm mang chói mắt, xé rách không gian, chém về phía Ân Nhân Hoàng. Kiếm mang khủng bố này buông xuống, Ân Nhân Hoàng biến sắc, vội vàng đánh ra một chưởng. Trong tay lóe lên vầng sáng màu vàng, tản ra uy áp hoàng giả. Đây là khí hoàng giả đặc biệt của hoàng tộc họ Ân, uy lực khủng bố hơn chân khí bình thường nhiều. Ân Nhân Hoàng vận chuyển khí hoàng giả va chạm với kiếm mang của Tần Chính, phát ra tiếng nổ động trời. Không khí xung quanh nứt vỡ, năng lượng ngập trời lan tràn tứ phương. Phụt! Ân Nhân Hoàng run lên, lùi ra sau mấy chục bước, hộc máu. Ân Nhân Hoàng bị thương làm sắc mặt của những người khác của hoàng tộc họ Ân cực kỳ khó coi, người của hoàng tộc họ Hạ cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Chính. Trong tay người chính là kiếm Thái An, một trong 10 danh kiếm. Ân Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tần Chính, gằn giọng nói. Đúng vậy. Tần Chính quát, kiếm trong tay ông ta chính là kiếm Thái A, một trong 10 danh kiếm cổ đại, uy lực cực cường. Với thực lực của Tần Chính, cộng thêm kiếm Thái An. Chiến lực cộng lại không phải Ân Nhân Hoàng có thể ngăn cản, đương nhiên người của hoàng tộc họ Ân cũng không ngờ thực lực của Tần Chính lại mạnh như vậy nên có chút sơ suất. Ngươi có thể làm ta bị thương hoàn toàn vì kiếm Thái A. Ân Nhân Hoàng lạnh lùng quát. Ngươi không phục. Tần Chính lạnh nhạt nói. Tất nhiên. Ân Nhân Hoàng nói, ông ta là tộc trưởng hoàng tộc họ Ân, không chỉ đại diện cho hoàng tộc họ Ân, còn đại diện cho mặt mũi của hoàng triều họ Ân, nên không có khả năng phục. Tần Chính bỗng thu kiếm, chuyển hướng đánh sang lão tổ tộc Ân Hoàng, tiếng nổ như sấm lại vang lên. Bịch bịch bịch. Lúc này cơ thể Tần Chính lui về phía sau mấy bước, Thái A kiếm trong tay trực tiếp cắm trên mặt đất, ba vị lão tổ tộc Ân Hoàng tộc kia cũng bị đẩy lui. Mấy lão già các người, thân là trưởng bối lại ra tay với thế hệ sau, không sợ mất mặt sao? Lúc này, một lão tổ tộc Tần Hoàng hừ lạnh nhìn ba vị lão tổ tộc Ân Hoàng tộc. Ba vị lão tổ tộc Ân Hoàng bị chỉ thẳng mặt thì có chút xấu hổ, hành động của bọn họ quả thật đã làm mất mặt tộc Ân Hoàng. Nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn người của tộc mình bị giết chết, như vậy thì tộc Ân Hoàng còn mất mặt hơn. Tốt nhất là các người lập tức cút khỏi đây, long mạch này không phải là nơi mà các người có thể ngấp nghé. Tần Chính lớn giọng quát. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, một đám đông khác xuất hiện. Bọn họ là người của các đại môn phiệt Long Quốc, trong đó Đông Phương Phiệt, Lâm Phiệt, Tây Môn Phiệt, Đoan Mộc Phiệt đều tới. Mấy người lại chui từ đâu ra vậy? Tần Chính lạnh lùng nhìn các đại môn phiệt. Chúng tôi là người của cửu đại môn phiệt Long Quốc, ông đang có thái độ gì vậy? Một vị cường giả Tây Môn Phiệt lớn tiếng quát Tần Chính,
rõ ràng gã không biết đối phương, mà Tần Chính cũng không biết người của cửu đại môn phiệt. Môn phiệt, cũng muốn tới cướp Long Mạch. Cút, Tần Chính khinh thường nói. Nghe vậy, vẻ mặt của đám người môn phiệt đều rất tức giận, tốt xấu gì bọn họ cũng là môn phiệt có truyền thừa nghìn năm, bây giờ lại bị người khác mắng to như vậy, bọn họ sao có thể chịu đựng được. Lúc này một vị trưởng lão Đông Phương phiệt nói, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật ta. Phụt phụt, vị trưởng lão kia còn chưa nói xong thì đã bị Tần Chính dùng Thái A kiếm chém đôi. Ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt đám người Đông Phương phiệt và những thế lực khác đều liên tục thay đổi. Cho hỏi ông là, lúc này phiệt chủ Đông Phương phiệt Đông Phương Hách nhìn Tần Chính dò hỏi. Không hổ là truyền nhân Thủy Hoàng, quả nhiên khí phách. Bỗng nhiên, một giọng nói hờ hững vang lên. Cùng lúc đó, lại thêm một đám người khác xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt vuông, trên người mặc một bộ áo dài cổ hết sức bình thường, bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi để đầu đinh, gương mặt lạnh lùng, thân hình cường tráng, hắn mang đến cho người ta một cảm giác tĩnh lặng như núi. Tiêu Thắng Thiên, Đông Phương Hách và mấy vị phiệt chủ còn lại trông thấy người đàn ông trung này xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Người đàn ông này chính là phiệt chủ của Tiêu Phiệt, môn phiệt thần bí nhất trong cửu đại môn phiệt, người bên cạnh kia chính là con trai ông ta, người thừa kế môn phiệt, Tiêu Phá Quân. Mặc dù, nhìn từ bên ngoài thì Đông Phương Phiệt đứng đầu 9 môn phiệt, nhưng so về thực lực thì Tiêu Phiệt không thua kém gì, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là từ trước tới nay Tiêu Phiệt vẫn luôn khiêm tốn, chưa bao giờ tham dự những việc không phải của gia tộc mình, vậy nên Tiêu Phiệt mới không có cảm giác tồn tại trong 9 môn phiệt, nhưng lại không một ai dám xem nhẹ. Tiêu Phiệt được xem là thế lực thần bí nhất trong cửu đại môn phiệt, bối cảnh sau lưng và lai lịch vẫn luôn là một ẩn số. 1000 năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Phiệt công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Ông là ai? Tần Chính lạnh lùng nhìn Tiêu Thắng Thiên. Tên của tại hạ không đáng nhắc đến. Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, lại thêm một số lượng lớn cường giả xuất hiện, bọn họ đến từ một số tông môn của giới võ đạo Long Quốc, còn có cả người của thế lực ẩn thế. Phụt phụt phụt. Lúc này, từng bóng dáng tản ra hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Bọn họ chính là người trong 10 tông môn mạnh nhất thiên cấp, trai chủ của Từ Hàng Tĩnh trai và lão trai chủ đều xuất hiện, còn có cường giả thiên tông bị Diệp Phàm giết chết tông chủ. Lúc này, mấy nghìn người tập trung dưới chân núi Côn Lôn, trong đó thực lực kém nhất cũng là thiên cảnh, đa số đều là cường giả trên tôn cảnh trở lên. Những người này tập trung ở đây, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy vẻ phòng bị. Hiện tại bọn họ đều là đối thủ tới đây để tranh đoạt Long Mạch, đương nhiên không thể khinh thường. Các vị, hôm nay mọi người đều tập trung ở đây vì Long Mạch, ai có thể tìm được Long Mạch, lấy được thứ mình muốn thì phải dựa vào năng lực của mỗi người. Tiêu Thắng Thiên lên tiếng. Cộp cộp cộp. Ngay lúc này, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang thì thấy một lượng lớn chiến sĩ mặc áo giáp cầm trường kiếm cấp tốc chạy về phía này. Trong nháy mắt, hơn vạn chiến sĩ mặc chiến giáp được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện, trực tiếp bao vây toàn bộ người muốn tranh đoạt Long Mạch. Bọn họ chính là Ngự Lâm quân bảo vệ Hoàng thất Long Quốc, trong đó người của Sở Tuần tra và Sở Hộ Long đều dốc toàn bộ lực lượng, cộng thêm một lượng lớn cường giả đến từ Hoàng thất. Các người là ai? Tần Chính lớn giọng nhìn đám người mới tới. Tôi là Phán Long, cục trưởng Sở Hộ Long của Long Quốc, hôm nay thay mặt cho bệ hạ tới cảnh cáo các vị, Long Mạch là căn cơ của đất nước. Không được phép làm sằng làm bậy, một khi gốc rễ của đất nước bị lay chuyển, các người chính là tội nhân thiên cổ, xin các vị hãy thận trọng. Phàm Long trịnh trọng nhìn đám người Tần Chính. Nền móng của đất nước lay chuyển là tốt nhất, tới khi đó vương triều nhà Tần của ta sẽ lại quật khởi, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, nhà Tần của chúng ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn Long Quốc bây giờ. Tần Chính lạnh lùng nói. To gan, dám ăn nói ngông cuồng, bắt lấy. Lúc này thống soái Ngự Lâm quân mới nhậm chức chỉ vào Tần Chính quát lớn, vô số chiến sĩ Ngự Lâm quân phóng về phía Tần Chính, nhưng lại bị Thái A kiếm trong tay ông ta chém thành cho bụi. Hôm nay ai dám ngăn cản ta đều phải chết. Vẻ mặt Tần Chính đầy sát khí. Phút, biểu cảm trên gương mặt Phàn Long, thống soái Ngự Lâm quân và đám người cục trưởng Sở Tuần tra lập tức thay đổi, thuộc hạ của bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Một đám con cháu mất nước cũng mơ mộng quật khởi. Đúng là nực cười. Đột nhiên, giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Phút phút phút. Đoàn người xuất hiện, dẫn đầu là một ông lão có xương gò má nhô ra, hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ đầy coi thường.
khí tức tản ra từ trên người ông ta không thua kém gì Tần Chính, những người theo sau ông ta đều có thực lực trên vương cảnh. Ông lại là ai nữa? Tần Chính nhìn về phía người vừa mới tới, ông ta đáp, lão phu chính là đại trưởng lão nhà họ Long. Người này cũng tới từ nhà họ Long, hơn nữa còn là địa trưởng lão. Gia tộc họ Long. Tần Chính híp mắt, con người lóe lên tia quỷ dị. Mà không ít thế lực khác sau khi nghe lão giả này nói, thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Bọn họ từng nghe thấy gia tộc họ Long, nghe đồn đây chính là gia tộc bảo vệ hoàng thất hiện tại, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy người của gia tộc này, không ngờ hôm nay lại gặp được, mà nhà họ Long chính là gia tộc họ Long. Đại trưởng lão nhà họ Long, bây giờ tôi cho các người một cơ hội, thần phục hoàng tộc nhà Tần, trợ giúp nhà Tần nắm giữ thiên hạ. Tới lúc đó nhà họ Long sẽ là gia tộc đứng đầu triều đình nhà Tần, các người sẽ có được nhiều hơn so với việc làm một gia tộc bảo vệ hoàng thất Long Quốc. Tần Chính lạnh lùng nhìn vị đại trưởng lão nhà họ Long. Thần phục các người, ha ha. Đại trưởng lão cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Phút, sắc mặt Tần Chính trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiện rõ tia sắc bén, ông ta đằng đằng sát khí chuẩn bị ra tay. Đám chết tiệt các ngươi không xứng có được Long Mạch phải thuộc về Anh Quốc ta. Đột nhiên, giọng nói đầy ngạo mạn vang lên. Hàng nghìn người mặc các loại trang phục khác nhau đang từ xa bước nhanh tới, bọn họ tới từ Tam Đại Thần Cung và bốn gia tộc cổ xưa của Anh Quốc. Ở Anh Quốc, bọn họ chính là lực lượng ẩn thế đứng đầu. Trong đó Tam Đại Thần Cung theo thứ tự là Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung, Thiên Chiếu Thần Cung, mà bốn gia tộc cổ xưa là tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ và tộc Vũ Xuyên. Bảy thế lực này chính là bảy thế lực cổ xưa nhất Anh Quốc. Lần này dị tượng Long Mạch xuất hiện đã kinh động tới bảy thế lực lớn, bọn họ thi nhau chạy tới Long Quốc muốn tranh cướp, hòng đoạt được sức mạnh của Long Mạch. Đương nhiên bảy trong bảy thế lực lớn này cũng có người do Hoàng thất Anh Quốc phái tới, mục đích chính là khiến Long Quốc mất đi Long Mạch, triệt để đánh mất căn cơ của đất nước, như vậy thì bọn họ có thể nhân cơ hội tóm gọn Long Quốc. Các người tới từ Anh Quốc. Phàn Long lạnh lùng nhìn người của bảy thế lực lớn. Đám ngu xuẩn các người không xứng có được Long Mạch, Long Mạch này nhất định phải của tộc Vũ Xuyên ta. Cường giả dẫn đầu tộc Vũ Xuyên kiêu ngạo nói. Lời này của gã đã trực tiếp đắc tội tới những cường giả đang có mặt ở đây. Thống lĩnh Ngự Lâm quân tức giận quát lớn, đây là địa bàn của Long Quốc, chưa tới lượt đám Anh Quốc các người diễu võ dương oai, Ngự Lâm quân nghe lệnh, lập tức giết chết bọn họ. Nghe thống soái ra lệnh, chiến sĩ Ngự Lâm quân xông về phía người của thần cung và gia tộc cổ Anh Quốc. Nhưng thân là bảy thế lực lâu đời nhất Anh Quốc, đương nhiên không thể so sánh thực lực của bọn họ với Ngự Lâm quân. Cường giả của bảy thế lực ra tay bộc phát ra uy thế ngút trời, gần như quét sạch gần 1.000 binh sĩ Ngự Lâm quân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Vẻ mặt của thống soái trở nên vô cùng khó coi. Cả một đám người đều không chịu nổi một đòn, chẳng trách bị gọi là ma bệnh phương Đông. Cường giả dẫn đầu tộc Vũ Xuyên khinh thường nói. Vẻ mặt mấy người Phàn Long lạnh xuống, đối phương đã châm lửa giận của bọn họ, đang chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Một lũ kiến hôi từ đất nước nhỏ bé cũng dám kiêu căng ở Long Quốc ta, ai cho mấy người dũng khí đó? Đi kèm giọng nói kia là một cỗ uy thế đáng sợ phủ xuống, trấn áp đám người Anh Quốc. Ngay lập tức, cường giả của bảy thế lực lớn đều bị uy thế cường đại trấn áp, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, biểu cảm trở nên vặn vẹo, vẻ mặt đầy đau đớn. Lúc này, một chàng trai trẻ mang gương mặt lạnh lùng, cao người tản ra cỗ uy thế tối cao xuất hiện. Hắn chính là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, Diệp Phàm. Khi núi Côn Lôn bắt đầu rung chuyển, từng tia sáng chói mắt chiếu ra từ giữa núi Côn Lôn. Ngay sau đó, ánh sáng biến thành một con rồng vàng khổng lồ dài vạn trượng giữa bầu trời. Con rồng này có 9 móng, ngẩng cao đầu bay lượn trên không trung, từng tiếng rồng gầm vang lên trông giống hệt như một con rồng thật. Ánh sáng vàng từ trên người con rồng kia tản ra uy áp khủng bố, bao phủ đám người Diệp Phàm. Lúc này, tất cả người dân Long Quốc đều khiếp sợ khi nhìn thấy rồng vàng trên đỉnh núi Côn Lôn. Đó là rồng thật à? Long Quốc có chân long. Chúng ta thật sự là hậu duệ của rồng. Chân long dáng thế chắc chắn sẽ che chở cho Long Quốc chúng ta phát triển thịnh vượng. Lúc này, không ít người dân Long Quốc vui vẻ reo hò, bọn họ quỳ xuống bái lại con rồng vàng này. Dưới núi Côn Lôn, người của tất cả các thế lực đều bày ra biểu cảm khiếp sợ, vẻ mặt bọn họ cứng đờ, trong lòng cũng không ngừng chấn động. Long Mạch quả nhiên ở núi Côn Lôn. Không ít người hô lên.
Ngay sau đó, con rồng vàng này tản đi, dư quang bay thẳng tới hướng trung tâm núi Côn Lôn. Long mạch ở phía kia. Những người này lần lượt chỉ tay về hướng chân long biến mất. Bọn họ chắc chắn nơi đó có long mạch. Long mắc. Lúc này, sư tôn của Mai Trường Khanh lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng lóe lên, ông ta không thèm để ý tới Diệp Phàm nữa mà đi về nơi có long mạch. Chúng ta còn chưa đánh xong đấy. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang bên tại sư tôn của Mai Trường Khanh, hắn điều khiển long tỷ tiếp tục tấn công đối phương. Ầm. Hai người va nhau truyền ra tiếng nổ rung trời. Cơ thể Diệp Phàm và sư tôn của Mai Trường Khanh lần lượt lùi về sau, ông ta nhìn chằm chằm vào long tỷ trong tay Diệp Phàm, hóa ra là long tỷ, chẳng trách long mạch lại hiện ra. Long tỷ. Lúc này, người của tam đại hoàng tộc đều nhìn chằm chằm vào long tỷ trong tay Diệp Phàm. Bọn họ là con cháu hoàng tộc, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của long tỷ. Thứ này là ngọc tỷ truyền đời của Long Quốc, chỉ có người nắm trong tay ngọc tỷ thì mới xứng đáng được xưng là người đứng đầu một nước. Và chỉ ngọc tỷ mới có thể chứng minh uy quyền của một triều đại. Lúc này, sự xuất hiện của long tỷ khiến người của tam đại hoàng triều động tâm. Nếu bọn họ có thể đoạt được long vận trong long mạch và long tỷ kia, khi đó việc xây dựng lại hoàng triều mới trở nên danh chính ngôn thuận, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tộc trưởng hoàng tộc họ Tân Tân chính cầm Thái A kiếm chém Diệp Phàm, bên trong thanh kiếm ẩn chứa lực lượng mạnh nhất của ông ta, bộc phát sức mạnh của huyết mạch thủy hoàng, sử dụng thế kiếm không thể đỡ, lao về phía Diệp Phàm như một con thú. Diệp Phàm dùng long tỷ ngăn cản đòn tấn công của tam đại hoàng triều, sức mạnh hai bên va chạm nhau truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Lúc này, người của các môn phiệt và thế lực ẩn thế nhìn chằm chằm trận chiến trước mặt, bọn họ muốn biết kết quả. Rất nhanh năng lượng chiến đấu này tản đi, bóng dáng Diệp Phàm hiện ra, hắn vẫn đứng không nhúc nhích, người của tam đại hoàng tộc bị sức mạnh của long tỷ đánh bay ra ngoài, từng người ngã xuống mặt đất, điên cuồng hộc máu. Với sức mạnh của Diệp Phàm hiện tại công thêm uy lực long tỷ, đám người hoàng tộc căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy người của hoàng triều ngã xuống, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vẻ mặt của đám người hoàng triều đều trở nên vô cùng khó coi. Nhất là ba vị tộc trưởng, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ u ám. Trong đó, đôi mắt như hổ của Tần Chính nhìn chằm chằm Diệp Phàm, máu trong cơ thể đang sôi trào. Lúc này, sư tôn Mai Trường Khanh đánh một trường tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm thu long tỷ lại, hắn cũng vùng nắm đấm đỡ đòn của đối phương, hai bên chạm nhau truyền ra tiếng nổ như sấm. Sau đòn tấn công này, cơ thể cả hai đều lui. Người quả nhiên đã đạt tới thần cảnh. Ông ta nhìn Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, hắn còn chưa lên tiếng thì ông ta đã nói, Trường Khanh, đi. Mai Trường Khanh lập tức nghe hiểu lời sư tôn nói, gã đi thẳng vào trong núi Côn Lôn, rõ ràng là muốn bước vào trong long mạch. Mai Trường Khanh đi vào trong núi Côn Lôn, các thế lực khác cũng không kiềm chế được kích động, tất cả đều đi vào bên trong núi, ai cũng muốn là người đầu tiên bước vào long mạch, đoạt được sức mạnh của long mạch. Vừa rồi, con rồng khổng lồ hiện ra càng khiến bọn họ tin tưởng bên trong long mạch có ẩn chứa sức mạnh của chân long, chỉ cần họ lấy được thì chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Lúc này, người của cửu đại môn phiệt và ẩn thế thập tông đều lần lượt ra tay. Trong số đó, phiệt chủ Tiêu Phiệt, Tiêu Thắng Thiên vẫn đứng im bất động, ông ta nói với con trai Tiêu Phá Quân, Phá Quân, đi vào bên trong. Vâng, Tiêu Phá Quân gật đầu rồi vọt vào bên trong. Tần Chính cũng cầm Thái A kiếm xông về phía núi Côn Lôn. Phút phút phút. Lúc này, đám người Đông Phương Hạo Thiên, Long Kỵ Quân Chủ, Sa Tăng, Đại Đế Caesar, Huyết Phu, Đại Hổ Nhị Hổ vọt ra ngăn cản tất cả bọn họ. Lập tức, thủ hộ thiên cấp dẫn đầu cường giả Long Cấm ra tay. Ngay sau đó, sở hộ Long và cường giả bảo vệ Hoàng Thất cũng không ngồi im, người của những thế lực này lao vào chiến đấu ác liệt. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lạnh xuống. Hắn định đi về phía long mạch nhưng lại bị sư tôn của Mai Trường Khanh ngăn lại. Cút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Phàm tức giận quát lớn, hắn dùng toàn bộ sức mạnh, thi triển tuyệt kỹ của nhị sư phụ đánh ra một trường về phía đối phương. Cú đấm của Diệp Phàm mang theo sấm sét cuồn cuộn. Ông ta bị đánh lui mạnh về sau. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị lao về phía dãy núi Côn Luân, thì lại có một nhóm người xuất hiện. Dẫn đầu là 11 người đàn ông mặc quần áo khác nhau, gương mặt ai nấy đều lạnh tanh. Trên người bọn họ tản ra uy thế khủng bố,
lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Các người lại là ai? Diệp Phàm lạnh giọng. Chúng tôi là chiến thần 12 chòm sao của Liên minh chúng thần. Một người trong số đó lên tiếng. Diệp Phàm lập tức hiểu rõ, lúc trước hắn giết chết chiến thần Ma Hạt, một trong 12 chiến thần, bây giờ 11 người còn lại xuất hiện cùng lúc. Lúc này, Đại đế Caesar nhìn thấy người của Liên minh chúng thần xuất hiện thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Hộ quốc thần tướng, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Một vị chiến thần nhìn Diệp Phàm nói. Cút! Bây giờ long mạch là quan trọng nhất, Diệp Phàm không có thời gian để lãng phí, hắn vung kiếm, rót toàn bộ sức mạnh vào bên trong, thi triển chiêu thức thứ nhất trong Tu La Cửu Kiếm. Am! Kiếm quang đỏ rực phủ xuống hóa thành cầu vồng đỏ như máu, xé toạc không gian chém về phía 11 chiến thần. Khi nhìn thấy kiếm quang màu đỏ, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi, bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tất cả dốc hết sức để ngăn cản đòn tấn công. Ngay lập tức, 11 chiến thần bị kiếm quang đỏ như máu chém thành cho bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn. Kẻ đối địch với liên minh chúng thần, chết! Giọng nói lạnh như băng vang lên. Từ trên trời cao, bàn tay to lớn màu vàng áp xuống người Diệp Phàm. Cùng lúc, Long Ngạo dẫn theo Đường Sở Sở xuất hiện. Ông đánh ra một trưởng phá hủy cự trưởng màu vàng kia, sau đó quay sang nói với Diệp Phàm, Tiểu Phàm, nhanh vào trong, nếu không long mạch sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Ngũ sư phụ, Sở Sở, hai người cẩn thận. Diệp Phàm dặn dò một câu rồi đi vào trong núi Côn Lôn. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, đang định đuổi theo Diệp Phàm thì bị Long Ngạo chặn lại. Hôm nay ai dám phá hỏng chuyện tốt của đồ đệ tôi, đừng trách tôi không khách khí. Long Ngạo lạnh lùng nói. Người đàn ông trực tiếp vọt về phía Long Ngạo, hai bên lao vào đánh nhau. Sau khi Diệp Phàm vào trong núi Côn Lôn thì đi thẳng về phía Long Mạch, rất nhanh hắn đã phát hiện ra một hang động đang phát ra ánh sáng, rõ ràng đây chính là lối vào Long Mạch. Nhưng lúc này, ngoài cửa hang có mây đen, ma khí cuồn cuộn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, chỉ có ánh sáng vàng ở cửa hang tỏa sáng. Mai Trường Khanh là người đầu tiên bước vào núi Côn Lôn, đám người Tiêu Phá Quân đều bị ma khí trấn áp quỳ trên mặt đất. Biểu cảm trên gương mặt vô cùng đau đớn. Ma khí. Thiên Ma Tông. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì híp mắt, hắn trầm trọng nói. Ngươi còn biết Thiên Ma Tông? Đột nhiên, trong ma khí cuồn cuộn có một vị lão giả tóc dài màu đen, sắc mặt âm trầm bước ra, ma khí quanh thân tạo cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Diệp Phàm chầm chầm nhìn người này, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, xem ra Thiên Ma Tông các người đã không kiềm chế được nữa. Chuẩn bị tái xuất giang hồ rồi. Nếu như ngươi đã biết tới sự tồn tại của Thiên Ma Tông, vậy thì không thể giữ ngươi lại được. Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Dứt lời, ông ta vung tay lên đánh về phía Diệp Phàm, ma khí ngút trời hội tụ thành một ma trưởng che khuất bầu trời, phủ xuống chấn áp Diệp Phàm, giống hệt như trời sập. Đòn tấn công này khủng bố hơn rất nhiều so với cường giả thần cảnh, ít nhất cũng là thần cảnh tam trọng. Thần cảnh cửu trọng. Mỗi một cảnh giới nhỏ đều có chênh lệch rất lớn. Diệp Phàm không ngờ Thiên Ma Tông còn có một cao thủ mạnh như vậy, xem ra thế lực này đã được khôi phục. Đối mặt với chiêu thức của đối phương, Diệp Phàm chỉ có thể gọi Long Tỷ ra, dốc hết sức để ngăn chặn. Ầm ầm ầm. Sức mạnh Long Tỷ bộc phát, ánh sáng vàng bắn ra tứ phía trực tiếp áp chế ma khí của đối phương, phá hủy ma trường. Phút. Cơ thể lão giả lùi mạnh về phía sau, miệng hộc máu. Ông ta quỳ trên mặt đất, ma khí xung quanh đã bị sức mạnh của Long Tỷ hủy diệt. Ngươi! Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt, không ngừng thở dốc. Hôm nay Diệp Phàm thi triển Long Tỷ 3 lần, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bích bích bích! Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Diệp Phàm, lão giả của Thiên Ma Tông và đám người Tiêu Phá Quân nhìn qua, bọn họ trông thấy một chàng trai trẻ khoác áo choàng màu tím. Mái tóc dài buộc cao, gương mặt tinh xảo, cặp sừng sắc nhọn bước tới. Người thanh niên này rất thần bí, bọn họ không thể nhìn thấu được thực lực của hắn ta, thậm chí không phát hiện được bất kỳ khí tức nào. Diệp Phàm nhìn thanh niên này, lông mày nhíu lại, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ. Ngươi là ai? Diệp Phàm hỏi. Đối phương không trả lời mà đi thẳng tới lối vào Long Mắc. Đứng lại. Đột nhiên vị lão giả Thiên Ma Tông kia hét lớn. Ông ta ăn một viên đan dược chữa thương, thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại, sau đó lạnh lùng nhìn người thanh niên, Long Mạch không phải nơi ai cũng có thể vào, không muốn chết thì. Phút, vị lão giả Thiên Ma Tông còn chưa nói xong,
thì im bặt, ngực bị một nắm đấm xuyên thủng. Người ra tay chính là vị thanh niên kia. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều dại ra, ngay cả vẻ mặt Diệp Phàm cũng phải thay đổi, vừa rồi hắn cũng không nhìn rõ thanh niên này ra tay như thế nào, chỉ thấy đại khái. Rõ ràng, thực lực của hắn ta vượt xa so với Diệp Phàm tưởng tượng. Lão giả Thiên Ma Tông, cho dù Diệp Phàm dùng Long Tỷ cũng không thể giết chết, vậy mà đối phương chỉ tiện tay đã có thể tiêu diệt, thực lực này khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm không ngờ trên thế giới này còn có thiên tài trẻ tuổi mạnh hơn mình. Ngay sau đó, thanh niên mặt không đổi sắc đi về phía Long Mắc. Đám người Mai Trường Khanh, Tiêu Phá Quân, và Tần Chính đứng dậy xông về phía lối vào Long Mạch. Diệp Phàm vận công điều chỉnh lại hơi thở rồi cũng vào trong. Bước vào cửa động, Diệp Phàm đi thẳng xuống lòng đất dưới núi Côn Lôn. Đi được mấy nghìn mét, một cánh cửa đá nặng nề xuất hiện trước mặt hắn, đã bị mở ra. Từ bên trong cửa đá, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ra. Diệp Phàm xông vào trong, ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên khiếp sợ. Lớn! Đằng sau cánh cửa đá này là một không gian ngầm rộng. Không gian này không đủ để người khác khiếp sợ, nhưng nếu bên trong có chứa một hài cốt dài mấy vạn trượng cao vạn trượng thì sẽ khiến người khác phải sợ hãi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm bộ xương, đây là xương chân long sao? Căn cứ theo vẻ bề ngoài thì Diệp Phàm vô cùng chắc chắn, đây chính là xương cốt của một con rồng. Mặc dù chỉ còn lại bộ xương nhưng long uy vẫn rất đáng sợ. Lúc này đám người Mai Trường Khanh, Tiêu Phá Quân, Tần Chính dẫn đầu tiến vào nơi này đều bị long uy của bộ hài cốt này trấn áp quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Tuy nhiên, vẫn có một bóng người đứng thẳng tắp trước mặt họ. Đó chính là chàng trai trẻ đã giết chết lão giả của Thiên Ma Tông, hắn đang nhìn chăm chú vào bộ hài cốt, cả người tràn ngập một vầng sáng đặc biệt, nhưng lại có thể chặn lại long uy. Sau đó, chàng trai trẻ tiếp tục quan sát xung quanh, ngay sau đó hắn phát hiện có một cánh cửa đá khác ở phía bên kia bộ xương rồng. Nhưng nếu muốn đến được cánh cửa đá đó thì phải bước qua bộ xương này. Chàng trai đi thẳng về phía hài cốt, ý đồ vượt qua ngọn núi cao này. Nhưng càng lại gần thì uy áp càng mạnh. Cuối cùng, ngay cả hắn cũng khó mà chịu được, thân thể bị đè ép, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào. Đang lúc đang nghĩ làm sao ngăn cản được Long Uy, đột nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này con người bình tĩnh như nước của người thanh niên này nổi lên gợn sóng, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Dưới Long Uy khủng khiếp phát ra từ bộ xương rồng, vẻ mặt Diệp Phàm như một đầm nước đọng, trông hắn rất bình tĩnh. Rất nhanh, một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân Diệp Phàm, từ bên trong bộ xương. Từng luồng khí lao về phía hắn tập trung xung quanh hình thành một màn ánh sáng, cuối cùng tràn vào trong cơ thể. Lúc này, ngoài thanh niên giết lão giả Thiên Ma Tông kia còn có Tần Chính, thiếu chủ Tiêu Phiệt Tiêu Phá Quân, tất cả bọn họ đều nhìn Diệp Phàm bằng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Diệp Phàm cũng vô cùng khiếp sợ, hắn vừa tới nơi này chưa tới vài giây, đã cảm nhận được một cỗ long uy rất mạnh, ngay sau đó long tỷ trong cơ thể run lên rồi tỏa ra ánh sáng. Kết quả bộ xương rồng kia đột nhiên bắn ra từng luồng khí thần bí lao về phía hắn. Luồng khí thần bí này cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng rất đặc biệt, vừa tiến vào trong đã khiến hắn cảm giác như toàn bộ cơ thể đang thay ra đổi thịt. Cùng lúc đó, bộ môn công pháp Ngự Long Quyết mà hắn lấy được từ Long Tỷ tự động vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thụ luồng khí kia, tạo thành những vòng tròn trong cơ thể hắn. Ngự Long Quyết tự động vận công, Diệp Phàm đắm chìm bên trong, bắt đầu cảm ngộ môn công pháp này. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh hội, luồng khí thần bí từ bộ xương rồng kia không ngừng vọt về phía hắn, tất cả đều bị hắn hấp thụ luyện hóa sạch. Bên trong không gian ngầm lúc này, luồng khí màu vàng trực tiếp bao phủ Diệp Phàm ở trong, tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không biết là chuyện gì xảy ra. Người thanh niên thần bí kia nhìn Diệp Phàm vài lần, rồi quay sang nhìn bộ xương rồng kia. Hắn tiếp tục đi về phía hài cốt. Chuẩn bị vượt qua nó để đến trước cánh cửa đá đối diện. Nhưng bộ xương này cực kỳ khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt, muốn vượt qua cũng vô cùng khó khăn. Phút, lúc này, hắn híp mắt, trong cơ thể bộc phát một cỗ lực lượng khủng bố, xung quanh tản ra những ánh sáng vàng chói mắt, cỗ uy áp vô thượng thổi quét, hai tròng mắt sáng rực giống như một đế vương bất bại, khiến cho người khác sinh ý thần phục. Uy thế tản ra từ chàng trai kẻ khiến đám người Tần Chính khiếp sợ. Cỗ uy thế này quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ không có sức chống cự. Hiên Viên Kiếm Quyết.
Đột nhiên đối phương hét lớn một tiếng, tay giơ lên, ngón tay biến ra một thanh kiếm, kiếm quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện đánh về phía bộ xương rồng. Rõ ràng hắn định chém đứt bộ xương để đi tới phía đối diện. Nhưng kiếm quang vừa chém ra đã bị một người chặn lại. Người này không ai khác ngoài Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đứng ở trước mặt gã thanh niên đón được kiếm của hắn, lạnh lùng nói, hai cốt rồng này chính là Long Mạch, đại biểu cho vận mệnh quốc gia Long Quốc, ngươi không thể động. Vừa rồi Diệp Phàm cảm ngộ Ngự Long Quyết, hắn biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như luồng khí thần bí được tản ra từ bộ hài cốt kia chính là Long Khí, lực lượng của chân Long. Bộ xương rồng này là hài cốt chân Long sau khi ngã xuống, cuối cùng hóa thành Long Mạch, bảo hộ Long Quốc. Hiện tại bộ hài cốt rồng này đại biểu cho vận mệnh quốc gia Long Quốc, một khi hài cốt bị hủy, vận mệnh quốc gia Long Quốc sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong tương lai. Mặc dù Diệp Phàm cũng không quá tin tưởng đối với cái gọi là khí vận này, nhưng nếu là thật, bộ hài cốt rồng bị hủy thì hối hận cũng đã muộn. Hắn thân là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, đương nhiên muốn bảo vệ đất nước này, không thể để cho bất cứ điều gì tổn hại tới quốc gia. Về tư, hắn sinh ra và lớn lên ở Long Quốc, tất nhiên muốn nhìn thấy Long Quốc phát triển ngày càng cường đại. Bởi vậy hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn hại tới bộ hài cốt này. Tránh ra! Gã thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Tôi là hộ quốc thần tướng, ai dám động Long Mạch tôi sẽ giết kẻ đó. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Đối phương cũng không nói nhảm, tay hóa kiếm chém về phía Diệp Phàm. Kiếm chém ra đi kèm tiếng nổ rung trời, kiếm quang màu vàng xé rách không gian phóng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm híp mắt, hắn vung quyền, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Một tiếng, không khí nổ tung. Lực lượng của hai đòn tấn công va vào nhau, bộc phát ra ánh sáng ngập trời. Bịch bịch bịch. Lúc này, Diệp Phàm và thanh niên kia đều lùi về phía sau. Hôm nay Diệp Phàm hấp thu số lượng lớn long khí, Ngự Long Quyết trực tiếp bước vào tầng thứ nhất, chiến lực của hắn lại tăng lên mấy cấp bậc, vậy nên mới có thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương, nếu không thì hắn căn bản không phải đối thủ của gã. Ngự Long Quyết là một môn công pháp rất mạnh, có thể điều khiển sức mạnh của rồng để tiến hành tu luyện, khiến bản thân trở nên cường đại giống như chân long. Nhất là tu luyện tới hậu kỳ, thì triển Ngự Long Quyết sẽ có thể khống chế chân long bay lượn trên bầu trời. Đây chính là sự cường đại của Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng lại chia làm 4 cảnh giới, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn. Hiện tại, thông qua hấp thu long khí trong hài cốt, Diệp Phàm trực tiếp đạt tới cảnh giới tiểu thành tầng thứ nhất. Mặc dù chỉ là cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng lại giúp cho thực lực của hắn tăng vọt. Phút. Lúc này, người thanh kia nhìn thấy Diệp Phàm ngăn cản, hắn híp mắt, trực tiếp vọt ra ngoài, đánh ra đủ các loại chiêu thức, hình thành thế tấn công đáng sợ. Thực lực của đối phương đã đạt tới thần cảnh, hơn nữa còn là thần cảnh ngũ trọng trở lên. Nếu ở bên ngoài, thực lực này giống như đứng trên đỉnh kim tự tháp của võ đạo. Đây là cảnh giới mà vô số thế hệ trước có vất vả cả đời cũng không đạt tới. Vậy mà một thanh niên 20 tuổi đã làm được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ là không ít võ giả phải xấu hổ. Đây cũng là thiên tài mạnh nhất mà Diệp Phàm gặp được từ khi xuống núi, Phong Vô Tích cũng phải thua xa. Nhưng ngay cả khi đối mặt với chàng trai trẻ thiên cảnh này, Diệp Phàm cũng không hề sợ hãi, hắn vung nắm đấm vào tới. Bịch bịch bịch. Ngay lập tức, hai vị thiên tài lao vào đánh một trận kịch liệt, hai bên trao đổi quyền cước và nhiều chiêu thức võ thuật khác nhau. Bọn họ đã có một trận chiến nảy lửa. Trận chiến của hai người bộc phát ra uy thế cực kỳ khủng bố, những người có mặt đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng khi lực lượng của bọn họ lại không thương tổn được tới bộ hài cốt. Ầm ầm ầm, từng tiếng sấm nổ liên tiếp vang lên, không khí xung quanh hoàn toàn mất đi. Lúc này, Diệp Phàm và thanh niên kia đều thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bản thân, hai bên đánh không phân cao thấp. Với thực lực vốn có của Diệp Phàm, cộng thêm lực lượng Ngự Long Quyết và Long Khí mới đánh được ngang tay với hắn, có thể thấy được chiến lực của thanh niên này đáng sợ tới mức nào, hắn ta quả thật là yêu nghiệt. Long Quyền. Lúc này, Diệp Phàm mang chiêu thức của Ngũ Sư Phụ kết hợp với Ngự Long Quyết đánh ra. Hắn phát hiện khi Ngự Long Quyết kết hợp với Long Quyền của Ngũ Sư Phụ, uy lực lại tăng vọt, cú đấm này của hắn giống như rồng ra biển, vang lên từng tiếng rồng gầm, ánh sáng chói mắt bộc phát, hình thành một thân ảnh chân long lao về phía đối phương. Uy lực của đòn tấn công đã đạt tới mức khiến người ta phải khiếp sợ. Vẻ mặt của gã thanh niên lập tức thay đổi, ánh sáng vàng bao quanh cơ thể, hắn đánh ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phàm.
ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Cú đấm hóa thành chân long mạnh mẽ đối đầu với luồng sáng của thanh niên kia, hỏng phá vỡ. Phá cho ta! Diệp Phàm gầm lên, sức mạnh của toàn bộ cơ thể được bộc phát, muốn phá hủy màn ánh sáng này. Rất nhanh hào quang dần dần mờ đi, giống như lung lay sắp đổ. Vẻ mặt đối phương thay đổi, trực tiếp hô lên, huyết mạch hiên viên, thức tỉnh. Ầm, ầm, ầm. Dứt lời, máu trong cơ thể lập tức sôi trào, từng tiếng sấm nổ truyền ra, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ năng lượng huyết mạch khủng khiếp. Cỗ huyết mạch này vừa bộc phát ra, một chùm sáng màu vàng bắn ra từ cơ thể đối phương rồi phóng thẳng lên trời, giống như xuyên thủng không gian ngầm này. Những người có mặt đều cảm nhận được một cỗ huyết mạch uy áp cực kỳ khủng bố, chân áp xuống khiến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Ánh sáng vàng xung quanh chàng trai trẻ còn chói mắt hơn cả mặt trời mọc, lực lượng hào quang tăng vọt, phá hủy hư ảnh chân long. Phụt! Cơ thể Diệp Phàm trực tiếp bay ra ngoài, đập lên bộ hài cốt rồng kia rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn trượt xuống đất, nửa quỳ, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm thanh niên kia với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm không ngờ sức mạnh huyết mạch của người này lại khủng bố như vậy. Rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì? Lúc này hào quang bắn ra bốn phía, tản ra uy áp vô thượng, chàng trai trẻ kia giống như một vị đế vương ở tít trên cao. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn người này. Hiên viên bất bại. Hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, miệng đọc bốn chữ. Hiên viên bất bại. Diệp Phàm khá xa lạ với cái tên này. Mấy người Tần Chính, Ân Nhân Hoàng nghe được cái tên này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, đôi con người co rút lại, bọn họ khiếp sợ nhìn người này, hắn ta là người của tộc Hiên Viên. Lúc này, trong lòng họ vô cùng chấn động. Tộc Hiên Viên, đây là một gia tộc cổ xưa nhất trên mảnh đất này. Trong lịch sử Long Quốc có rất nhiều truyền thuyết, trong đó nhiều nhất là về Hiên Viên Hoàng đế. Nghe đồn, Hiên Viên Hoàng đế là tổ tiên của dân tộc Long Quốc. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế đánh bại ma thần Sivu, thành lập một dân tộc hoàn toàn mới, đó chính là Long Quốc hiện tại. Bởi vậy trong lòng dân chúng Long Quốc, Hiên Viên Hoàng đế chính là tổ tiên của bọn họ. Mà tộc Hiên Viên, chính là một thế lực do huyết mạch trực hệ của Hiên Viên Hoàng đế lập thành. Chỉ là tộc Hiên Viên này cực kỳ thần bí, không có mấy người biết tới. Mấy người Tần Chính biết từ điển tịch của hoàng tộc. Hoàng tộc của bọn họ đều là những hoàng triều cổ xưa trong lịch sử Long Quốc, cũng là triều đại gần thời đại Hiên Viên Hoàng đế nhất. Vậy nên mới biết một số sự tích liên quan đến tộc Hiên Viên, sau đó ghi chép truyền thừa xuống đời sau. Chỉ là bọn họ vẫn luôn cho rằng tộc Hiên Viên đã sớm không còn, hoặc nói đúng hơn là đã phai mờ với mọi người. Nhưng vừa rồi nghe thấy chàng trai trẻ này nói như vậy, bọn họ mới ý thức được tộc Hiên Viên vẫn còn tồn tại. Dù sao trên đời này, trừ con cháu Hiên Viên Hoàng đế, người của tộc Hiên Viên, ai dám mang họ Hiên Viên. Chẳng trách lực lượng huyết mạch khủng bố như thế. Ân Nhân Hoàng lẩm bẩm. Sức mạnh huyết mạch Hiên Viên Hoàng đế, sao có thể không mạnh? Phút. Lúc này, Hiên Viên bất bại ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu vàng kim, mạnh mẽ chém về phía Diệp Phàm. Nhát kiếm ẩn chứa truyền thừa huyết mạch của Hiên Viên Hoàng đế, uy lực ngập trời, vượt qua cả sức mạnh cường giả thần cảnh. Đạo kiếm quang này vừa thành hình, những người có mặt lập tức cảm thấy khó thể, tựa như không gian dưới lòng đất sắp bị đè sập. Diệp Phàm nhướng mày, suy nghĩ cách đối kháng. Đúng lúc này, hài cốt rồng phía sau Diệp Phàm đột nhiên nổi bùng lên ánh sáng. Bộ xương dài đến vạn trượng rung lên, giống như chân long sống lại. Một giây sau, con rồng chỉ còn lại bộ xương này vậy mà thật sự sống lại bay lên trời, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng phóng về phía Diệp Phàm. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Phàm bị bộ hài cốt khổng lồ này xuyên thấu qua. A! Diệp Phàm phát ra một tiếng kêu đau đớn, hai tay giang ra. Bộ hài cốt dài mấy vạn trượng kia chui vào trong cơ thể khiến hắn cảm nhận được một cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có, toàn thân như vỡ vụn. Lúc này, kiếm quang của Hiên Viên bất bại đã đánh lên người Diệp Phàm. Ầm, đạo kiếm quang ẩn chứa huyết mạch Hiên Viên rơi vào trên người Diệp Phàm, kết quả lại bị phá hủy không còn sót lại chút gì. Phụt, Hiên Viên bất bại còn bị cắn trả, cơ thể lùi mạnh về sau, miệng phun máu. Lúc này Hiên Viên bất bại và những người có mặt đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Diệp Phàm và cả bộ hài cốt rồng đã hòa làm một, toàn bộ cơ thể hắn đang thay đổi rất lớn. Lúc này, bên ngoài không gian dưới lòng đất, trên bầu trời, một ngôi sao mơ hồ hiện lên, hiện ra ánh sáng màu tím,
làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Kia, đó là Tử Vi Đế Tinh. Sao có thể, Tử Vi Đế Tinh vậy mà lại xuất hiện? Lúc này, tại một nơi thần bí nào đó ở Long Quốc, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím nhìn chăm chú vào ngôi sao như ẩn như hiện trên bầu trời, vẻ mặt lập tức thay đổi, ông ta khiếp sợ nói. Tộc trưởng, Tử Vi Đế Tinh hiện ra, vậy chẳng phải đại biểu cho Đế Tinh chi chủ xuất hiện rồi sao? Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng tiến vào nơi đó, trở thành chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh? Lúc này một người đàn ông lên tiếng. Bất bại không phải mệnh cách Đế Tinh, không thể nào là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh được. Người đàn ông áo tím trầm giọng nói. Vẻ mặt người kia thay đổi, lẽ nào chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh lại là người khác? Chuyện này sao có thể? Thiếu tộc trưởng có huyết mạch thuần khiết của tổ tiên, nếu Tử Vi Đế Tinh xuất hiện vậy chỉ có thể là thiếu tộc trưởng, sao lại là người khác được? Có vẻ như thế giới sắp thay đổi. Người đàn ông áo tím trầm ngâm, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy. Tộc trưởng, muốn tôi lập tức đi tìm vị Tử Vi Đế Tinh chi chủ này rồi diệt trừ không? Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Giết hại Tử Vi Đế Tinh chi chủ là làm trái ý trời, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tử Vi Đế Tinh còn chưa thật sự thức tỉnh, nếu bất bại có thể tiến vào nơi đó, đạt được sự công nhận của tổ tiên, chưa hẳn là không thể đối phó với truyền nhân của Tử Vi Đế Tinh. Người đàn ông áo tím nói rõ. Bên trong thế giới nhỏ Côn Lôn, có không ít người sống lâu năm cũng đang bàn tán về chuyện này. Trong Long Mạch, Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy đòn tấn công của mình thất bại, ánh mắt lóe lên, hắn trực tiếp phóng tới cánh cửa đá kia. Hiện giờ không có hài cốt rồng ngăn cản, Hiên Viên Bất Bại rất dễ dàng đi tới trước cửa đá, hắn đặt tay ở trên cửa đá rồi mở ra. Phút, cánh cửa vừa mở, bên trong bắn ra ánh sáng chói mắt, trông cực kỳ thần thánh. Hiên Viên Bất Bại lập tức tiến vào bên trong. Lúc này Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt, xung quanh người bị một ánh sáng thần bí bao phủ, toàn bộ thân thể đang trải qua một sự thay đổi dữ dội. Không gian ngầm bên trong cánh cửa đá khác là một cung điện trống khổng lồ. Tòa cung điện này lộng lẫy huy hoàng, tràn ngập uy áp vô thượng khiến người ta sinh lòng khuất phục. Ngay trước cung điện có 9 bậc thang, phía trên bậc thang là một chiếc tọa ỷ vàng lấp lánh, giống như chiếc long ỷ của Cửu Ngũ Chí Tôn, tản ra khí phách bá đạo vô hình. Nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất là một thanh kiếm cắm ở trước chiếc ghế này. Hai mặt của thanh kiếm được khắc hoa, chim, cá, côn trùng, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, toát ra sức mạnh thần thánh, hệt như thanh kiếm của hoàng đế. Đây đúng là Hiên Viên kiếm, danh kiếm đứng đầu trong 10 đại danh kiếm ở Long Quốc cổ đại, đồng thời cũng là vũ khí Hiên Viên hoàng đế. Năm đó, Hiên Viên hoàng đế đã đánh bại ma thần Sivu bằng Hiên Viên kiếm, thống nhất tất cả các bộ tộc lớn và trở thành tổ tiên của người Long Quốc. Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Bất Bại đứng trong cung điện, nhìn chằm chằm Hiên Viên kiếm trên 9 bậc thang, đôi mắt lập lòe. Lần này hắn ta tới đây không phải vì Long Mạch, mục tiêu của hắn ta là Hiên Viên kiếm ẩn giấu trong Long Mạch. Năm đó Hiên Viên hoàng đế đặt Hiên Viên kiếm trong Long Mạch, để cùng với Long Mạch bảo vệ vùng đất Long Quốc và bảo vệ con dân của mình. Lần trước Long Mạch xuất hiện dị tượng, tộc Hiên Viên nhận ra đã đến lúc tiến vào Long Mạch để lấy lại Hiên Viên kiếm, nên đã cho Hiên Viên Bất Bại thiếu tộc trưởng của tộc Hiên Viên đến lấy kiếm. Giờ phút này, Hiên Viên Bất Bại nhìn chằm chằm Hiên Viên kiếm, sắc mặt đang bình tĩnh bỗng thay đổi, cảm xúc cũng trở nên hưng phấn. Là thiên tài xuất chúng nhất của tộc Hiên Viên, mơ ước lớn nhất của Hiên Viên Bất Bại là điều khiển được Hiên Viên kiếm và trở thành nhân vật như tổ tiên Hiên Viên. Bây giờ cơ hội này cuối cùng đã xuất hiện. Hiên Viên Bất Bại tiến lên một bước, lao về phía 9 bậc thang. Thế nhưng, khi Hiên Viên Bất Bại vừa bước lên bậc thang đầu tiên, hắn ta đã cảm nhận được một uy áp đáng sợ, cả người bị áp chế tại chỗ suýt chút nữa đã hộc máu, ngay cả cơ thể cũng bị đè cong xuống. Hiên Viên Bất Bại tập trung tinh thần, dùng hết sức lực để chống lại uy áp này, hắn ta bộc phát ra ý chí mãnh liệt, từng bước một đi lên 9 bậc thang. 9 bậc thang này ẩn chứa uy áp cực kỳ khủng bố, giống như chiếc thang lên trời trong truyền thuyết. Muốn bước lên 9 bậc thang thì phải có thực lực và ý chí cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mà Hiên Viên Bất Bại thân là thiên tài kiệt xuất nhất của tộc Hiên Viên trong hàng ngàn năm qua, thậm chí còn được coi là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng đế, cũng bày ra thực lực vô cùng đáng sợ, liên tục leo lên 6 bậc. Hiên Viên kiếm là của ta. Hiên Viên Bất Bại nhìn chằm chằm vào Hiên Viên kiếm, hét lên từng chữ, toát ra một uy thế vô cùng bá đạo. Ngay lập tức, Hiên Viên Bất Bại dùng hết sức lực, liên tục bước 3 bước, mạnh mẽ bước lên bậc thang thứ 9, đứng trước mặt Hiên Viên kiếm.
Hiên Viên Bất Bại đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy Hiên Viên kiếm. Khi Hiên Viên Bất Bại nắm lấy Hiên Viên kiếm dường như được kích hoạt truyền ra một tiếng gầm, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, uy áp ngập trời bùng phát từ giữa thanh kiếm bao trùm toàn bộ cung điện. A! À, Hiên Viên Bất Bại gầm lên giận dữ, hắn ta trực tiếp rút thanh Hiên Viên kiếm đã bị phong ấn trong bụi đất hàng ngàn năm ra. Hiên Viên kiếm vừa được rút ra, từng luồng kiếm khí đáng sợ bắn ra, tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm, khí thế cả người tăng lên mấy cấp, có cảm giác suy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ. Kể từ hôm nay, Hiên Viên Bất Bại ta chính là chủ nhân của Hiên Viên kiếm. Thiên hạ đệ nhất, chỉ có ta bất bại. Hiên Viên Bất Bại hét lên từng chữ, mắt nhìn về phía chiếc ghế vàng sáng lấp lánh, chuẩn bị ngồi lên đó. Muốn làm thiên hạ đệ nhất cũng không dễ vậy đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hiên Viên Bất Bại. Hắn ta quay đầu lại thì thấy Diệp Phàm đang đi đến. Cả người Diệp Phàm hiện giờ lộ ra một cảm giác khó diễn tả, nhưng chắc chắn là không như trước đây. Hiên Viên Bất Bại nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nói, cậu tới đúng lúc lắm, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc, tiếp tục đi. Hiên Viên Bất Bại vừa dứt lời, hắn ta cầm Hiên Viên kiếm lao thẳng về phía Diệp Phàm muốn báo thù chuyện vừa rồi. Với thực lực hiện tại của Hiên Viên Bất Bại cùng uy lực của Hiên Viên kiếm, ngay cả cường giả thần cảnh tầng 9 cũng không thể đỡ được một chiêu của hắn ta. Mà Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại đâm kiếm về phía mình, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, so với trận chiến trước còn bình tĩnh hơn. Trong nháy mắt, Hiên Viên kiếm chỉ cách Diệp Phàm ba tấc, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, không hề động đậy. Ngay khi Hiên Viên Bất Bại cho rằng Diệp Phàm đã từ bỏ phản kháng, đối phương đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, nhanh như chớp kẹp lấy Hiên Viên kiếm, khiến nó dừng lại cách Diệp Phàm một tấc, không thể tiến thêm nửa bước. Nhìn thấy Diệp Phàm dùng hai ngón tay kẹp Hiên Viên kiếm, sắc mặt Hiên Viên Bất Bại thay đổi, lộ ra ánh mắt khó tin. Uy lực của Hiên Viên kiếm ngay cả người tu luyện cũng khó có thể chống cự, sao có thể bị người ta chặn lại bằng hai ngón tay. Hiên Viên Bất Bại lập tức hét lớn một tiếng, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu độc nhất của tộc Hiên Viên, sức mạnh huyết mạch của hắn ta điên cuồng tuôn ra, không ngừng kích thích uy lực của Hiên Viên kiếm, muốn một kiếm giết chết Diệp Phàm. Nhưng hai ngón tay của Diệp Phàm cứ như một rãnh trời, kẹp chặt lấy Hiên Viên kiếm, khiến nó không thể động đậy. Sau đó Diệp Phàm vặn ngón tay cầm Hiên Viên kiếm trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Hiên Viên Bất Bại, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Khi Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy Hiên Viên kiếm bị lấy đi, sắc mặt thay đổi, tung một đấm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay lên, dùng tay chặn cú đấm của đối phương. Ngay sau đó, Diệp Phàm dùng tay bóp chặt nắm đấm của Hiên Viên Bất Bại, rồi tung ra một đấm, đánh vào ngực Hiên Viên Bất Bại, khiến hắn ta bay ra ngoài. Phụt! Hiên Viên Bất Bại bay ngược về phía sau, rơi xuống 9 bậc thang, miệng nôn ra máu. Đây là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết sao? Lúc này Diệp Phàm đang cầm Hiên Viên kiếm quan sát. Diệp Phàm đã từng thấy vài thanh kiếm trong 10 đại danh kiếm của Long Quốc cổ đại, thậm chí cả Xích Tiêu kiếm và Thất Tinh Long Uyên kiếm đều nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, thanh Hiên Viên kiếm này không chỉ đứng đầu trong 10 đại danh kiếm, mà còn là vũ khí của Hiên Viên Hoàng đế tổ tiên của Long Quốc. Nó đáng sợ hơn nhiều so với 9 đại danh kiếm khác, có thể nói là một thanh thần kiếm. Khi Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, hắn cảm giác được bên trong kiếm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng không biết vì sao, khi Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, luồng sức mạnh trong thân kiếm liền lắng xuống, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Buông Hiên Viên kiếm ra. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại hét lên với Diệp Phàm. Anh đã là kẻ bại trận, đây là chiến lợi phẩm của tôi. Diệp Phàm cầm Hiên Viên kiếm, bình tĩnh nói với Hiên Viên Bất Bại. Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Hiên Viên Bất Bại tối sầm lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tức giận, hắn ta giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Hiên Viên kiếm là của tôi. A! À, Hiên Viên Bất Bại tức giận gầm lên, máu toàn thân sôi trào, một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ bùng phát. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại thi triển bí pháp, khiến sức mạnh huyết mạch dâng trào, hắn ta đứng dậy, lao về phía Diệp Phàm. Vì Hiên Viên kiếm mà Hiên Viên Bất Bại đã hoàn toàn điên cuồng. Nhưng Diệp Phàm đương nhiên không sợ. So với trước đây hắn đã hoàn toàn thay ra đổi thịt, thực lực của Hiên Viên Bất Bại hắn không thèm để vào mắt. Diệp Phàm nắm chặt tay, tung một đấm ra ngoài. Hắn không có chiêu thức dư thừa gì, chỉ đấm một đấm bình thường nhất. Nhưng một đấm này long trời lở đất đến mức hư không bị nổ tung. Trong nháy mắt,
một đấm của Diệp Phàm va chạm với sức mạnh huyết mạnh của Hiên Viên Bất Bại. Phụt! Không đến một giây, Hiên Viên Bất Bại bị một đấm của Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, lần nữa rơi xuống đất điên cuồng hộc máu. Anh! Hiên Viên Bất Bại nằm trên mặt đất, trợn to hai mắt, khó tin nhìn Diệp Phàm, hắn ta không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà thực lực của Diệp Phàm đã đạt tới trình độ có thể hoàn toàn nghiền áp mình. Đương nhiên hắn ta không thể nào biết được, từ khi bộ xương rồng dài mấy vạn trượng tiến vào cơ thể Diệp Phàm, nó trực tiếp dung hợp với cơ thể hắn, khiến hắn hoàn toàn thay da đổi thịt. Bây giờ xương của Diệp Phàm không thể gọi là xương người nữa mà là xương rồng. Bộ xương rồng này trực tiếp biến đổi tất cả xương cốt trong cơ thể Diệp Phàm thành xương rồng hệt như xương rồng thật. Đã là xương rồng thì đương nhiên xương người không thể sánh được. Xương rồng này cực kỳ rắn chắc và dũng mãnh, cho dù trải qua mấy nghìn năm cũng không thể bị phá hủy. Bây giờ cơ thể Diệp Phàm đã hóa thành xương rồng, thực lực của hắn tất nhiên đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, cơ thể hắn vừa mới dung hợp với xương rồng, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với việc khống chế nó nên không thể phát huy quá nhiều sức mạnh, nếu không thực lực của hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Giờ phút này, sự rắn chắn của cơ thể Diệp Phàm đã đạt tới trình độ làm người ta cảm thấy sợ hãi, dựa vào xương rồng, hắn hoàn toàn không sợ bất cứ ai. Nhưng khi bộ xương rồng này dung hợp với Diệp Phàm, vận mệnh quốc gia của Long Quốc cũng được chuyển vào trong cơ thể hắn. Hiện tại Diệp Phàm đại biểu cho vận mệnh của Long Quốc, nếu hắn chết, vận mệnh của Long Quốc cũng sẽ không còn. Nếu hắn mạnh, Long Quốc sẽ thịnh vượng. Hiện giờ, Diệp Phàm chính là hộ quốc thần tướng chân chính, một tay quyết định sự thịnh vượng và tương lai của Long Quốc. Đối với kết quả này, ban đầu Diệp Phàm thấy hơi lo lắng, nhưng hắn đã bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn tin rằng bản thân sẽ không chết, vậy vận mệnh của Long Quốc sẽ không mất đi. Lúc này Diệp Phàm đang đứng trước mặt Hiên Viên Bất Bại, trực tiếp đặt thanh Hiên Viên kiếm trong tay lên cổ hắn ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn chết dưới Hiên Viên kiếm. Anh muốn chết sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hiên Viên Bất Bại. Giờ phút này, Hiên Viên Bất Bại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đáy mắt đầy sự không cam lòng. Sao thế? Không cam lòng ư? Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại lạnh nhạt nói, hắn ta trực tiếp đáp, muốn giết thì giết. Anh thật sự muốn từ bỏ thanh Hiên Viên kiếm này mà chết à? Diệp Phàm hừ lạnh. Hiên Viên Bất Bại liếc nhìn Hiên Viên kiếm, vẻ mặt thay đổi. Hiện tại tôi sẽ cho anh một cơ hội để anh có thể tiếp tục sở hữu Hiên Viên kiếm. Lúc này Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại nói. Anh không cần Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Bất Bại nghe Diệp Phàm nói vậy thì kinh ngạc hỏi, hắn ta cho rằng Diệp Phàm sẽ cướp lấy Hiên Viên kiếm. Dù sao thanh Hiên Viên kiếm này cũng được xưng là thần kiếm đứng đầu 10 đại danh kiếm, không ai thấy nó mà không bị cám dỗ chiếm làm của riêng. Kiếm này tuy tốt, nhưng tôi không cần. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Một cường giả chân chính sẽ không bao giờ dựa vào vũ khí, bởi vì chỉ cần bản thân đủ mạnh thì đó mới là vũ khí lợi hại nhất. Nếu bản thân không đủ mạnh, bất kỳ vũ khí nào cũng sẽ vô dụng. Bản thân đã mạnh thì vũ khí sẽ không còn giá trị gì nữa. Bởi vậy, mặc dù thanh Hiên Viên kiếm này lợi hại, nhưng Diệp Phàm cũng không có lòng chiếm giữ. Anh muốn tôi làm gì? Hiên Viên Bất Bại nhìn Diệp Phàm, hỏi thẳng. Phục tùng tôi. Diệp Phàm thốt ra mấy chữ, nhưng mấy chữ này lại khiến sắc mặt Hiên Viên Bất Bại thay đổi. Hắn ta mở to mắt, trầm giọng nói, tôi là thiếu tộc trưởng của tộc Hiên Viên, tôi sẽ không bao giờ phục tùng người khác. Là thiếu tộc trưởng của tộc Hiên Viên, nếu Hiên Viên Bất Bại phục tùng người khác, không chỉ hắn mất mặt, mà còn làm mất mặt toàn bộ tộc Hiên Viên. Không có gì là không thể. Nếu anh cảm thấy mất mặt, thì hãy để toàn bộ tộc Hiên Viên của anh đều phục tùng tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không thể nào. Tộc Hiên Viên của tôi là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng đế, không ai có tư cách bắt chúng tôi phục tùng. Hiên Viên Bất Bại nhìn Diệp Phàm hét lên lạnh lùng. Đó là trước kia, bây giờ tôi đã xuất hiện, tôi có tư cách khiến bất cứ ai phải phục tùng tôi. Mặt Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn đi thẳng về phía cầu thang 9 bậc. Đối mặt với áp lực của cầu thang 9 bậc, Diệp Phàm không hề để ý đi thẳng một đường. Cực kỳ thuận lợi leo lên cầu thang 9 bậc này, ngồi vào chiếc ghế phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, giống như một vị vua tôn nghiêm giáng trần. Diệp Phàm ngồi ở trên chiếc ghế này, bỗng nhiên chiếc ghế tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, mơ hồ ngưng tụ thành một bức chân dung phía trên đầu Diệp Phàm. Thủy Tổ. Khi Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy bức chân dung này, sắc mặt của hắn ta thay đổi, kinh ngạc nói. Bức chân dung này không ai khác chính là tổ tiên của tộc Hiên Viên Hoàng đế.
Lúc này Hiên Viên Hoàng đế nhìn về phía Diệp Phàm, nói, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Ông là Hiên Viên Hoàng đế. Diệp Phàm nhìn bức chân dung này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với vị thủy tổ này của Long Quốc, Diệp Phàm còn có chút kính sợ, bây giờ nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hy vọng cậu có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế giới. Hiên Viên đế nhìn Diệp Phàm nói, thân ảnh trực tiếp hóa thành một tia sáng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đột nhiên, cơ thể Diệp Phàm run rẩy, hai mắt nhắm chặt, toàn thân lại được bao phủ trong một quả cầu ánh sáng. Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sao có thể? Vậy mà hắn lại nhận được truyền thừa của Thủy Tổ. Chẳng lẽ hắn là... Lúc này, Hiên Viên Bất Bại đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc này, trên bầu trời, tần suất xuất hiện của ngôi sao tỏa ra ánh sáng màu tím trở nên ngày càng cao, ánh sáng cũng trở nên rực rỡ hơn. Xem ra thằng nhóc kia sắp thức tỉnh rồi. Bên ngoài Long Mạch, ngũ sư phụ của Diệp Phàm, Long Ngạo, lẩm bẩm một mình. Đế tinh giáng thế, sẽ không có hòa bình. Truyền lệnh của tôi, tập hợp quân thiên sách, theo tôi đến núi Côn Lôn. Trong doanh trại của quân thiên sách, giọng nói của Tiêu Thiên Sách, lục sư phụ của Diệp Phàm, trực tiếp vang lên. Về phần thất sư phụ Trung Vô Diễm và tứ sư phụ Tu La cũng tiến về phía núi Côn Lôn. Vào lúc này, bầu không khí của toàn bộ Long Quốc trở nên có chút khác biệt. Đặc biệt ở đế đô có một bầu không khí đặc biệt, tạo cho người ta cảm giác mây đen sắp hủy diệt thành phố. Trong sở giám sát, Viên Thiên Giám đột nhiên bóp nát hai hạt châu mà ông ta đang chơi đùa trong tay, vẻ mặt thờ ơ nói, hành động đi. Dạ. Khi tiếng đáp lại vang lên, trong vòng chưa đầy 5 phút, tất cả các lối ra của đế đô đều bị phong tỏa. Một số lượng lớn chiến sĩ mặc áo giáp đen, cầm kiếm đen xuyên qua thành đế đô, gây hoảng loạn cho người dân. Trong thành đế đô, nhà của các quan viên lớn và cơ quan chính phủ lớn đều bị bao vây bởi những chiến sĩ mặc áo giáp màu đen này, thậm chí cả chiến bộ cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Lúc này, trong hoàng cung, Thiên Tôn đứng trước mặt quốc chủ, trầm giọng nói, bệ hạ, ông ta đã bắt đầu ra tay. Rốt cuộc ông ta cũng không nhịn được nữa. Quốc chủ của Long Quốc tự lẩm bẩm, sau đó nhìn lên bầu trời, thở dài nói, đế tinh giáng thế, Long Mạch đang rung chuyển, chẳng lẽ Long Quốc của chúng ta sẽ thực sự bị lật đổ. Bệ hạ đừng lo lắng, chỉ cần có thần ở đây, thần sẽ không để bất cứ ai lỗ mãng. Thiên Tôn trầm giọng nói. Quốc chủ chỉ nhìn chằm chằm vào ngôi sao màu tím trên bầu trời, cũng không nói gì nữa. Trong Long Mạch, 10 phút sau khi ánh sáng do Hiên Viên Hoàng đế nhập vào cơ thể Diệp Phàm, một cỗ uy thế kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hắn mở mắt ra, đôi mắt của hắn phát ra hai tia sáng hấp dẫn, giống như mắt của một vị vua, khiến người ta rùng mình, tim đập mạnh, trong lòng sinh ra ý thức phục tùng. Vào lúc này, thực lực của Diệp Phàm càng trở nên đáng sợ hơn, đạt tới đỉnh cao. Vừa rồi Hiên Viên Hoàng đế biến thành một tia sáng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, trực tiếp truyền thừa cho Diệp Phàm. Sau khi nhận được truyền thừa từ Hiên Viên Hoàng đế, Diệp Phàm tựa như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới, tầm nhìn của hắn đột nhiên mở rộng vô số lần, hắn biết được rất nhiều điều mà trước đây hắn chưa hề biết. Đặc biệt là sau khi biết Hiên Viên Hoàng đế chính là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, đồng thời hắn cũng là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh, người có mệnh cách đế tinh. Chỉ là mệnh cách đế tinh của hắn còn chưa thức tỉnh, cho nên bây giờ hắn không phải là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Anh là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Anh rất thông minh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ý tứ trong lời nói đã rõ ràng. Hiên Viên Bất Bại lập tức xác nhận suy đoán của mình, ánh mắt hắn ta không ngừng lóe lên. Bây giờ tôi có tư cách để anh và tộc Hiên Viên phục tùng chưa? Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại, lạnh lùng nói. Hiên Viên Bất Bại vẫn im lặng. Bây giờ Diệp Phàm không những đã nhận được truyền thừa từ Thủy Tổ, còn là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, quả thực có tư cách khiến hắn ta và tộc Hiên Viên phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ anh phục tùng hay chết, tự mình chọn đi. Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại, đưa ra tối hậu thư. Hiên Viên Bất Bại bái kiến chủ nhân. Hiên Viên Bất Bại nheo mắt lại, quỳ xuống, trực tiếp hét lên với Diệp Phàm. Tuy Hiên Viên Bất Bại cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng bây giờ hắn ta chỉ có một con đường là phục tùng. Hơn nữa, phục tùng chủ nhân Tử Vi Đế Tinh đối với hắn ta và tộc Hiên Viên mà nói không phải điều đáng xấu hổ. Nhớ kỹ, tôi không thích kẻ phản bội. Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại lạnh lùng nói,
sau đó trực tiếp ném hiên viên kiếm về phía đối phương. Hiên viên bất bại trực tiếp bắt lấy hiên viên kiếm, nói với Diệp Phàm, tộc hiên viên của chúng tôi chưa từng có kẻ phản bội. Tốt nhất là như vậy. Diệp Phàm nhếch miệng, liếc nhìn những nơi khác trong cung điện này. Trong cung điện này có 10 chiếc hộp, Diệp Phàm bước tới mở ra, bên trong chứa đầy các loại linh dược, linh thạch, dược liệu quý giá và vũ khí cường đại, còn có một số loại đan dược cao cấp cực kỳ quý hiếm khác nữa. Đây là những tài nguyên quý giá mà chỉ những người tu luyện mới có quyền sở hữu, nhưng giờ đây chúng được chất thành 10 chiếc hộp và đặt ở đây, quả thực là một kho báu khổng lồ. Diệp Phàm không nhịn được đoán đây có phải là kho báu khi thu thập được 9 viên ngọc rồng mà người ta hay nói không. Nhưng bất kể điều đó có đúng hay không, bây giờ mọi chuyện đối với Diệp Phàm đã dễ dàng hơn. Với 10 hộp tài nguyên tu luyện này, hắn hoàn toàn có thể nâng cao thực lực của những người bên cạnh mình. Chuyến đi tới Long Mạch này đúng là có thu hoạch lớn. Sau đó Diệp Phàm đi ra ngoài, hiên viên bất bại đi theo sau. Bọn họ đi ra khỏi cung điện, đi tới không gian dưới lòng đất nơi có bộ xương rồng, đám người Mai Trường Khanh, Tiêu Phá Quân, Tần Chính đang ngồi xếp bằng để hồi phục vết thương. Khi Diệp Phàm đi tới, bọn họ đều mở mắt ra, ánh mắt lóe lên. Còn Diệp Phàm liếc nhìn đám người này, nhìn thẳng vào Mai Trường Khanh, nói, giết hắn. Vừa dứt lời, hiên viên bất bại đã cầm hiên viên kiếm bước lên, chém Mai Trường Khanh làm đôi mà không cho cậu ta bất cứ cơ hội phản ứng nào. Những người khác khi thấy hiên viên bất bại tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phàm thì đều giật mình. Chẳng lẽ vị thiên tài của tộc hiên viên này lại phục tùng hộ quốc thần tướng? Còn mấy người, muốn chết hay sống? Diệp Phàm lại nhìn những người này, lạnh lùng nói. Cậu muốn làm gì? Tần Chính nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Phục tùng tôi thì sống, không thì chết. Diệp Phàm nói rất đơn giản. Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt của đám người này không ngừng thay đổi. Tôi là tộc trưởng của hoàng tộc họ Tần, tôi đại diện cho toàn bộ hoàng triều họ Tần, tôi tuyệt đối sẽ không phục tùng cậu. Tần Chính nhìn Diệp Phàm hét lên với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn ta là thiếu tộc trưởng của tộc hiên viên, cũng đã phục tùng tôi, ông là hậu duệ của một triều đại đã diệt vong thì có là gì? Phục tùng tôi là vinh hạnh của ông. Nếu không phải thấy ông có thiên phú khá tốt, ông nghĩ ông có tư cách phục tùng tôi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, sắc mặt Tần Chính không ngừng thay đổi. Ai không phục tùng, giết không tha. Diệp Phàm nói với hiên viên bất bại, sau đó bước ra khỏi Long Mạch. Hiên viên bất bại cầm hiên viên kiếm nhìn chằm chằm vào đám người này, định giết hết bọn họ. Tôi đồng ý phục tùng. Ngay lập tức, Ân Nhân Hoàng và Hạ Chu Thiên là những người đầu tiên lên tiếng. Còn Tiêu Phá Quân nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp mở miệng gọi chủ nhân. Những người khác cũng quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Về phần Tần Chính, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cuối cùng cũng khuất phục. Rất nhanh, Diệp Phàm đi ra khỏi không gian của Long Mạch dưới lòng đất. Nhưng tình huống bên ngoài Long Mạch lại khiến vẻ mặt của hắn thay đổi, vô cùng khó coi. Lúc này, bên ngoài Long Mạch, đám người Đường Sở Sở và Đông Phương Hạo Thiên đều bị thương nằm trên mặt đất, tất cả bị thương không nhẹ, ngũ sư phụ của Diệp Phàm, Long Ngạo đang một mình chiến đấu ác liệt với mười mấy người đàn ông mặc trang phục cổ. Thực lực của đám người này vô cùng khủng bố, vượt xa thần cảnh để đạt tới một cấp bậc khác, lúc ra tay, tiếng nổ không ngừng vang lên. Bọn họ hợp lực, uy lực cuồn cuộn. Ngay cả Long Ngạo cũng bị đánh cho liên tục lùi về sau, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Rất nhanh, mỗi người trong số họ đều tung đòn đánh có sức mạnh kinh khủng, truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công này, cơ thể Long Ngạo lùi mạnh rồi kêu rên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể của đám người kia cũng lần lượt lùi về sau. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn xông thẳng tới cạnh Long Ngạo. Quan tâm nói, ngũ sư phụ, người thế nào rồi? Tiểu tử, cuối cùng con cũng tới. Con mà còn không tới thì tay chân già của sư phụ con phải phế mất. Long Ngạo bĩu môi nhìn Diệp Phàm. Ngũ sư phụ, bọn họ là ai vậy? Diệp Phàm nhìn đám người này, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Thực lực của mười mấy người kia đã vượt qua phạm vi của võ giả, đạt tới cấp bậc tu hành giả. Tu hành giả, chính là sự tồn tại cao hơn võ giả. Khi võ giả tu luyện sức mạnh võ đạo tới cảnh giới cao nhất thì sẽ có cơ hội trở thành tu hành giả, tương tự như tu chân trong tiểu thuyết. Trên thần cảnh chính là tu hành giả. Nhưng muốn trở thành tu hành giả lại vô cùng khó khăn, với điều kiện hoàn cảnh trên thế giới, muốn thành một tu hành giả khó như lên trời.
Bởi vì thứ mà tu hành giả cần nhất chính là linh khí, nhưng với môi trường của trái đất hiện tại, linh khí đã cạn kiệt từ lâu, vậy nên tu hành giả đã sớm tuyệt chủng, chỉ còn lại võ giả. Diệp Phàm biết được những chuyện này sau khi lấy được truyền thừa của Hoàng đế Hiên Viên. Chỉ là, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, vừa ra khỏi Long Mạch đã gặp nhiều tu hành giả như vậy. Bọn họ là người của tiểu thế giới Côn Lôn, tới đây vì Long Mạch. Long Ngạo trầm giọng nói. Tiểu thế giới Côn Lôn. Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên. Vậy có lẽ, bên trong tiểu thế giới Côn Lôn hẳn phải có rất nhiều linh khí, nếu không thì chẳng thể nào mà mười mấy người xuất hiện cùng lúc thế này. Chẳng trách lúc trước các sư phụ hắn nói tiểu thế giới Côn Lôn không phải nơi mà hắn có thể tùy tiện đi vào, hóa ra là vì lý do này. Với thực lực trước kia, nếu tùy tiện vào trong Côn Lôn, sợ là không tự bảo vệ được bản thân. Dù sao thì thực lực của võ giả có mạnh tới đâu cũng không phải là đối thủ của tu hành giả. Giống như sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Đám người các ngươi không ngoan ngoãn ở trong tiểu thế giới đó đi còn chạy ra hại người, đúng là đáng chết. Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi lấy được Long Mạch rồi. Đối phương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người chết không cần phải biết chuyện này. Dứt lời, hắn vọt thẳng về phía đám người. Ngay lập tức, mười mấy tu hành giả của tiểu thế giới Côn Lôn trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Bọn họ vừa ra tay đã bộc lộ ra năng lượng không phải chân khí, lực lượng này còn mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm. Bọn họ ra tay, hư không bị đánh tới nổ tung. Nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi, hắn vung nắm đấm đánh trả. Ầm rắc rắc. Cú đấm của Diệp Phàm va chạm với đòn tấn công cường thế của đám tu hành giả truyền ra tiếng nổ rung trời. Phụt phụt phụt. Ngay lập tức, toàn bộ đám tu hành giả bay ngược ra ngoài, cơ thể nện xuống đất hộc máu. Cảnh tượng này khiến những người khác hoảng hốt. Ngay cả đám Tần Chính từ trong Long Mạch ra cũng bị thực lực của Diệp Phàm dọa cho khiếp sợ. Không ngờ thực lực của tiểu tử này lại tăng nhanh như vậy. Long Ngạo thấy Diệp Phàm ra tay, ánh mắt ông lóe lên vẻ khác thường. Ngươi, mười mấy người nằm trên mặt đất, ai nấy đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bọn họ cách nào tưởng tượng, trên đời này lại có một người trẻ tuổi chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại được đám người họ, chuyện này là không thể nào. Có thể đánh bại tất cả bọn họ trong nháy mắt, chỉ có thể là tu hành giả còn mạnh hơn họ, nhưng trên thế tục sao có thể còn tu hành giả. Hơn nữa còn là một tu hành giả trẻ tuổi như vậy. Lúc này, trong lòng bọn họ là một tá những câu hỏi. Diệp Phàm đi về phía đám người, vung tay đánh ra một chưởng. Lúc này đối phương muốn rút lui bỏ chạy, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội này. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, hắn đánh ra một quyền mang theo sức mạnh rung trời lở đất. Trong phút chốc hư không nổ tung, năng lượng ngập trời thổi quét ra. Mười mấy người này lập tức nổ tung, trong nháy mắt thân thể của bọn họ đã bị lực lượng này cắn nuốt, cuối cùng ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Đòn tấn công này hoàn toàn chấn động tất cả mọi người có mặt. Thằng bé này, đế tinh mệnh cách còn chưa thức tỉnh đã như vậy, sai này còn kinh khủng hơn. Long Ngạo nhìn Diệp Phàm cảm khái nói. Hộ quốc thần tướng, nộp mạng đây. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh như băng truyền đến. Từ phía xa, một vị lão giả mặc áo khoác dài trắng, cầm trong tay quyền trượng, đôi cánh như tuyết đang giang ra, người này nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tản ra uy áp cực kỳ khủng bố. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đối phương. Điện chủ Thánh Điện. Lão giả nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng quát lớn. Người này chính là điện chủ của Thánh Điện. Hơn phân nửa cường giả Thánh Điện đều chết ở trong tay Diệp Phàm. Sát ý của ông ta đối với Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới cao nhất, đích thân tới Long Quốc để giết Diệp Phàm. Thì gia chủ sau Thánh Điện là tộc thiên sứ các người. Lúc này Long Ngạo nhìn điện chủ Thánh Điện hừ lạnh nói. Tộc thiên sứ. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì mà tộc thiên sứ. Ngươi lại biết cả tộc thiên sứ. Điện chủ Thánh Điện nhìn Long Ngạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên biết, không nghĩ tới ông đúng là người của tộc thiên sứ, tiểu Phàm, không cần khách khí với ông ta. Long Ngạo nói với Diệp Phàm. Vâng. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn nhìn chằm chằm điện chủ Thánh Điện, bước từng bước về phía đối phương, tung người nhảy lên. Xung quanh cơ thể hắn có một luồng ánh vàng, tựa như hóa thành một con rồng trên bầu trời, phóng về phía điện chủ Thánh Điện. Đi chết đi. Lúc này, Diệp Phàm tức giận gầm lên, hắn vung nắm đấm đánh lão điện chủ.
Điện chủ thần điện vung tay ngăn cản thì bị cú đấm của Diệp Phàm đánh bay, cơ thể đập mạnh xuống mặt đất. Phụt! Điện chủ thánh địa hộc máu, vẻ mặt tái nhợt, nhưng quanh thân lóe ra ánh sáng màu trắng ngà, thương thế rất nhanh khôi phục lại, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Điện chủ thánh điện chẳng qua cũng chỉ có vậy. Diệp Phàm tiếp đất, khinh thường nhìn đối phương. Ầm! Điện chủ thánh điện vung hai tay lên, thánh sáng quanh thân bắt đầu chuyển động, đôi cánh sau lưng đập điên cuồng, tản ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Thánh ấn! Vị điện chủ quát một tiếng, hai tay tạo thành một ấn lớn với ánh sáng cực kỳ chói mắt, đánh về phía Diệp Phàm. Ầm! Thánh ấn rơi trên người Diệp Phàm truyền ra tiếng nổ lớn. Khi điện chủ cho rằng thánh ấn sẽ làm Diệp Phàm bị thương hoặc trực tiếp mất mạng, nhưng không ngờ đối phương lại bình yên vô sự, bước ra từ màn năng lượng ánh sáng. Sao có thể? Nhìn thấy Diệp Phàm đỡ đòn tấn công của thánh ấn mà không hề có tổn hại, điện chủ thánh điện bị dọa cho khiếp sợ. Ông có chút sức này thôi à? Diệp Phàm khinh thường liếc nhìn điện chủ thánh điện. Bùm! Diệp Phàm vừa dứt lời, thân thể của hắn đã xuất hiện trước mặt điện chủ của thánh điện, rồi tung ra một quyền không thể nào ngăn cản được. Điện chủ thánh điện ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc nồng nặc, đôi cánh sau lưng liền vỗ về phía trước, tạo thành một lá chắn phòng ngự, nhằm chặn lại đòn tấn công của Diệp Phàm. Thế là nắm đấm của Diệp Phàm đấm thẳng vào đôi cánh, khiến chúng lập tức bị nổ tung. Đùng! Sau khi đôi cánh bị nổ tung, điện chủ thánh điện liền hộc máu, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì lại bị Diệp Phàm tung một cú đấm xuyên qua người. Lúc này điện chủ thánh điện trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nói, tộc thiên sứ sẽ không bỏ qua cho mày. Vừa nói xong, điện chủ thánh điện liền tắt thở. Thế là điện chủ thánh điện đã chết trong tay Diệp Phàm, thánh điện có lẽ chẳng còn tồn tại được nữa. Rầm rập! Điện chủ thánh điện vừa chết, bên ngoài núi Côn Lôn đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Hàng ngàn binh lính được trang bị vũ khí xuất hiện ở dãy núi này, nhanh chóng bao vây đám người Diệp Phàm. Lúc này, thống soái chiến khu Nam Bộ Nam Cung Linh bước ra. Là ông? Ông muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi Nam Cung Linh. Đồ vật trong long mạch nằm trong tay cậu sao? Mau giao ra đây, Nam Cung Linh hét lên. Chỉ dựa vào ông mà cũng dám thèm muốn long mạch, ông đúng là không sợ chết mà. Diệp Phàm khinh thường nói. Hộ quốc thần tướng, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng nếu hôm nay cậu không giao đồ vật trong long mạch ra, vậy thì tất cả đều phải chết. Nam Cung Linh chỉ vào đường Sở Sở, Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, người của Sở Hộ Long và quân Ngự Lâm. Soạt, soạt, soạt. Vũ khí trong tay binh lính của ông ta ngay lập tức nhắm thẳng vào đám người, chỉ cần nhìn vào hỏa lực cường đại này cũng biết nếu như cuộc chiến nổ ra, những người này sẽ không thể nào chống cự được. Ông thật tàn nhẫn. Nhưng ông nghĩ có thể đe dọa được tôi sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Cậu cho rằng tôi không dám giết bọn họ. Sắc mặt Nam Cung Linh tối sầm lại, đang muốn tấn công, thì chợt từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, dừng tay. Ngay sau đó, Long Chiến Thiên dẫn theo Hắc Uyên, quân đao và một đội quân xuất hiện ở đây. Long Soái. Nam Cung Linh nhìn thấy Long Soái, sau đó Long Soái cũng hét lên, Nam Cung Linh, ông điên rồi sao? Thế mà dám làm ra chuyện như vậy, kẻ nào đứng sau đã sai khiến ông? Ông không cần biết, hôm nay tôi nhất định phải lấy được thứ bên trong long mạch. Bắn, Nam Cung Linh quyết tâm ra lệnh. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên có những âm thanh vang lên dữ dội, giống như động đất vậy, làm rung chuyển cả núi Côn Lôn. Soạt, soạt, soạt. Lúc này vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Long Chiến Thiên, Nam Cung Linh và những người khác đều đồng loạt nhìn về phía bên ngoài núi Côn Lôn, thì bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đúng lúc này, bên ngoài dãy núi Côn Lôn xuất hiện một quân đoàn mặc áo giáp màu đen, đội mũ sắt màu đen và tay cũng cầm trường kiếm màu đen. Quân đoàn này khoảng 5 vạn người, bọn họ đang dồn dập tiến về phía dãy núi Côn Lôn. Chính những bước chân đó của bọn họ đã khiến núi Côn Lôn rung chuyển, khiến người khác tưởng chừng như có động đất. Những người này bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt đám người Diệp Phàm, bao vây toàn bộ núi Côn Lôn. Đây chính là đội quân thiết giáp đen. Khi Hắc Uyên nhìn thấy quân đoàn này, anh ta khẽ cau mày rồi trầm giọng nói. Không, nên gọi là thiết giáp đen cao cấp. Long Chiến Thiên đáp. Viên Thiên Giám rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ ông cũng muốn cướp long mạch? Quân đao lạnh lùng hỏi. Tôi có dự cảm không được tốt lắm, lập tức liên lạc với chiến bộ, xem tình hình ở đế đô thế nào.
Long Chiến Thiên nói với Hắc Uyên, sau đó lại nhìn đội quân thiết giáp đen, quát, các người là do Viên Thiên giám phái tới sao? Muốn làm cái gì? Giết hết các người, đoạt lấy Long Mạch, kẻ đứng đầu đội quân thiết giáp đen lạnh lùng đáp. Soạt! Sắc mặt của Long Chiến Thiên liền trầm xuống, nhìn chằm chằm đám người, lẽ nào Viên Thiên giám muốn tạo phản sao? Long Soái, bên chiến bộ không có người trả lời. Lúc này, Hạc Uyên nói với Long Chiến Thiên. Không cần gọi nữa, lúc này toàn bộ đế đô đã nằm trong tay đội quân thiết giáp đen, bao gồm cả chiến bộ của các người. Thủ lĩnh đội quân nói. Soạt, soạt, soạt. Vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Ngay cả Diệp Phàm cũng cau mày, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Các người. Lúc này, Long Chiến Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đám người này. Giết, một người cũng không được sót lại. Thủ lĩnh của đội quân thiết giáp đen ra lệnh. Hàng vạn chiến binh thiết giáp đen mặc áo giáp, vung kiếm sắc bén nhắm thẳng về phía đám người Diệp Phàm, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, bên ngoài núi Côn Lôn đã vang lên những âm thanh giết chóc chói tai. Giết! 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 Khi những âm thanh vang lên, bên ngoài núi Côn Lôn đã xuất hiện một lượng lớn binh lính quân thiên sách, họ bắt đầu tiêu diệt đội quân thiết giáp đen trước mặt, hai bên ngay lập tức chém giết lẫn nhau. Báo! Một lượng lớn quân thiên sách đã xuống núi. Lúc này, một thành viên của đội quân thiết giáp đen báo cáo với tên thủ lĩnh. Quân thiên sách đến sao? Tên thủ lĩnh cau mày. Bùm! Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Hơn chục binh lính của thiết giáp đen liền bị đánh bay. Tiêu thiên sách cầm kiếm trong tay rồi đi tới, bên cạnh là Trung Vô Diễm và Tu La. Ba người bọn họ đã đột phá đội hình của đội quân thiết giáp đen rồi chém giết đến tận đây. Tứ sư phụ, lục sư phụ và thất sư phụ, sao mọi người lại tới đây? Diệp Phàm nói với ba vị sư phụ. Con gặp nguy hiểm, chúng ta sao có thể không tới chứ? Trung Vô Diễm đáp. Hai người bảo vệ Tiểu Phàm, những kẻ phản bội này cứ giao cho tôi. Tiêu Thiên Sách nhìn đội quân thiết giáp đen trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Đám phản bội các người đều phải chết. Ngay lập tức Tiêu Thiên Sách điên cuồng tấn công đội quân này. Giết! Long Chiến Thiên cũng hét lớn, Hắc Uyên, quân đao và những binh lính của bọn họ đều đồng loạt ra tay, hợp lực cùng với quân thiên sách bao vây và tấn công gọng kìm đội quân thiết giáp đen. Lúc này, một trận chiến khốc liệt đã xảy ra ở núi Côn Lôn. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là đội quân thiết giáp đen bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng những binh lính của quân thiên sách và quân đội của Long Chiến Thiên cũng bị thương vong nặng nề. Về phần Nam Cung Linh, khi nhìn thấy quân thiên sách xuất hiện thì ông ta đã nhanh chóng rút lui cùng quân đội của mình. Trên người binh lính của đội quân thiết giáp đen đang mặc cái gì vậy? Còn có vũ khí của bọn chúng được làm bằng gì, tại sao lại sắc bén đến như vậy? Khiến chúng ta thiệt hại không nhỏ. Đồ phu quân đoàn trưởng thứ tư của quân thiên sách nhìn xác của những binh lính đội quân thiết giáp đen rồi trầm giọng nói. Áo giáp và vũ khí của bọn chúng đều được làm bằng thiên ngoại huyền thiết. Tu La kiểm tra vũ khí và áo giáp của đội quân này rồi đưa ra câu trả lời. Thiên ngoại huyền thiết, trong tay Viên Thiên giám còn có bảo bối như vậy sao? Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng. E rằng Thiên giám sắp xoán ngôi đoạt vị, chúng ta phải lập tức quay về. Long Chiến Thiên nặng nề nói. Lập tức trở về đế đô, Diệp Phàm hét lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng đã truyền đến một giọng nói âm trầm, chỉ sợ không thể nào đi được. Tôi e là cậu không thể đi được. Ngay khi Diệp Phàm đang muốn chạy tới đế đô, đột nhiên phía sau lưng hắn vang lên một thanh âm trầm trầm. Xoẹt! Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ xưa xuất hiện ở đây. Từng người trong số họ đều toát ra khí chất thanh tao, khiến người ta có cảm giác họ không phải là người ở phàm trần. Diệp Phàm nhìn bốn người này, cau mày. Hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt từ bốn người này. Có thể khiến hắn ở hiện tại cảm thấy áp lực. Thực lực của bốn người này đương nhiên không đơn giản. Lúc này ánh mắt của đám người Long Ngạo, Trung Vô Diệm, Tiêu Thiên Sách, Long Chiến Thiên đều nhìn về phía bốn người này. Các người cũng đến từ tiểu thế giới Côn Lôn sao? Long Ngạo nhìn bốn người này, hừ lạnh một tiếng. Cậu đã có được sức mạnh của Long Mạch đúng không? Một người trong bốn người này nhìn Diệp Phàm, nói thẳng. Nếu đúng thì sao? Nếu sai thì như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Dù có phải hay không thì hôm nay cậu cũng phải đi cùng chúng tôi. Một người khác trong bốn người nhìn Diệp Phàm, hét lên với vẻ mặt huênh hoang. Nếu tôi không đi thì sao? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, đối phương trực tiếp hét lên,
chuyện này không phải do cậu quyết định. Bùm, 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 bùm. Trong phút chốc, bốn người này trực tiếp bộc phát ra bốn luồng áp lực ngút trời, giống như một cơn cuồng phong ập đến, sức mạnh khủng khiếp quét qua, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị áp đảo. Tất cả những người có mặt đều bị bốn luồng áp lực này làm chấn động phải quỳ xuống đất, miệng ói ra máu, sắc mặt trông rất khó coi. Ngay cả mấy vị sư phụ của Diệp Phàm lúc này cũng cau mày, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm bốn người này. Mà ánh mắt Diệp Phàm ngưng lại, trực tiếp bộc phát ra long uy khủng bố, chống lại lực lượng của bốn người này. Long uy, cậu thực sự đã có được sức mạnh trong long mạch. Khi bốn người này nhìn thấy long uy tỏa ra từ trên người Diệp Phàm, ánh mắt của họ ngưng tụ và tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Một giây tiếp theo, bốn người này đồng thời tấn công Diệp Phàm. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển lực lượng của mình bộc phát toàn bộ long khí và long cốt lực trong cơ thể, tung ra một quyền cực mạnh. Khi hắn tung ra một quyền này, trực tiếp tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong phút chốc, nắm đấm của Diệp Phàm va chạm với đòn công kích của bốn người này, giống như hai hành tinh va chạm, phát ra một tiếng nổ chấn động. Những gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường thổi quét ra bốn phương tám hướng, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Đám người Long Ngạo, Tu La, Tiêu Thiên Sách đều lũ lượt ra tay để ngăn lại sự lan rộng của các gợn sóng năng lượng, nhưng cơ thể họ đều bị dội ngược về phía sau. Bùm! Một tiếng sấm rền vang lên. Diệp Phàm và bốn người này lần lượt lui về phía sau, trong tư thế không phân biệt trên dưới. Nhưng kết quả này khiến bốn người đó khó có thể chấp nhận được. Thực lực của cậu đã mạnh mẽ đến mức này, sức mạnh của Long Mạch thực sự rất mạnh mẽ. Một trong bốn người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Có thể có được sức mạnh của Long Mạch, hay cậu chính là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh còn chưa thức tỉnh kia sao? Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo bào dài màu trắng bước tới, nhưng khi ông ta di chuyển thì không có tiếng bước chân nào vang lên. Trưởng lão! Bốn người đàn ông trung niên kia nhìn thấy ông lão này xuất hiện, đồng loạt cúi đầu kêu lên. Diệp Phàm nhìn người này, nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ áp bức cực kỳ khủng bố từ ông lão này. Thực lực của người này vượt xa tưởng tượng của hắn. Cậu thật sự là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trầm giọng nói. Ông đoán xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xoẹt. Ông lão này nhìn chằm chằm Diệp Phàm mấy giây, sau đó đột nhiên ra tay. Ông ta vung tay thành móng vuốt, trực tiếp tóm lấy Diệp Phàm. Khi móng vuốt này duỗi ra, một luồng năng lượng vô hình khóa chặt Diệp Phàm, khiến cả người hắn như bị một ngọn núi đè xuống, căn bản không thể động đậy. Diệp Phàm cố gắng hết sức thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng hắn căn bản không làm được. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến mức Diệp Phàm căn bản không có năng lực phản kháng. Ngay lúc Diệp Phàm đang chuẩn bị sử dụng lực lượng mà đại sư phụ để lại trong cơ thể để thử một lần, thì một trường ấn đột nhiên xuất hiện, chặn móng vuốt của ông lão này lại. Bùm! Một tiếng động lớn nặng nề vang lên. Thân hình ông lão này nhanh chóng lùi lại, còn người tung ra trường ấn kia vẫn không hề hấn gì. Nhị sư phụ! Diệp Phàm nhìn người ra tay, hưng phấn hét lên. Người này không ai khác chính là nhị sư phụ của Diệp Phàm, Cổ Tam Thông, minh chủ của Võ Minh. Lão già, ông cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đám người của Long Ngạo thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Cổ Tam Thông xuất hiện. Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, thực lực của con tăng lên rất nhanh. Cổ Tam Thông nhìn Diệp Phàm khen ngợi. Nhị sư phụ, sao sư phụ cũng tới đây? Diệp Phàm nói. Không phải là do đại sư phụ của con lo lắng cho con, nói nếu con có chuyện gì thì nhất định sẽ lột ra ta sao? Cổ Tam Thông tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, còn hắn thì gãi đầu xấu hổ. Mấy vị sư phụ của hắn đều hung hăng kiêu ngạo, không nghe theo sự chỉ đạo của người khác, nhưng trước mặt đại sư phụ của hắn, mấy vị sư phụ này lại cực kỳ ngoan ngoãn, không dám trái lời bà ấy một chút nào. Nhị sư phụ, cảm ơn sư phụ đã vất vả. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông, mỉm cười. Ông là người từ đâu đến? Lúc này, ông lão tóc bạc trắng kia nhìn Cổ Tam Thông và cau mày. Tên nhóc này là đệ tử của tôi, ông muốn bắt nó đi, trước hết phải đánh bại tôi. Cổ Tam Thông nhìn ông lão và nói thẳng. Tôi là người của Thiên Điện, ông muốn trở thành kẻ địch của Thiên Điện sao? Ông lão tóc bạc trắng nhìn Cổ Tam Thông và hét lên với vẻ mặt uy nghiêm. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Thiên Điện gì đó của ông không dọa được tôi đâu. Cổ Tam Thông hừ lạnh, ông tấn công thẳng vào đối phương.
Bùm bùm bùm. Một loạt tiếng sấm rền vang lên nối tiếp nhau. Ông lão tóc bạc trắng này không phải đối thủ của Cổ Tam Thông, chưa đầy 10 chiêu đã bị ông đánh bay, ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Trưởng lão. Bốn người đàn ông trung niên nhìn ông lão tóc trắng hộc máu, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Ông. Cút đi. Ông lão tóc trắng này nhìn Cổ Tam Thông và muốn nói điều gì đó, nhưng đối phương đã trực tiếp hét lên. Đi. Sau đó, ông lão này không còn cách nào khác là phải rút lui. Nhị sư phụ thật lợi hại. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông khen ngợi. Lão già, ông xuống núi mà vị kia không phong ấn sức mạnh của ông, thật không công bằng. Lúc này Long Ngạo nhìn Cổ Tam Thông, vẻ mặt tức giận bất bình hừ lạnh. Phong ấn sức mạnh. Sắc mặt Diệp Phàm sửng sốt, nhìn về phía Long Ngạo, Trung Vô Diệp, Tiêu Thiên Sách và Tu La, bốn vị sư phụ. Chẳng lẽ sức mạnh của các sư phụ đều bị đại sư phụ phong ấn sao? Đương nhiên rồi, trước khi chúng ta xuống núi, phần lớn sức mạnh của chúng ta đều đã bị đại sư phụ của con phong ấn, nếu không lão già vừa rồi đã bị ta tung một chưởng giết chết. Long Ngạo hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo. Tại sao lại vậy? Tại sao đại sư phụ lại phải làm như vậy? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng phần lớn sức mạnh của các vị sư phụ lại bị đại sư phụ phong ấn. Nếu không phong ấn thì thực lực của các vị sư phụ của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Đại sư phụ của con nói sức mạnh của chúng ta quá mạnh, sợ chúng ta xuống núi sau sẽ mang đến sự náo loạn lớn cho thế tục, cho nên mới phong ấn phần lớn sức mạnh của chúng ta. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Con hiểu rồi. Diệp Phàm hiểu ra, ánh mắt lóe lên. Mấy người các người có thể trở về để bà ấy giải phong ấn cho các người. Cổ Tam Thông nói. Thật sao? Vị kia nói vậy à? Hai mắt Long Ngạo sáng lên. Đúng vậy, hiện tại vận mệnh đế tinh của Tiểu Phàm sắp thức tỉnh, lúc đó sẽ có càng ngày càng có nhiều cường giả nhắm vào nó. Nếu thực lực của các người không được giải phong ấn, thì làm sao có thể bảo vệ được Tiểu Phàm? Cổ Tam Thông lạnh lùng nói. Vậy bây giờ tôi về ngay đây. Long Ngạo nói thẳng. Tôi cũng trở về. Trung Vô Diệm, Tu La và Tiêu Thiên Sách lần lượt nói. Rõ ràng bọn họ đều muốn nhanh chóng giải trừ phong ấn, lấy lại toàn bộ sức mạnh. Các sư phụ, vậy các ngài hãy quay về núi Cửu Long trước, để đại sư phụ giải phóng sức mạnh cho các ngài. Diệp Phàm nhìn mấy vị sư phụ và nói. Lão già, giao Tiểu Phàm cho ông. Ông không được để chuyện gì xảy ra với nó đó. Trung Vô Diệm nhìn Cổ Tam Thông và dặn dò. Yên tâm đi, nếu Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì, người đó nhất định sẽ không tha cho lão già này. Long Ngạo nói đùa. Mau cút đi. Cổ Tam Thông thổi râu trừng mắt và hét lên. Tiểu Phàm, sau khi ta rời đi, Quân Thiên Sách sẽ giao cho con chỉ huy. Tiêu Thiên Sách nói với Diệp Phàm. Còn có Bách Hoa Lâu, hiện tại ta đã để Như Yên tiếp quản toàn bộ mọi chuyện, ít hôm nữa con bé sẽ trở về với con. Trung Vô Diện nói với Diệp Phàm. Tiếp theo, bốn vị sư phụ của Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi đây. Cảnh tượng này khiến những người có mặt ở đây bàn tán xôn xao, đặc biệt là Long Chiến Thiên, trong lòng ông ta vô cùng sửng sốt, không ngờ hơn phân nửa thực lực của các vị sư phụ của Diệp Phàm đều bị phong ấn. Sức mạnh này bị phong ấn hơn phân nửa nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, nếu không bị phong ấn thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Mà đại sư phụ của Diệp Phàm là ai, lại có thể khiến Minh Chủ Võ Minh sợ hãi như vậy? Trong lúc nhất thời, Long Chiến Thiên tràn đầy tò mò về vị đại sư phụ đằng sau Diệp Phàm. Mà đám người Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính, Ân Nhân Hoàng càng thêm kiêng dè và sợ hãi Diệp Phàm. Diệp Phàm, chúng ta nên nhanh chóng trở về đế đô thôi. Lúc này Long Chiến Thiên nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu. Nhóm người của bọn họ nhanh chóng rời khỏi dãy núi Côn Lôn và đáp trực thăng thẳng đến đế đô. Và ở đế đô, trong hoàng cung, Viên Thiên Giám ngồi trên xe lăn, phía sau ông ta dày đặc bính lính của đội quân thiết giáp đen. Những người lính đội quân thiết giáp đen này đều mặc chiến giáp và vũ khí được làm từ sắt thiên thạch, bọn họ đều có khí thế rất mạnh mẽ, xông thẳng từ bên ngoài hoàng cung vào. Ngự Lâm quân và các cường giả của hoàng thất đóng quân trong hoàng cung lúc ban đầu đều đã bị điều đến núi Côn Lôn. Hiện tại, thị vệ trong hoàng cung rất yếu ớt, đương nhiên không thể địch nổi với đội quân thiết giáp đen. Đúng lúc này, quốc chủ của Long Quốc đi ra, nhìn Viên Thiên Giám nói, Viên Thiên Giám. Rốt cuộc ông cũng không nhịn được mà ra tay. Xem ra bệ hạ đã đoán trước được tôi sẽ ra tay. Viên Thiên Giám nhìn quốc chủ mỉm cười. Những hành động bí mật của ông, trẫm đều biết rõ,
nhưng chấm không muốn gây ra cuộc chiến lớn vì sự hòa bình của Long Quốc, không ngờ ông lại có dã tâm lớn như vậy, dám công khai làm phản. Quốc chủ của Long Quốc nhìn Viên Thiên Giám và hét lên với khuôn mặt lạnh lùng. Bệ hạ, ngài không thích hợp làm quốc chủ của Long Quốc này, vẫn nên thoái vị nhường chỗ cho người xứng đáng hơn đi. Viên Thiên Giám bình tĩnh nói. Viên Thiên Giám, ông là một tên tàn phế mà cũng mở tưởng mưu quyền đoạt vị, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này Thiên Tôn nhìn về phía Viên Thiên Giám, quát lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đánh một chưởng về phía đối phương. Lúc này, Thiên Tôn bày ra toàn bộ thực lực lực. Thánh cảnh cấp 9. Thiên Tôn chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào thần cảnh. Mà một đòn này của ông ta lại không hề nương tay, ý đồ muốn dùng một đòn giết chết Viên Thiên Giám. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Chỉ nhìn thấy khóe miệng Viên Thiên Giám lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm khi đối mặt với đòn tấn công của Thiên Tôn, đột nhiên ông ta vỗ vào xe lăn, toàn thân nhảy lên và tung ra một chưởng để đón đỡ một chưởng của Thiên Tôn. Bùm! Ngay lập tức, một tiếng gầm vang lên. Thân thể Thiên Tôn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống dưới chân quốc chủ, miệng phun ra máu, bị thương nặng. Mà Viên Thiên Giám bước xuống xe lăn, trực tiếp đứng trên mặt đất, tản mát ra khí thế tối thượng. Ông không phải là người tàn phế. Quốc chủ Long Quốc nhìn Viên Thiên Giám, lông mày nhíu lại, vẻ mặt không thể tin nói. Lúc đó, phụ hoàng của ngài cảm thấy tôi có tài năng bẩm sinh, khó khống chế, nên đã âm mưu hại tôi, khiến hai chân của tôi bị tàn tật. Ông ta cho rằng làm như vậy tôi sẽ không gây ra mối đe dọa cho hoàng thất của các người. Không ngờ rằng hành động của ông ta ngược lại giúp tôi nhờ họa mà được phúc, khiến tôi tìm thấy một kho báu bí mật, có được sức mạnh hiện tại và đội quân thiết giáp đen bất khả chiến bại này. Nói đến đây, tôi lại muốn cảm ơn phụ hoàng của ngài, để bày tỏ lòng biết ơn, hôm nay tôi sẽ đưa bệ hạ đi đoàn tụ với phụ hoàng của ngài ở dưới lòng đất. Viên Thiên Giám nhìn quốc chủ Long Quốc với vẻ mặt lạnh lùng. Viên Thiên Giám, ở chỗ này còn chưa tới lượt ông kiêu ngạo đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm và khàn vang lên. Một ông lão dẫn theo một nhóm người xuất hiện ở đây. Các người là người của nhà họ Long. Viên Thiên Giám nhìn ông lão, lạnh lùng nói. Thái thượng trưởng lão của nhà họ Long. Hôm nay các người đã phạm vào tội phản loạn, tội của các người phải bị xử tử. Ông lão nhìn Viên Thiên Giám, vẻ mặt uy nghiêm hét lớn. Vừa dứt lời, ông ta liền đánh về phía Viên Thiên Giám. Bùm bùm bùm. Ngay lập tức, Viên Thiên Giám giao chiến quyết liệt với vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Long, hai bên đều bộc phát sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thực lực của vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Long này đã đạt đến thần cảnh cấp 9, và chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp thành người tu hành. Phụt! Chẳng bao lâu, Viên Thiên Giám đã thi triển ra một con ấn lớn và đánh thẳng vào người của vị thái thượng trưởng lão nhà họ Long, khiến ông ta bay đi và rơi xuống đất, nôn ra máu. Ông là người tu hành. Lúc này, vị thái thượng trưởng lão nhà họ Long nhìn Viên Thiên Giám với vẻ mặt không thể tin được. Người tu hành. Lập tức, quốc chủ Long Quốc cau mày, nhìn chằm chằm Viên Thiên Giám, vậy mà ông lại trở thành người tu hành. Điều này sao có thể? Là quốc chủ của một quốc gia, đương nhiên ông ta biết về sự tồn tại của người tu hành, ông ta cũng biết rằng người tu hành chỉ tồn tại ở Long Cấm và Côn Lôn, ngoài ra, trên thế giới này không thể có người tu hành. Mà Viên Thiên Giám lại thực sự đã trở thành người tu hành. Điều này khiến quốc chủ của Long Quốc vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới tôi sẽ trở thành người tu hành phải không? Viên Thiên Giám cười lạnh. Khó trách ông dám xoán ngôi, thì ra là ông đã trở thành người tu hành. Quốc chủ của Long Quốc nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Giám với vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, hiện tại tôi là người tu hành, nếu bệ hạ là người sáng suốt thì nên ngoan ngoãn thoái vị, tôi có thể để ngài chết một cách dứt khoát, nếu không thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Viên Thiên Giám nhìn quốc chủ của Long Quốc và hét lên lạnh lùng. Người tu hành thì sao? Những kẻ phản bội Long Quốc đều phải chết. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp Hoàng Cung. Soạt! Lúc này, Diệp Phàm đã xuất hiện trong Hoàng Cung, sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn về phía Viên Thiên Giám, theo sau hắn còn có Long Chiến Thiên, Cổ Tam Thông, Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính và Phàn Long. Khi quốc chủ Long Quốc nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Các người còn chưa chết sao? Viên Thiên Giám xoay người nhìn về phía đám người Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi. Chỉ dựa vào đội quân thiết giáp đen của ông mà cũng muốn giết chúng tôi à, đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm khinh thường nói. Sắc mặt Viên Thiên Giám tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm,
quả nhiên là hộ quốc thần tướng, thực lực rất lợi hại, nếu như bọn họ đã không thể giết được cậu, vậy thì tôi sẽ đích thân giết chết cậu. Nên nói là tôi giết chết ông mới đúng. Diệp Phàm lạnh lẽo đáp. Soạt. Diệp Phàm vừa dứt lời, liền tấn công về phía Viên Thiên Giám. Bùm. Hắn vừa tung một cú đấm, hư không liền rung chuyển và bốn phía xung quanh trong nháy mắt bụi bay mịt mù. Viên Thiên Giám cũng nhanh chóng dùng ấn quyết tấn công Diệp Phàm để ngăn cản cú đấm của hắn. Diệp Phàm cũng huy động toàn bộ sức mạnh để tăng uy lực cho cú đấm của mình, cuối cùng phá hủy ấn quyết của Viên Thiên Giám. Rầm. Lúc này Viên Thiên Giám đã ngã nhào xuống đất, lồng ngực rất khó chịu và khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Hóa ra cậu cũng là tu hành giả sao? Viên Thiên Giám kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ông ta làm sao có thể tin nổi đối phương trẻ như vậy đã trở thành tu hành giả, điều này thật sự quá vô lý. Hừm, ông cho rằng mình rất lợi hại vì ông là tu hành giả à? Diệp Phàm khinh thường nói. Sau đó hắn lại tiếp tục tấn công, đấm Viên Thiên Giám hết cú này đến cú khác, không hề cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Đùng, 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 đùng. Một loạt tiếng sấm vang lên dữ dội. Mỗi cú đấm của Diệp Phàm đều rung chuyển trời đất, khói bụi xung quanh bay mịt mù. Viên Thiên Giám cố gắng cản lại đòn tấn công của Diệp Phàm, nhưng lại bị đánh trả liên tục, không ngừng hộc máu. Thiên cơ thủ. Cuối cùng, Viên Thiên Giám gầm lên giận dữ, ông ta dốc toàn lực thi triển một bí kíp võ thuật, một tay tấn công thẳng về phía Diệp Phàm. Khi ông ta vừa vung tay, một luồng năng lượng thần bí liền xuất hiện rồi trực tiếp bao phủ lấy Diệp Phàm, khiến hắn khó có thể cử động được. Lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh giống như lòng bàn tay của thiên đạo lao thẳng về phía mình, sức mạnh này nhanh chóng áp chế hắn, khiến hắn không thể nào phản kháng. Ngay cả linh hồn hắn lúc này cũng cảm nhận được một áp lực vô hình, toàn thân vô cùng khó chịu. Bùm! Vào thời khắc quan trọng, một tiếng động lớn chợt vang lên. Diệp Phàm lập tức tỉnh táo trở lại, năng lượng thần bí kia cũng không còn nữa. Hắn nhìn xung quanh. Liền nhìn thấy Viên Thiên Giám đã ngã nhào xuống đất, không ngừng nôn ra máu, còn nhị sư phụ thì đứng ở trước mặt hắn, hiển nhiên nhị sư phụ đã kịp thời ra tay cứu hắn. Cảm ơn nhị sư phụ, Diệp Phàm cảm ơn Cổ Tam Thông. Nếu như nhị sư phụ không kịp thời ra tay, thì có lẽ hắn đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. Sau đó Diệp Phàm liếc nhìn Viên Thiên Giám, nói, ông ta vừa mới thi triển chiêu thức gì vậy, sao có thể đáng sợ như thế? Đó là một kiểu bí thuật thiên cơ. Cổ Tam Thông trầm giọng nói. Bí thuật thiên cơ, Diệp Phàm không hiểu lắm. Làm sao ông biết được bí thuật thiên cơ? Lúc này Cổ Tam Thông nhìn về phía Viên Thiên Giám rồi lạnh lùng hỏi. Ông thế mà lại biết về bí thuật thiên cơ? Viên Thiên Giám liếc nhìn Cổ Tam Thông, nói, ông có phải là Cổ Tam Thông minh chủ võ minh? Đúng vậy, ông lấy bí thuật thiên cơ ở đâu? Cổ Tam Thông hỏi lại. Nhưng ánh mắt của Viên Thiên Giám không ngừng lóe lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Cổ Tam Thông, sau đó không nói một lời liền đứng dậy bỏ chạy. Ông nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao? Giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn của Diệp Phàm vang vọng bên tai của Viên Thiên Giám. Viên Thiên Giám còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt ông ta, rồi đấm mạnh vào ngực khiến cơ thể ông ta nằm bẹp dưới mặt đất, sau lưng tạo thành một cái hố lớn. Phồng phập, Viên Thiên Giám nằm trong cái hố đó, không ngừng phun ra máu. Lồng ngực như muốn gãy vụn, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Phàm, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Soạt! Diệp Phàm vung kiếm chém đứt đầu Viên Thiên Giám. Lúc này, Diệp Phàm cầm cái đầu của ông ta lên, nhìn về phía quân lính thiết giáp đen, lạnh lùng quát, Viên Thiên Giám đã chết, các người còn muốn tiếp tục nối giáo cho giặc sao? Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức, tôi có thể tha mạng cho các người. Diệp Phàm uy nghiêm nói. Những binh lính của thiết giáp đen nhìn thấy đầu của Viên Thiên Giám, vẻ mặt liền thay đổi, cuối cùng đều bỏ vũ khí xuống. Sau đó, Diệp Phàm ném đầu Viên Thiên Giám xuống đất rồi nhìn quốc chủ của Long Quốc, bệ hạ không sao chứ? Cảm ơn Diệp công tử, Long Quốc có được một vị hộ quốc thần tướng như cậu, quả thật là may mắn. Quốc chủ Long Quốc nhìn Diệp Phàm rồi cảm thán. Rầm rập. Lúc này, có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Đám người Diệp Phàm nhìn qua thì thấy một nhóm người chợt xuất hiện ở đây, đứng đầu là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, mặc áo choàng màu vàng kim, đôi mắt tỏa ra hào quang sáng lấp lánh, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nó. Trên người đàn ông này tràn ngập một uy thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy ngạt thở. Tộc trưởng Long. Quốc chủ Long Quốc ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên này.
Tộc trưởng thực sự đến đây sao? Long Chiến Thiên cũng kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên này. Người này chính là Long Đào tộc trưởng nhà họ Long gia tộc Hộ Long ở Long Quốc. Tộc trưởng Long, sao ông lại đến đây? Quốc chủ Long Quốc hỏi Long Đào. Long Đào không đáp lại câu hỏi của quốc chủ, mà là lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói, cậu đã tiến vào bên trong Long Mạch rồi à? Không sai, Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng đáp. Cậu đã lấy được thứ gì ở trong Long Mạch? Long Đào hỏi thẳng. Việc này có liên quan gì đến ông? Diệp Phàm bĩu môi. Mau giao tất cả những thứ cậu lấy được ra đây. Lúc này, Long Đào hống hách quát lên. Sắc mặt Diệp Phàm càng trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn đối phương, muốn tôi giao hết đồ ra sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi có thể quyết định sự sống chết của cậu. Long Đào nhàn nhạt nói. Tộc trưởng, chuyện này. Câm miệng. Lúc này Long Chiến Thiên đi tới trước mặt Long Đào, vừa định mở miệng thì đã bị ông ta mắng. Mau giao tất cả những gì cậu lấy được trong Long Mạch ra đây. Long Đào từ từ đến gần Diệp Phàm, trong cơ thể ông ta đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công về phía Diệp Phàm. Đối mặt sự uy hiếp của ông ta, trong cơ thể Diệp Phàm cũng bộc phát ra một luồng sức mạnh của rồng đáng sợ, trực tiếp chặn lại áp lực của đối phương. Đây là hơi thở của rồng sao? Quả nhiên cậu đã lấy được thứ gì đó trong Long Mạch. Long Đào cảm nhận được sức mạnh của rồng, đôi mắt nheo lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sau đó ông ta liền ra tay, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Bùm! Lúc này, Cổ Tam Thông đã đứng trước mặt Long Đào và chặn lại đòn tấn công của ông ta. Tộc trưởng Long muốn đối phó với đồ đệ của tôi ngay trước mặt tôi sao, không phải ông khinh thường tôi đấy chứ? Cổ Tam Thông nhàn nhạt nói. Cổ Tam Thông! Long Đào trừng mắt nhìn Cổ Tam Thông, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, tránh ra, nếu không ông sẽ chết. Muốn động vào đệ tử của tôi, trước tiên phải bước qua xác tôi đã. Cổ Tam Thông nói thẳng. À! Đột nhiên Long Đào hét lớn một tiếng, trong cơ thể ông ta liền bộc phát ra một uy lực khủng khiếp, kim quang bao phủ toàn thân, hai tay của ông ta vung lên, một con rồng màu vàng liền bay ra từ lòng bàn tay. Phi Long Tại Thiên! Long Đào lại hét lên rồi vung tay đánh về phía Diệp Phàm, con rồng vàng ngay lập tức nhe nanh múa vuốt bay về phía Diệp Phàm và Cổ Tam Thông. Uy lực của đòn tấn công này cực kỳ mạnh, tu hành giả bình thường khó có thể chống cự được. Cổ Tam Thông lại rất bình tĩnh, ông nhanh chóng tung ra một cú đấm, tuy rằng không có bất kỳ sức mạnh khủng khiếp nào, nhưng cú đấm này lại nghiền nát con rồng vàng thành bột. Hơn nữa cú đấm này còn không dừng lại, còn đánh trúng cơ thể Long Đào, khiến ông ta bay về phía sau. Dầm! Long Đào nửa quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Sức mạnh của ông đã cường đại đến mức này rồi sao? Lúc này, Long Đào kinh ngạc nhìn Cổ Tam Thông. Mạnh quá! Diệp Phàm cũng thầm kinh ngạc khi nhìn thấy cú đấm vừa rồi của nhị sư phụ. Lúc nãy hắn không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ cú đấm đó, nhưng trong nháy mắt nó lại bộc phát sức mạnh hủy diệt mọi thứ, điều này chứng tỏ khả năng kiểm soát và sử dụng sức mạnh của nhị sư phụ mạnh đến nhường nào. Tộc trưởng Long, vì Long gia của ông cũng là gia tộc Hộ Long, tôi không muốn giết ông. Nhưng ông tốt nhất không nên động vào đồ đệ của tôi, nếu không tôi không ngại khiến gia tộc Hộ Long biến mất đâu. Cổ Tam Thông nhàn nhạt nói. Long Đào nghe xong, sắc mặt không ngừng thay đổi, sau đó lại liếc nhìn Diệp Phàm rồi đứng dậy rời đi. Nhị sư phụ, con thấy ông ta sẽ không dễ dàng cam chịu như vậy đâu, tại sao không giết chết ông ta để tránh hậu họa về sau? Diệp Phàm thắc mắc. Long gia dù sao cũng là gia tộc Hộ Long, bọn họ đã bảo vệ Long Quốc mấy ngàn năm. Vậy nên cho ông ta một cơ hội đi, nếu như còn có lần sau sẽ giết không thương tiếc. Cổ Tam Thông thờ ơ nói. Diệp Phàm gật đầu, đồng thời hắn lại một lần nữa cảm thấy bất mãn với thực lực của mình. Bây giờ hắn vẫn chưa đủ mạnh, cần phải tiếp tục cường đại hơn nữa. Nếu như hắn không đủ khả năng khống chế được xương rồng, vậy thì chẳng có cách nào phát huy hoàn toàn sức mạnh của xương rồng. Soạt, soạt. Đúng lúc này, trong hoàng cung lại xuất hiện hai bóng người. Hai người lần này là một ông già mặc áo choàng đen, còn một ông mặc áo choàng trắng. Bọn họ vừa xuất hiện, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói, bọn họ trông giống nhau quá. Hai người lại đến từ đâu vậy? Diệp Phàm nhìn hai người này, lạnh lùng hỏi. Cậu chính là hộ quốc thần tướng của Long Quốc Diệp Phàm. Ông già mặc áo choàng màu trắng hỏi. Không sai, hai người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Cha của cậu là Diệp Thiên Long. Ông lão mặc áo choàng đen hỏi tiếp. Hai người biết cha của tôi. Diệp Phàm khẽ cau mày,
trong khi vẻ mặt của hai ông già đều đăm chiêu, quả nhiên là có quen biết. Rốt cuộc hai người là ai? Lúc này Diệp Phàm đã mất kiên nhẫn hét lên. Chúng tôi là trưởng lão tài quyết của Sở Tài Quyết Thế Giới. Hai người nói với Diệp Phàm. Người của Sở Tài Quyết Thế Giới sao? Diệp Phàm nhướn mày, lạnh lùng hỏi, hai người cũng muốn đối phó với tôi sao? Không, cậu đừng hiểu lầm. Việc lúc trước sứ giả tài quyết của Sở Tài Quyết chúng tôi ra tay với cậu chỉ là ngoài ý muốn. Bọn họ không biết thân phận của cậu. Ông già mặc áo choàng màu trắng vội vàng nói với Diệp Phàm. Không biết thân phận của tôi. Bọn họ biết tôi là hộ quốc thần tướng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bọn họ không biết cha của cậu là ai. Ông già mặc áo choàng đen trịnh trọng nói. Có ý gì? Cha tôi có quan hệ gì với Sở Tài Quyết Thế Giới của hai người sao? Diệp Phàm cau mày, nhìn chằm chằm vào hai vị trưởng lão. Chuyện này vẫn nên đợi sở trưởng của chúng tôi tới, lúc đó ông ấy sẽ đích thân nói với cậu. Tạm biệt. Hai người ôm quyền với Diệp Phàm rồi quay người bỏ đi. Ý của bọn họ là gì vậy? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Cha của con hẳn là có quan hệ gì đó với Sở Tài Quyết Thế Giới. Cổ Tam Thông nói. Cha con làm sao lại có quan hệ với Sở Tài Quyết Thế Giới? Diệp Phàm cực kỳ tò mò. Lúc này, quốc chủ Long Quốc nói với Diệp Phàm, Diệp công tử, hôm nay cậu lại lập được công lớn, nhất định phải thưởng thật lớn. Cảm ơn bệ hạ, khen ngợi có lẽ không cần đâu. Nhưng tôi muốn đem toàn bộ trang bị của đội quân thiết giáp đen giao cho quân thiên sách, hy vọng bệ hạ sẽ đồng ý. Diệp Phàm nói, được. Quốc chủ Long Quốc gật đầu, nói với Diệp Phàm, từ nay về sau cậu không chỉ là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, mà còn là đệ nhất quốc sư của Long Quốc, chỉ dưới mỗi quyền của trẫm. Bất kỳ ai ở Long Quốc, cậu đều có quyền tiền trảm hậu tấu. Quốc sư. Vẻ mặt Diệp Phàm có chút thay đổi, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, bệ hạ, tôi thấy quốc sư. Đừng từ chối, trẫm đã quyết định rồi. Quốc chủ Long Quốc trầm trọng nói. Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, đám người Diệp Phàm rời khỏi cung điện, Hiên Viên Bất Bại chợt nói với hắn, chủ nhân, tôi cần phải quay về gia tộc một chuyến, hy vọng chủ nhân đồng ý. Đi đi. Diệp Phàm đáp, vâng, chủ nhân, Hiên Viên Bất Bại gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Hắn ta là người của tộc Hiên Viên sao? Cổ Tam Thông hỏi. Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Nhóc con này còn quy phục được cả người của tộc Hiên Viên cơ đấy. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, chiếu chỉ hộ quốc thần tướng Diệp Phàm trở thành đệ nhất quốc sư của Long Quốc đã được ban xuống, trong nháy mắt đã lan truyền khắp cả nước. Điều này khiến toàn bộ Long Quốc đều kinh ngạc. Hộ quốc thần tướng vốn đã có địa vị rất cao, bây giờ lại được phong là đệ nhất quốc sư, quả thật là dưới một người trên vạn người. Ngay lập tức, rất nhiều người ngưỡng mộ vị hộ quốc thần tướng này. Nhưng Diệp Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi, Long Chiến Thiên lại tới chỗ hắn. Long soái, ông còn có việc gì sao? Diệp Phàm hỏi Long Chiến Thiên. Đã xảy ra chuyện lớn, có thể cần cậu giải quyết. Long Chiến Thiên nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Chuyện lớn gì vậy? Diệp Phàm nghi hoặc nói. Viện khoa học Long Quốc trước đây có bí mật tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Nhưng vài giờ trước, kết quả nghiên cứu này đã bị kẻ phản bội của viện khoa học lấy đi. Tên này mặc dù bị chúng ta bắt được, nhưng kết quả nghiên cứu đã bị người của Anh Quốc người lấy đi rồi. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Bị người của Anh Quốc lấy đi rồi. Diệp Phàm cau mày. Đúng vậy, kẻ phản bội đó đã bị người của Anh Quốc mua chuộc. Bây giờ bọn họ lấy đi kết quả nghiên cứu. Điều này là một tổn thất lớn đối với Long Quốc. Long Chiến Thiên nói. Ông muốn tôi đến Anh Quốc để lấy lại kết quả nghiên cứu này. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, kết quả nghiên cứu này rất quan trọng đối với sự phát triển của Long Quốc, không thể rơi vào tay người Anh Quốc được. Long Chiến Thiên nghiêm túc nói. Được, tôi đi, Diệp Phàm liền đồng ý. Sau đó, Diệp Phàm lại sắp xếp hành lý đến Anh Quốc. Sao cô lại ở đây? Trên chuyến bay từ Đế Đô tới Anh Quốc, Diệp Phàm mới ngồi xuống đã thấy một cô gái đeo kính râm khẩu trang ngồi ở bên cạnh, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương chính là Tô Nhược Tuyết. Tôi muốn đi cùng anh tới Anh Quốc lấy lại thành quả nghiên cứu khoa học kia. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm nói. Thành quả nghiên cứu khoa học kia có liên quan gì đến cô? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Tô Nhược Tuyết, đối phương nói thẳng, hạng mục khoa học kia là do ông nội và các vị viện sĩ tốn mấy chục năm trời mới nghiên cứu ra. Chính vì để cho Long Quốc trở nên càng thêm cường đại, lúc trước những người đó muốn bắt tôi, mục đích ép ông nội phải giao ra thành quả nghiên cứu khoa học, không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta đánh cắp.
ông nội tôi tức tới sinh bệnh, nằm trên giường còn dặn nhất định phải lấy lại thành quả nghiên cứu khoa học kia, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của ông, đi cùng anh đoạt lại thành quả nghiên cứu. Nghe Tô Nhược Tuyết nói vậy, vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, dù là như thế thì một cô gái như cô đi thì có ích lợi gì, mau về nhà đi, tôi sẽ đi lấy thành quả nghiên cứu khoa học của ông nội cô về. Lúc này, theo trong cabin vang lên tiếng radio, máy bay chính thức cất cánh. Lần này thì tôi không về được rồi, chỉ có thể đi Anh Quốc cùng anh thôi. Tô Nhược Tuyết thản nhiên nhìn Diệp Phàm. Thành quả nghiên cứu khoa học kia quan trọng như vậy, bên phía Anh Quốc nhất định sẽ bảo vệ nghiêm ngặt. Cô đi theo tới đó sẽ gặp nguy hiểm, đến Anh Quốc thì cô nhanh chóng rời đi. Tin tức này vừa nổ ra, đã kinh động tới các đại môn phái gia tộc trong thế giới nhỏ. Cường giả khắp nơi đều đang bàn tán về vị Tử Vi Đế Tinh chi chủ sắp thức tỉnh này. Tử Vi Đế Tinh, đại biểu cho chủ nhân của thiên hạ. Tử Vi Đế Tinh đời trước tổ tiên của nhân tộc Hiên Viên Hoàng Đế, trước kia đối phương đánh bại ma thần Sivu, thống nhất các đại bộ lạc, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Hôm nay, chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh sắp xuất hiện, điều này khiến các thế lực khắp nơi bất an. Bọn họ đương nhiên không muốn thần phục Tử Vi Đế Tinh chi chủ. Nhất là những thế lực đỉnh cấp trong thế giới nhỏ Côn Lôn lại càng không muốn có người cưỡi trên đầu trên cổ, ra lệnh cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, khắp các thế lực lớn nhỏ trong thế giới nhỏ Côn Lôn đều chuẩn bị phái cường giả đến giết hoặc là bắt lấy Tử Vi Đế Tinh chi chủ, dù sao đối phương còn chưa thức tỉnh, đương nhiên bọn họ không sợ. Diệp Phàm cũng không biết, hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới nhỏ Côn Lô. Trải qua mấy chục giờ bay, cuối cùng Diệp Phàm và Tô Nhược Tuyết cũng tới thủ đô của Anh Quốc. Lần này Diệp Phàm chỉ dẫn theo 5 người Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Đại Hổ, Nhị Hổ và Tần Chính. Hắn không để nhị sư phụ đi theo. Đối với Diệp Phàm mà nói, đối phó một đất nước nhỏ bé không cần đến nhị sư phụ hắn ra tay. Nhưng đợi đến khi bọn họ ra được khỏi sân bay, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm hỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi nói sau. Diệp Phàm đáp. 7 người bọn họ trực ngồi lên 2 chiếc xe đi tới một khách sạn. Bằng. Không bao lâu sau, chiếc xe phía trước bọn họ vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từng tiếng súng vang lên, bên ngoài trở nên hỗn loạn. Diệp Phàm xuống xe xem thử, phát hiện có 2 nhóm người đang đánh nhau. 2 nhóm người này, một nhóm do 4 người dẫn đầu, bọn họ chỉ có mấy chục người, bên kia thì có tới mấy trăm người, thực lực hai bên cách xa nhau. Rất nhanh. Mấy chục tên do 4 người cầm đầu đã bị đánh chết. Vào thời điểm quan trọng, một nhóm người cầm kiếm samurai xuất hiện, họ vung kiếm giết chết hơn một nửa trong đám 100 người kia. 4 vị trưởng lão, các người không sao chứ? Lúc này, người đàn ông trung niên lạnh lùng đi tới trước mặt 4 vị lão giả lên tiếng nói. Ngươi là... 4 vị lão giả kia khó hiểu. Tôi được tộc Vũ Xuyên phái tới, trước kia tộc Muto đã từng trợ giúp tộc Vũ Xuyên. Vậy nên sau khi tộc trưởng chúng tôi biết các vị gặp nạn, đặc biệt để chúng tôi đến đây tương trợ. Người đàn ông trung niên này lên tiếng. Hóa ra là các vị của tộc Vũ Xuyên, cảm ơn rất nhiều, ơn đức này, tộc Muto ta suốt đời không quên. 4 vị lão giả cảm kích nói. Không cần cảm ơn, hôm nay cho dù là ai tới, cũng không thay đổi kết quả tộc Muto diệt vong. Bỗng nhiên, giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên. Lúc này... Một cô gái ngậm kẹo que, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt loli xuất hiện. Khi 4 trưởng lão của gia tộc Muto nhìn thấy cô gái trẻ này, sắc mặt của bọn họ tối sầm lại, ánh mắt đầy tức giận. Là cô ấy. Lúc này, Diệp Phàm nhìn cô gái đáng yêu từ xa, trong mắt lóe lên tia sáng. Cô gái đáng yêu này không ai khác chính là cô gái đáng yêu đến từ Anh Quốc, người có thể thi triển đồng thuật mà Diệp Phàm đã gặp ở Long Quốc trước đây. Thân phận thực sự của cô ấy là đại tiểu thư Kimura Sakurako của hội Hắc Long bá chủ mặt đất ở Anh Quốc. Trước đây có ninja đến từ Anh Quốc ẩn nấp bên ngoài biệt thự của Diệp Phàm và đường sở sở, bị người của Diệp Phàm bắt được, sau khi điều tra thì phát hiện ra là người của hội Hắc Long. Khi đó Diệp Phàm đã biết được thân phận thực sự của cô gái đáng yêu này, nhưng lúc đó hắn cũng không có thời gian để tính toán với cô gái này, không ngờ hôm nay vừa đến Anh Quốc lại gặp được cô gái nhỏ này. Kimura Sakurako, cô thật sự cho rằng hội Hắc Long của cô có thể một tay che trời ở Anh Quốc sao? 4 trưởng lão của gia tộc Muto nhìn Kimura Sakurako giận dữ hét lên. Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Kimura Sakurako cắn cây kẹo mút, chu mỏ nói.
thật là một cô bé kiêu ngạo, tuy còn trẻ nhưng giọng điệu không hề nhỏ. Lúc này, người đàn ông trung niên của tộc Vũ Xuyên nhìn Kimura Sakurako hừ lạnh nói. Ông đến từ tộc Vũ Xuyên phải không? Kimura Sakurako nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy. Tộc Vũ Xuyên tôi chắc chắn bảo vệ gia tộc Muto, nếu không muốn chết, hãy mang theo người của cô lập tức cút khỏi đây đi. Người đàn ông trung niên hét lên với vẻ mặt ngang ngược. Thật sao? Kimura Sakurako nở nụ cười, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đôi mắt đảo qua đảo lại, hiện lên tia sáng. Tiêu diệt gia tộc Muto. Ngay lập tức, Kimura Sakurako mở miệng, giọng điệu của cô ấy vang vọng trong tai người đàn ông, khiến cơ thể ông ta rung lên, đôi mắt trợn to. Giây tiếp theo, đồng tử của người đàn ông giãn ra nhìn bốn trưởng lão của gia tộc Muto, ông ta đột nhiên rút dao chém xuống. Phụt, 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 phụt. Trong khoảnh khắc, bốn tiếng phun máu vang lên. Đầu của bốn trưởng lão gia tộc Muto bị hất lên cao lăn xuống đất. Bọn họ chết không nhắm mắt. Đại nhân! Lúc này, những cường giả khác của tộc Vũ Xuyên nhìn hành vi của người đàn ông trung niên này, đều tỏ vẻ kinh ngạc và hét lên. Mổ bụng tự sát! Kimura Sakurako lại hét lên. Tại chỗ, người đàn ông như bị ma nhập, dùng dao đâm vào ngực mình. Lúc này, người đàn ông đã tỉnh dậy, khi nhìn thấy con dao đâm vào ngực mình, ông ta sững sờ, trợn mắt nhìn Kimura Sakurako không nói một lời, rồi ngã xuống mặt đất tắt thở. Vào lúc này, sắc mặt của đám người của tộc Vũ Xuyên trông rất khó coi, tất cả đều nhìn Kimura Sakurako với một chút sợ hãi. Rút lui. Tất cả đều rút lui ngay lập tức. Kimura Sakurako nhìn những xác chết trên mặt đất, tiếp tục cắn cây kẹo mút, nở một nụ cười hồn nhiên. Ngay khi Kimura Sakurako chuẩn bị rời đi, cô ấy dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên nhìn qua, phát hiện ra Diệp Phàm. Đại ca ca. Kimura Sakurako nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt hưng phấn, vội vàng chạy tới. Chúng ta lại gặp nhau. Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako lạnh lùng nói. Đại ca ca, sao anh lại đến đây? Anh đặc biệt đến gặp em à? Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm cười hì hì. Tôi tới giết cô. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại ca ca, em làm gì sai, sao anh lại giết em? Ngay lập tức. Kimura Sakurako tỏ vẻ đáng thương, chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng ngây thơ nhìn Diệp Phàm. Đủ rồi, không cần diễn trò trước mặt tôi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, ánh mắt dán chặt vào Kimura Sakurako, một thời gian rồi tôi không gặp cô, đồng thuật của cô đã tiến bộ rất nhiều. Đại ca ca quá khen. Nhưng em cũng muốn cảm ơn đại ca ca, nếu anh không tiêu diệt tổ tiên của gia tộc Muto, làm sao em có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt gia tộc Muto? Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm mỉm cười nói. Cô có biết thân phận của tôi không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Kimura Sakurako, người sau trả lời, tôi rất quan tâm đến đại ca ca. Ha ha, Diệp Phàm cười lạnh. Đúng rồi, đại ca ca, sao đột nhiên anh lại đến Anh Quốc vậy? Chẳng lẽ đại ca ca đến đây để kết quả nghiên cứu khoa học của Long Quốc đã bị lấy trộm? Kimura Sakurako chớp mắt nhìn Diệp Phàm. Cái gì cô cũng biết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, là tổ chức ngầm lớn nhất ở Long Quốc, Hội Hắc Long, có sức ảnh hưởng trên ba giới quân sự, chính trị và thương mại, thông tin tự nhiên là linh hoạt. Có vẻ như đại ca ca thực sự đến đây vì chuyện này. Kimura Sakurako nói, đúng vậy, cô muốn mật báo với chính phủ Anh Quốc à? Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako, lạnh lùng hét lên. Em không những không mật báo mà còn có thể giúp đại ca ca tìm ra vị trí của kết quả nghiên cứu khoa học rồi đoạt lại. Theo như Kimura Sakurako nói, Diệp Phàm nhìn đối phương, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cô có ý gì? Tại sao cô muốn giúp tôi? Bởi vì em thích đại ca ca. Hả? Nghe Kimura Sakurako thổ lộ, Diệp Phàm sửng sốt. Đại ca ca, hôm nay muộn thế này, chắc anh vẫn chưa sắp xếp chỗ ở, hay là để em sắp xếp cho anh nhé? Kimura Sakurako nhiệt tình nhìn Diệp Phàm nói. Không cần. Tôi không muốn gặp lại cô. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn lên xe trực tiếp rời khỏi đây. Đối với cô gái này, nếu không phải cô ấy có khuôn mặt nữ tính khiến hắn không thể ra tay được, Diệp Phàm nhất định sẽ giết cô ấy. Người phụ nữ này tàn nhẫn, tinh thông đồng thuật, nếu là kẻ địch thì nhất định sẽ gặp tai họa lớn. Kimura Sakurako nhìn xe của Diệp Phàm rời đi. Ánh mắt hiện lên tia sáng thần bí,
lẩm bẩm một mình, đại ca ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, lần này anh chỉ có thể thuộc về em. Chẳng bao lâu, màn đêm tan đi và một ngày mới lại đến. Ngày này, Diệp Phàm ở trong một khách sạn ở Kyoto, không đi ra ngoài. Tại sao anh còn chưa bắt đầu hành động? Nếu quá muộn, khi chính phủ Anh Quốc hoàn toàn kiểm soát được thành tựu nghiên cứu mà ông nội của tôi đã nghiên cứu, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tô Nhược Tuyết lo lắng nhìn Diệp Phàm. Đừng lo lắng, bất cứ ai trong số bọn họ tiếp xúc với kết quả nghiên cứu khoa học này đều sẽ chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, Diệp Phàm nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi này do Cơ Như Yên gọi đến, đối phương nói đã tìm ra vị trí của kết quả nghiên cứu khoa học thông qua thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu ở Anh Quốc, bao gồm cả những người có tiếp xúc với kết quả nghiên cứu khoa học, đều đã điều tra rõ ràng. Sao rồi? Tô Nhược Tuyết liếc nhìn Diệp Phàm. Đã điều tra rõ ràng, đêm nay sẽ hành động. Tối nay cô ở lại đây, đừng đi loanh quanh, đợi tôi trở về. Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết, dặn dò. Được. Tô Nhược Tuyết gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống. Ở ngoài ô Kyoto, có một trang viên khổng lồ. Đây là nơi ở của một quan chức cấp cao của chính phủ Anh Quốc. Tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu và các quan chức từ mọi tầng lớp xã hội ở Kyoto sẽ đến tham dự. Vào lúc này, trong trang viên này, mấy người Diệp Phàm cũng xuất hiện ở đây. Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là vì tình báo của Bách Hoa Lâu cho thấy trong trang viên này có một cơ sở nghiên cứu bí mật, kết quả nghiên cứu khoa học bị đánh cắp của Viện Khoa học Long Quốc đều nằm trong cơ sở nghiên cứu này. Chủ nhân, ngài có muốn trực tiếp ra tay không? Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm hỏi. Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Lúc này, Huyết Phu trầm giọng nói, nhìn xung quanh. Có chuyện gì không thích hợp à? Đại Hổ khó hiểu hỏi. Không biết, không nói rõ được. Huyết Phu lắc đầu. Có sát khí. Đột nhiên Tần Chính nói. Lúc này Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Đại Hổ và Nhị Hổ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Mọi người, cảm ơn các bạn đã đến tham dự bữa tiệc rượu tối nay. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những vị khách đặc biệt này. Lúc này, một người đàn ông với bộ rear map đứng trên sân khấu cầm micro nói. Khi ông ta vừa nói xong, tất cả ánh đèn trong trang viên đều tập trung vào 6 người Diệp Phàm. Vào lúc này, 6 người Diệp Phàm lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không hay rồi, đây là một cái bẫy, chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt Huyết Phu thay đổi, nói thẳng. Sắc mặt của Đông Phương Hạo Thiên, Tần Chính, Đại Hổ, Nhị Hổ đều cứng đờ, vẻ mặt cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Về phần Diệp Phàm, hắn lại rất bình tĩnh,